phốc một tiếng, vô số hoa văn theo bắp chân của hắn hiện ra, thoáng cái tự bạo rồi hóa thành một đoàn hắc khí bao bọc xung quanh, cuồn cuộn chuyển động rồi lập tức hóa thành một con hắc long dài chừng 10 trượng, giữ tợn lao đi. Đồng thời cùng lúc đó hung ti vương gồng vai lên, miệng hét lớn. Trong nháy mắt, trên thân hắn cuồng lóe lên một bộ chiến giáp có gai nhọn, tất cả đều bắn ra, sau đó mơ hồ một cái liền biến thành từng mũi gai nhọn huyết sắc suy suy bắn xuống. Mà cự nhân lại hé miệng phun ra một đám mây quái dị huyết sắc, sau khi từ trong mây mù huyết sắc vang lên âm thanh ông ông, đột nhiên từ trong đó lao ra vô số quái trùng màu đen lớn bằng ngón tay cái. Mỗi một con dài gần bằng chiếc đúa, ngoài thân phủ đầy giáp sắc màu đen, sau lưng mọc lên hai cánh đỏ thấm, đầu giống như cái kéo sắc nhọn, từng con bay ra nhanh như tia chớp, như ong vỡ tổ ảo ảo bay xuống. Cự viên thấy vậy, cười to một tiếng, sau cánh tay cùng lúc trả sát, rồi lại dơ thẳng lên trên. Tiếng sấm ầm ầm nổi lên, sáu đạo kim hồ thô to từ cánh tay bắn ra, ầm ầm xoắn lại, biến thành sáu con kim mãng nhảy trồm ra, vừa lúc đem hắc long đang đập xuống vậy chặt lại bên trong. Sáu mãng một rồng điên cuồng cắn xé một trận, lúc này, những gai nhọn huyết sắc chấp liên tục ở dưới cũng bắn tới gần cự viên. Thân sắc cự viên không thay đổi chút nào, ba cái đầu chỉ đồng thời hít sâu một cái, khẽ thổi nhẹ lên không trung. Trong phút chốc cuồng phong nổi lên, biến thành ba cỗ cương phong lấp lánh màu xanh, cuốn thẳng lên trên không trung, lập tức thổi cho những gai nhọn kia bay tứ tung trái phải, trong chốc lát đã không biết bị cuốn đến tận nơi nào. Bầy trùng phía sau đối mặt với cương phong màu xanh lại tỏ ra có 10 phần linh tính, đột nhiên phát ra tiếng ông ông, lập tức giải tán rồi biến thành vài chục luồng đi vòng qua, bay theo một hướng khác nhào xuống. Cự viên đối với tình hình này cũng xem như không thấy, đến thời điểm bầy trùng ong ong tiến đến chỉ còn cách có mấy trượng, bên ngoài thân mới bùng lên một tiếng, ngân diễm lại cuồn cuộn hiện ra thêm một lần nữa, bùng lên tỏa ra khắp mọi nơi, lập tức bao phủ tất cả đám phi trùng vào bên trong biển lửa, trong khoảnh khắc thiêu đốt chúng hóa hết thành cho bụi. Nhưng lúc này, đột nhiên hắc khí nổi lên sau người cự viên, một cái quỷ chảo khô gầy bỗng nhiên từ đó hiện ra, lặng lẽ thò ra như tia chớp, nhẹ nhàng xuyên qua linh quang hộ thể của ngân diễm, trực tiếp chụp thẳng vào lưng cự viên. Phanh một âm thanh vang lên, đột nhiên sau lưng cự viên lóe lên một văn trận màu bạc, quỷ chảo đúng lúc chụp thẳng vào nó. Quỷ chảo khô gầy có vẻ ẩn chứa lực lượng cực kỳ lớn, một cỗ cự lực tuôn trào, một chảo này làm cho thân hình khổng lồ của cự viên loạn choạng ngã về phía trước. Nhưng sau khi vân trận màu bạc này lóe lên một cái, vẫn vững vàng dính trên lưng cự viên, lại không thấy tổn hại một chút nào. Lúc thân hình cự viên ngã về trước, đồng thời cũng không nói hai lời bổ ngược lại một trường. Một đạo nhận mang màu vàng chấp hiện ra, hắc khí gần đó bị phân ra thành hai nửa, ở giữa lộ ra một quái vật giống khỉ nhưng không phải khỉ cao gần ba thước đang núp ở bên trong. Quái vật này đầu mọc một sừng, đồng tử hai mắt trắng dã, từ ót đến chỗ hạ thân thoáng cái hiện ra một vết máu nhàn nhạt, nhạt, máu tươi từ trong tuôn mạnh ra. Quái vật này bất ngờ đã bị nhận mang vừa rồi chém làm đôi. Sau khi đắc thủ, cự viên cũng không muốn dừng lại công kích, năm cánh tay còn lại cùng động, tức thì vô số kim hồ lại lần nữa ẩm vang bắn ra, hóa thành một tấm lưới tơ màu vàng chụp thẳng xuống phía sau. Phốc một tiếng, hai mảnh thân thể quái vật trong nháy mắt hóa thành hai cỗ hắc khí bắn sang hai bên, chấp lên một cái rồi xuyên qua lưới điện màu vàng, dường như không coi tịch tà thần lôi ra cái gì. Lần này, đến Hàn Lập cũng không nén nổi kinh ngạc, động tác trong tay cự viên dừng lại theo bản năng. Thưa dịp này, hai cỗ hắc khí tiếp tục mạnh mẽ lao đi, sau khi cuồn cuộn ngưng tụ lại, lại lần nữa huyễn hóa thành quái vật kia. Quái vật này sau khi lạnh lùng nhìn Hàn Lập một cái, sau một cái chấp động liền thuấn di xuất hiện ở không trung bên cạnh đầu cự nhân, rồi tự bạo phanh một tiếng, hóa thành một luồng hắc khí chui vào bên trong lỗ mũi cự nhân. Cự nhân vốn đang mất đi hai cánh tay, trong nháy lại tuôn ra cuồn cuộn hắc khí biến ảo thành, giống hệt như lúc ban đầu. Đệ nhị nguyên anh, không, phải nói là nguyên thần thứ hai mới phải. Cự viên trong mắt hàn quang chấp một cái, ong ong nói ra một câu. Không thể ngờ rằng kiến thức của ngươi bất phàm như vậy, mới nhìn một cái mà đã nhận ra lai lịch của nó, nguyên thần thứ hai này của ta là dùng tới di hài cổ hung thú luyện hóa mà thành, chẳng những hành động vô thanh vô tức, sức mạnh của nó so với bản thể của ta cùng đạt tới ba bốn thành, Vân trận sau lưng ngươi là gì mà có thể ngăn cản một đòn toàn lực của nó, xem ra bảo vật bí thuật thông thường căn bản không cách nào làm thương tổn thân thể ngươi một chút nào, có lẽ không phải là thần thông của hạ giới rồi." Hung Ti Vương lắc lắc hai cánh tay mới sinh ra, đầu tiên hơi hơi nao nao, nhưng lập tức cười lạnh nói. "Có phải hay không, các hạ tự mình thử một lần không phải sẽ lập tức biết được sao?" Cự Viên hừ một tiếng, bộ dạng không chút quan tâm nói. "Giờ phút này, trên bầu trời tiếng sấm đại thịnh, sáu con lôi mãng màu vàng bay lượn vòng ở dưới, đã cường ngạnh xé tan hắc long. Mà cái miệng khổng lồ của mặt quỷ cùng vòng xoáy màu vàng sau khi cắn xé đến bây giờ, cũng chợt nổ vang một tiếng liên miên bất tuyệt rồi lóe lên tán loạn diệt phong. Hùng ti vương sau khi ngẩng đầu nhìn hai tầng màn sáng trên bầu trời, đột nhiên cười hắc hắc nói. Người đã có loại bí thuật hộ thân này, dùng thủ đoạn thông thường mà muốn tạo thành uy hiếp đối với người căn bản là vọng tưởng. Hắc hắc, xem ra bản vương không sử dụng đến bản mạng thần thông là không được rồi vừa dứt lời trong miệng cự nhân truyền ra một tiếng thét dài thê lương một nơi khác trong chiến đoàn lôi hỏa màu đen đang bừng bừng cùng phệ kim trùng vương đánh đến bất phân thắng bại năm con quỷ yêu vừa nghe tiếng thét đột nhiên bỏ qua đối thủ lại lần nữa hóa thành năm khối đầu lâu màu vàng bay thẳng tới hung ti vương chấp lên rồi vụt tắt lập tức nhập vào trong thân hình cự đại không thấy bóng dáng phía dưới cổ cự nhân kim quang chấp hiện năm khối đầu lâu liền quỷ dị hiện ra hơn nữa năm cái miệng cùng há lớn hoặc thanh âm êm tai hoặc thanh âm thầm thì từng cái niệm lên một đoạn chú ngữ hoàn toàn bất đồng theo âm thanh chú ngữ càng lúc càng lớn một màn kinh người xuất hiện huyết diếm bên ngoài thân cự nhân đại thịt trên da thịt bỗng nhiên hiện ra vô số linh văn màu đen sau khi lưu chuyển một vòng lại đột nhiên huyễn hóa thành hơn một ngàn mặt quỷ to cỡ nắm tay những mặt quỷ này mỗi một cái đều trông rất sống động hai mắt nhắm nghiền nhưng mang theo biểu cảm hoặc tức giận hoặc vui mừng đều không giống nhau phân bố khắp mỗi một tấc bên ngoài thân cự nhân công ti vương biến thành cự nhân một tay bấm pháp quyết, miệng phát ra một trận cười nhẹ âm trầm, tất cả mặt quỷ trên thân đều từ từ mở mắt ra. Kim quang chấp hiện, một đạo kiếm quang màu vàng giống như thiên ngoại phi tiên, không chút dấu hiệu từ trong hư không gần đó bắn ra, như tia chớp quấn nhẹ xung quanh đầu cự nhân, lại chớp một cái xuất hiện ở bên ngoài hư không hơn 10 trường. Kiếm quang thu vào, một tiểu nhân màu vàng thân cao gần một thước mặt không biểu cảm bất ngờ lóe ra. Dầm một tiếng, cái đầu cực lớn của cự nhân đã từ trên cổ rơi xuống. Tiểu nhân màu vàng thấy vậy, bả vai rung lên, âm thanh chi chi vang lớn, tức thì vô số đạo kiếm khí vô hình từ trong cơ thể bắn ra, theo bốn phương tám hướng cuốn thẳng đến thân hình cự nhân không đầu, giống như muốn quấn nó thành đống thịt nát vụn. Chương 2379, Thiên Quỷ Lực Lượng. Năm khối đầu lâu màu vàng trên cổ gã khổng lồ bỗng nhiên há miệng ra, phát ra một thanh âm cực kỳ chói tai. Phốc, hư không chấn động, một tầng ánh sáng hào quang màu vàng rực rỡ hiển hiện vô vàn kiếm khí vô hình chém lên trên tầng ánh sáng một hồi như mưa rơi đều đồng thời bị bắn ngược trở lại cũng không có cách nào phá vỡ màn hào quang này cùng lúc ấy một cái mặt quỷ trên thân thể gã khổng lồ kia biến mất tại chỗ cổ đã mất đầu có hắc khí cuồn cuộn trào ra nhanh chóng ngưng tụ lại một cái đầu mới nguyên vẹn biến ảo ra không hề hao tổn gì tiểu nhân màu vàng thấy thế thì một chút biểu lộ trên mặt cũng không có chỉ có đôi mắt chợt lóe lên hàn quang chỉ trong chốc lát hai bên thân cự nhân chấn động hai đạo tinh quang dài hơn 10 trượng lóe lên, cùng chém xuống thành một đường chéo. Phanh, màn hào quang nhìn như không thể nào phá vỡ này, sau khi bị tinh quang chém xuống, lập tức vỡ vụn rồi tan biến, cái đầu của gã khổng lồ vừa mọc lên lại bị chém lăn long lóc xuống. Phệ kim trùng vương vận dụng thần thông bổn mạng, lập tức một lần nữa chém nứt đầu của gã khổng lồ này. Nhưng cũng ngay lập tức, năm khối đầu lâu màu vàng phát ra chú ngữ quỷ dị, mặt quỷ thứ hai trên người gã lại biến mất, một cái đầu nữa lại tiếp tục mọc lên đầu vừa sinh ra, trong miệng gã khổng lồ đã phát ra thanh âm diễu cợt. Ta có hơn một ngàn lực lượng lệ quỷ bên người, nghĩa là có hơn một ngàn tính mạng, cho dù người có chém giết ta mấy trăm lượt thì cũng không thể làm gì nổi ta. Ngược lại, bổn vương rất muốn nhìn xem, các hạ có thể chịu được một đòn chứa thiên quỷ lực lượng của ta hay không. Vừa dứt lời, thân hình của hung ti vương biến thành người khổng lồ đã run lên, tất cả mặt quỷ bên ngoài thân bỗng nhiên hội tụ lại ở hai cánh tay. Hai bàn tay càng lớn lên, sau đó hướng ra phía trước tung một chảo. Vô số khí đen lượn lờ tuôn ra, tất cả các mặt quỷ đều chóc bong ra khỏi hai cánh tay, biểu lộ cực kỳ dữ tợn. Xuy suy hai cái cự chảo bắn ra khỏi khuỷu tay, đón gió lớn lên, to gần một mẫu, một cái chụp xuống tiểu nhân màu vàng, một cái thì hướng tới con vượn khổng lồ ở phía xa hạ xuống. Tiểu nhân màu vàng thần sắc luôn đờ đấn, thấy cự chảo màu vàng này hạ xuống thì thần sắc trên mặt lần đầu tiên khẽ động. Veo, kim quang ngoài thân lóe lên, lập tức chui vào trong hư không không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhưng năm ngón tay của cự trảo cong lại, vô số mặt quỷ ở phụ cận vặn vẹo một hồi, lập tức năm cái dây xích màu đen từ năm đầu ngón tay bắn ra. Phốc, năm dây xích màu đen lóe lên trong hư không, sau đó bắn ngược trở về. Phụ cận không gian sau một hồi chấn động, lại thấy tiểu nhân màu vàng đã bị xích đen trói gô lại kéo ra. Năm ngón tay của cự trảo liền hợp lại, túm lấy tiểu nhân màu vàng vào lòng bàn tay, sử dụng lực bóp vào toàn bộ mặt quỷ quanh cự chảo nổi lên những âm thanh ô ô, sau đó nhao nhao hóa thành hắc khí, đem cả cự chảo và tiểu nhân màu vàng bao phủ lấy. Sau một khắc, hai đạo tinh quang giao nhau lại hiện ra trong hắc khí, điên cuồng chém xuống, đem cả cự chảo và xích đem chém nát. tiểu nhân màu vàng lập tức tháo chạy, biến thành một đoàn kim quang xuyên thẳng hắc khí ra ngoài. vô số mặt quỷ trong hắc khí hiện ra, từ miệng phát ra thanh âm thì thào quái dị, cự trảo lại một lần nữa ngưng tụ, sau một hồi run lên, lại đuổi theo tiểu nhân màu vàng. Trong mắt về kim trùng vương phun ra tinh quang mặc dù lợi hại nhưng lại không thể vận dụng nhiều lần. Sau khi chém vỡ cự trảo mấy lần nữa, thân hình nó liên tục chấp động, bên thì tấn công, bên thì rút lui. Mà cự trảo kia cậy mình có thân thể bất tử nên không một chút cố kỵ nào, liên tục đuổi theo không rời. Cứ thế cả hai truy đuổi nhau liên tục, không dừng xung quanh ngọn núi. Ở bên kia, hàn lập biến thành vượn khổng lồ cũng đối mặt với một cự trảo quỷ dị còn lại. Nhưng hắn không tránh né, ngược lại hai tay đấm vào lồng ngực, thân hình ba đầu sáu tay lớn lên, bên ngoài thân dày đặc văn trận màu bạc. Sáu cánh tay khẽ động, sáu cửa quyền màu vàng hướng cự trảo trong hư không đánh tới. Ý định của Hàn Lập là muốn dùng lực lượng của thân thể mình đánh nát cự trảo kia. Hắn vận chuyển bách mạch bảo quyết tới cực hạn, sáu nắm đấm màu vàng vừa đánh ra, sức lực to lớn đến nỗi hư không xung quanh nổi lên tiếng nổ đùng đoàn. Sáu vòi rồng màu vàng từ sáu nắm tay bắn ra, những nơi nó đi qua khiến hư không vặn vẹo, thanh thế vô cùng khủng bố. Khanh khách, đối mặt với công kích bực này, cự trảo cũng không e ngại chút nào, ngược lại những mặt quỷ quấn quanh trên đó còn phát ra tiếng cười quái dị, miệng mở lớn đón lấy công kích này. Sáu vòi rồng vừa cuốn tới, lập tức như rồng hút nước, đem tất cả các mặt quỷ hút vào. Diện tích mặt quỷ chợt tăng, trong miệng phun ra những sợi tơ màu đen, chằng chịt đan vào nhau, lập tức biến thành một cái lưới màu đen. Sáu quyền kim sắc lóe lên và chui vào trong đó nhưng cái lưới không có một chút rung động nào, và cũng chẳng hề bị rách. Ngược lại còn tiếp tục hạ xuống, muốn đem thân thể khổng lồ của con vượn bao vây lại. Lúc này, bên ngoài thân của con vượn khổng lồ lại phát ra một tiếng kêu, sau đó vô số ngân diễm cuồn cuộn phóng lên trời, hóa thành một đoàn hỏa vân ngăn cái lưới kia hạ xuống. Cái lưới đã tới gần liền dừng lại, cũng không chút nào kiêng kỵ biển lửa, mặt quỷ ở phụ cận phun ra hắc mang, cứng rắn chống đỡ ngân diễm đang tới gần. Cự trảo trực tiếp xuyên thủng hỏa vân, lóe lên một cái đã tới ngay trên đầu của cự viên, năm ngón tay chụp xuống năm ngón tay chưa thật sự hạ xuống mà năm cỗ hắc khí đã tuôn ra từ các đầu ngón tay hóa thành năm cái xích đen bắn xuống cự viên hừ lạnh một tiếng đầu ngẩng lên miệng há ra gió cuồn cuộn thổi bay năm sợi xích đen kia thanh phong vừa thổi ra một cỗ khí cực kỳ lạnh lẽo cũng phát ra sau khi lóe lên liền cuốn tới cự trảo đinh đang trong thanh phong có không ngớt tiếng vang thanh thúy nổi lên sau khi hào quang tán đi liền biến thành mấy chục tiểu kiếm màu xanh tất cả đều vây quanh cự trảo liên tục đâm loạn xuống nhưng cự chảo được thiên quỷ lực lượng củng cố tựa hồ không thể công phá, bên ngoài thân còn lưu lại vô số bạch ngân nhàn nhạt, nhạt, lập tức khiến cho những thanh tiểu kiếm bắn ngược trở ra. Phanh, cự chảo rốt cuộc cũng đánh nát bấy linh quang hộ thể của cự viên. Ngay sau đó ngân quang lại lóe lên, một phân trận màu bạc cực đại nữa lại hình thành bảo vệ lấy thân thể con vượn khổng lồ. Mặt quỷ rậm rạp bên ngoài cự chảo một lần nữa lóe sáng, một tràng chú ngữ trầm thấp vang lên, năm ngón tay lại vươn tới, sức lực trên đó thoáng cái đã tăng gấp 10 lần mặc dù văn trận màu bạc vô cùng huyền diệu nhưng bị một sức mạnh to lớn như thế cũng không khỏi phát ra thanh âm vỡ nát giống như có thể bị đánh tan bất cứ lúc nào đúng lúc này cự viên than nhẹ một tiếng một tay rụt về hướng đỉnh đầu vỗ xuống thật nhanh đỉnh đầu lóe lên rồi tự động mở ra từ đó bay ra mấy quang cầu màu sắc bất đồng sau một thoáng liền hóa thành hư ảnh của các chân linh thiên phượng chân long côn bằng ba hư ảnh xoay quanh hắn một vòng sau đó lại lóe lên tiến vào trong thân thể khổng lồ của cự viên sau một khắc, trên người cự viên như thuốc nổ bị kích hoạt nổ mạnh, sáu cánh tay khẽ huy động, ánh sáng từ kim lóe lên toàn thân, bên ngoài thân hiện ra từng khối lân phiến rực rỡ, đồng thời trên mỗi cái đầu lại hiên lên một cái sừng ngắn. Nguyên khí trong thiên địa run lên, sau đó lập tức cuồn cuộn hướng về phía cự viên, như bị một cái phếu khổng lồ hút lấy. Hàn Lập đối mặt với Hung Ti Vương không có cách nào đối phó, rốt cuộc cũng phải vận dụng Tam giai biến thân của Niết Bàn thân thể. Mà sau khi cự viên hóa ma và biến thân trong miệng phát ra tiếng hét dài, hai cánh tay vung lên bắt lấy cự chảo, mười ngón tay dùng sức một chút liền cứng rắn bóp vỡ nó. Miệng mở ra, một cỗ kim hà từ trong miệng phun ra, cuốn cái lưới màu đen kia vào, nuốt chửng xuống bụng. Hung ti vương biến thành người khổng lồ từ xa thấy vậy thì kinh hãi, vội vàng đem ngón tay vừa mới sinh ra điểm vào hư không một cái. Phụ cận cự viên lại lập tức vang lên những tiếng ô ô, phần lớn mặt quỷ từ trong hắc khí cuồn cuộn hiện ra, vẻ mặt vô cùng giận dữ, miệng bắt đầu lẩm bẩm cự trào sau một cái mơ hồ lại một lần nữa hiện ra giữa đám mặt quỷ. Chút tài mọn này cho rằng có thể liên tục sử dụng trước mặt hàn mỗ sao. Cự viên đã ma hóa gầm nhẹ một tiếng, sáu cánh tay đồng thời đánh vào hư không một quyền. Dầm dầm, bốn phía xung quanh cự viên chấn động, sáu vòng xoáy mịt mờ màu vàng lăng không hiện ra, quay tròn điên cuồng, từ đó tản ra lực hút vô cùng kinh nhân, hơn nữa bên trong còn ẩn hiện cả lực lượng pháp tắc. Những khuôn mặt quỷ kia phát ra vài tiếng kêu thê lương thảm thiết sau đó toàn bộ bị cuốn vào trong vòng xoáy. Thiên mục chi lực, hung ti vương ở phía xa thấy tình hình này thì thật sự bị chấn động, trong miệng hét lớn một tiếng, hai tay vội bắt pháp quyết, mặt quỷ vốn biến mất lại lóe lên, hiện ra trên thân. Hai mắt hắn trợn trừng, từng tia sáng xanh biếc bắn ra, sau một cái chấp động liền hội tụ thành một cột sáng to như một cái vạc nước. Cột sáng lóe lên một cái, lập tức xuyên qua không gian mấy trăm trược, xuất hiện trước người cự viên đã ma hóa. Cự viên đã ma hóa khuôn mặt trở nên dữ tợn, bàn tay to lớn phủ đầy lân phiến màu tử kim quét ngang trước người, năm ngón tay chộp về phía cột sáng. Phanh, một tiếng nổ trời long đất lở, cột sáng màu xanh lá cây bị bàn tay màu tử kim cứng rắn chộp tới, lập tức hóa thành những quang cầu lớn rồi nổ tung. Đợi cho đợt trùng kích này giải tán, bàn tay màu tử kim một lần nữa hiện ra, hoàn toàn không hư tổn gì. Hung ti vương thấy tình hình này, mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, nhưng khóe mắt giờ đây không nhịn được mà giật giật liên tục hắn chớp mắt định thi triển thần thông khác thì cử viên đã ma hóa ở phía xa không nói hai lời tay đánh vào hư không một chảo lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng sáng ngời một trường kiếm màu xanh lá cây hiện ra trường kiếm trong tay run lên lập tức biến thành một lưỡi dao khổng lồ lớn vài chục trường. sáu tay của cử viên cùng động sáu bàn tay cùng cần tới thanh kiếm khổng lồ thần sắc ngưng trọng hướng về phía trước chém tới chương 2380, liên thai huyết cốt. Phốc, ngoài thân cự viên đã ma hóa hiện lên ánh sáng tử kim, thiên địa nguyên khí vừa hấp thu như thủy triều điên cuồng rót vào trong lưỡi dao khổng lồ kia. Hàng loạt ký hiệu màu bạc lóe lên trên thân lưỡi dao khổng hồ, một đạo kiếm quang màu xanh biếc dài hơn trăm trượng bắn ra, sau một chớp mắt lại biến thành hình trang lưỡi liềm rồi không thấy đâu nữa. Huyền Thiên Chi Bảo, là Huyền Thiên Chi Bảo, cự nhân do hung ti vương biến thành cảm ứng thấy dao động trên lưỡi dao khổng lồ thì vô cùng kinh hãi, hai tay vội bắt pháp quyết, định thi triển bí thuật chạy trốn. Nhưng lúc này đã muộn, ngay sau đó, không trung phía trên hung ti vương bỗng dao động, một loan nguyệt màu lục đột ngột hiện ra, quay tít một vòng, mang theo khí tức khủng bố như một cái lồng úp xuống. Hung ti vương chỉ cảm thấy xung quanh chợt căng thẳng, tay chân đều phát lạnh mà lại không thể cử động như thân thể đang bị một ngọn núi băng chấn áp vậy, mặc kệ hắn giấy ruộng cỡ nào cũng không thể nhúc nhích nổi nửa ly, sự lợi hại của huyền thiên trảm linh kiếm khi được thúc giục toàn lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hung ti vương. Trước đây hắn đã từng thấy qua uy năng của pháp tắc của các huyền thiên bảo vật khác, nhưng rõ ràng không thể đánh đồng được với lúc này. Không, trận chiến này ta xin thua, cấm chế giải trừ. Hung ti vương lộ ra vẻ kinh hoàng, trong miệng kêu to một tiếng nhận thua, hai tầng quầng sáng bao phủ cả ngọn núi nháy mắt tiêu biến tán loạn. Nhưng loan nguyệt màu xanh biết căn bản không để ý tới điều đó, quang hà màu lục chấp động rồi hạ xuống thiên quỷ lực, bảo, liên tiếp sử dụng các loại bí thuật đều không thành, hung ti vương không dám ôm mộng đào thoát nữa, dưới tình thế cấp bách này, trong lòng cũng hạ quyết tâm. Trong phút chốc, hơn một ngàn mặt quỷ bên ngoài thân bỗng nhiên biến thành đỏ tươi, sau đó lập tức nổ tung tạo ra một tràng tiếng vang. Một cỗ huyết phụ tán ra bốn phương tám hướng, đem cách lực xung quanh triệt tiêu hơn phân nửa. Đồng thời khi huyết phụ bắn ra, thân hình của hung ti vương cũng thu nhỏ trở lại, giấy khỏi pháp tác trói buộc, định phóng lên cao. Cự viên ở phía xa thấy tràng cảnh này thì hừ lạnh một tiếng, lưỡi dao xanh biếc trong tay lại run lên, hướng về phía trước chém ngang một cái. Nhát chém nhìn vô cùng bình thường, nửa trước của lưỡi dao khổng lồ vừa mới chém ra đã mơ hồ biến mất. Cùng một thời gian, huyết diễm mang theo cả loan nguyệt màu xanh chợt lóe lên bên cạnh hung ti vương. Hư không phụ cận chợt bộc phát ra một đoàn ánh sáng màu xanh chói mắt, nửa thanh cự nhận trong suốt lóe lên, chém ngang eo của hung ti vương, đem hắn cắt làm hai nửa. Huyết diễm hộ thể của Hung Ti Vương hoàn toàn không có chút hiệu quả nào với nhát chém của nửa thanh cự nhận này. Hung Ti Vương hét thảm một tiếng, cũng không chết ngay, ngược lại còn nhanh tay bấm niệm pháp quyết, nửa thân dưới của hắn nổ tung thành huyết vụ. Nửa thân trên nhân lúc huyết vụ quấn quanh, phát ra một tiếng nổ đi đùng, sau đó lóe lên rồi biến mất. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì trong mắt nổi lên một tia trào phúng, một ngón tay lại điểm vào hư không. Phanh, Loan Nguyệt màu lục quay tít một vòng, sau đó cũng nổ tung âm thanh lớn ầm ầm vang lên vô số mũi nhọn màu xanh thấm xuyên thủng về hướng huyết phụ chợt lóe lên rồi cũng quỷ dị biến mất trong không trung hư không phụ cận giao động một trận kịch liệt có tiếng gào thét của hung ti vương truyền tới nửa thân hình còn lại của hắn như tấm vải rách nát hiện ra bên ngoài thân thể hắn đã có vô số lỗ thủng non nửa đoạn thân hình đều không cánh mà bay cho dù như vậy nhưng hung ti vương vẫn không ngã xuống ngược lại thân hình bị tàn phá phóng ra vài bảo vật mang âm khí đáng sợ đem phần thân thể tả tơi của hắn bao lại sau đó hướng đỉnh núi chạy tới nhưng hàn lập một khi đã sử dụng huyền thiên trảm linh kiếm tất nhiên sẽ không để đối thủ còn sống mà rời đi hung ty vương được bảo vật hộ tống vừa mới bắn ra xa cách hơn nghìn trượng chợt thấy hư không phía trước chợt lóe kim quang cự viên đã ma hóa cao trăm trượng không một tiếng động nào hiện ra một cánh tay huy động cự trưởng mang theo ánh vàng rực rỡ đón đầu mà vỗ xuống một tiếng nổ trời long đất lở vang lên Hùng ti vương thả ra bảo vật bảo vệ thân thể tàn tạ, nhưng không ngờ bị cự trưởng một chiêu đánh nát. Vù, vù, hai luồng hắc khí bắn ra từ chỗ huyết nhục bị đánh nát, chia làm hai hướng khác nhau mà chạy. Cự viên nhướng mày, một ngón tay hướng về một đoàn hắc khí trong hư không điểm một cái. Một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất, đem thứ ẩn náu bên trong chém làm hai nửa, hiện ra một quái vật trông như khỉ mà lại không phải khỉ. Tiếp theo đó, kiếm quan màu xanh gầm rú, vô số hồ quang màu vàng bắn ra, nháy mắt tạo thành một cái lồng giam hóa con quái vật đó thành cho tàn đã không có pháp lực của hung ti vương duy trì cái nguyên thần thứ hai này không ngờ yêu ớt vô cùng không đầy sức sống như trước một đoàn hắc khí nữa định nhân cơ hội này bỏ trốn không ngờ hai bên tinh không chợt lóe trong tiếng gào thét của hắc khí từ bên trong lao ra một quái vật đầu trâu thân rắn nhưng mới chạy được một đoạn ngắn thân hình của quái vật đã bị chia năm xẻ bảy vô số hắc khí từ giữa tuôn ra hơn nữa còn truyền ra những tiếng quỷ gào khóc Đúng lúc này, phía trên hắc khí có kim quang lóe lên, tiểu nhân màu vàng hiện ra, hai tay vừa nhấc, kiếm khí đầy trời phủ xuống, qua mấy nhịp thở đã quét sạch quỷ khí. Tới lúc này, hung ti vương của thập vương âm ti mới chân chính ngã xuống. Cùng một thời gian, ở trong một thế giới khác, tại một cung điện màu đen chôn sâu vạn trượng dưới lòng đất, có một quan tài bằng đá xanh, đột nhiên nắp quan mở ra, một bóng dáng đen tuyền bật dậy, đồng thời thanh âm kinh sợ phát ra. Kẻ nào, kẻ nào dám giết bản thể của ta? tốt nhất đừng để ta gặp ngươi, bằng không đợi lúc ta đúc lại thân thể, nhất định sẽ rút gân, lột ra ngươi, vĩnh viễn chân âm hồn dưới đáy biển. Nói xong lời này, bóng đen phóng ra khỏi thạch quan, hướng cửa điện bay nhanh đi. Hàn lập lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ người thường, trong tay cầm một viên châu lớn bằng nắm tay, có màu đỏ, mặt ngoài có một tầng khí màu đen bao phủ, hơn nữa trên viên châu còn có những điểm đen chi chít. Những điểm đen này ở trong mắt thường nhân chỉ là điểm đen, nhưng sau khi được phóng đại gấp trăm lần dưới linh mục, rõ ràng là những mặt quỷ đang vặn vẹo. Có chút ý tứ, vật này cũng nên cẩn thận xem xét một chút. Hàn lập cầm lên viên châu xuất hiện sau khi tinh hồn hung ti vương tan vỡ, mỉm cười tự nói. Cổ tay run lên, viên châu lóe lên rồi biến mất. Lúc này hàn lập mới nheo mắt nhìn tới mấy đỉnh núi xung quanh. Chỉ thấy ngoại trừ chỗ hắn đứng, mấy ngọn núi khác vẫn bị những quầng sáng bao phủ. Hiển nhiên hắn là người đầu tiên kết thúc chiến đấu, còn lại các chiến đoàn khác vẫn đang tranh đấu. Hàn Lập suy nghĩ như thế, cũng không phân vân nhiều, nhìn thoáng qua về phía ngọn núi trung tâm, thân hình vừa động đã xuất hiện ở một ngọn núi khác. Nếu hắn nhớ không lầm thì ngọn núi này là chỗ mà Văn Tâm Phượng đã chọn để chiến đấu. Nếu hắn tới hỗ trợ thì cũng không khó để giải quyết một đầu quỷ vương âm ti khác. Thân hình hắn chấp mấy cái, đột nhiên đã xuất hiện ở trên không quầng sáng, tay đánh vào hư không một chảo, một tòa núi nhỏ đen xì hiện ra trong lòng bàn tay, cánh tay nghiêng đi, ngọn tiểu sơn biến thành một bóng đen lớn ầm ầm nện xuống. Tay kia kết pháp quyết, lại dơ cao lên, một đạo kiếm quang dài hơn trăm trượng màu xanh hiện ra, hùng hổ chém xuống. Đứng ở bên cạnh Hàn Lập là tiểu nhân màu vàng, cũng im lặng không lên tiếng, đầu vai nhoáng lên một cái đã có vô số kiếm khí điên cuồng buông xuống. Bao phủ ngọn núi này là quần sáng hai tầng cũng coi như huyền diệu, nhưng không thể chịu nổi Hàn Lập và Phệ Kim trùng Vương toàn lực công kích. Qua thời gian mấy nhịp thở, quần sáng hai tầng vỡ vụn, bên trong truyền ra tiếng gầm rú, tình hình phía dưới lập tức hiện ra. Hàn lập ngưng thần nhìn lại trên ngọn núi quả nhiên chia làm hai chiến trường khí thế của mỗi chiến trường đều cao mất trời. Một bên chiến trường là con trồn con vốn nguyên bản vô cùng đáng yêu lúc này đã biến lớn ngàn trượng đang cùng một con thần lằn hai đầu cắn xé nhau. Hai cánh của con trồn bay chấn động không ngừng một cỗ hồ quang màu bạc lượn lờ xung quanh trải rộng trên thân hình của nó. Con thần lằn khổng lồ hai đầu đỏ sẫm lửa đỏ trong miệng theo hắc khí cuồn cuộn tuôn ra không ngừng hai con đều da dày thịt béo lúc thì quấn chặt lấy nhau lúc lại tạm thời tách ra dùng lôi điện và lửa đỏ cùng hắc khí công kích lẫn nhau không ngừng tình thế rằng co vô cùng gay gâu ở một chiến trường khác lại vô cùng quỷ dị một bên phan tâm phượng ngồi xếp bằng trên một cây trúc màu xanh một tay bấm niệm thần chú hai mắt nhắm nghiền quần áo mang theo ánh sắc ngũ sắc bao phủ toàn thân chỗ đỉnh đầu có một trận bàn màu trắng ngà trôi nổi từ giữa thỉnh thoảng lại bắn ra những ký hiệu màu bạc bên kia cách đó mấy trăm trượng là một mảnh huyết hải cuồn cuộn ngập trời trong biển máu có một khối đài sen trên đó có một khối bạch cốt hình người ngồi xếp bằng bạch cốt này cả người đầm đìa máu tươi có nhiều chỗ thịt không còn một mảnh lại giống như thường nhân tay bắt pháp quyết cổ quái một tay nâng cái bình cát đỏ như máu ở sau lưng nó không ngờ lại có một quầng sáng màu vàng lớn gần mẫu bên trong quang diễm màu vàng như ẩn như hiện cổ quái nhất chính là bạch cốt này ngồi đối diện với văn tâm phượng đang thi triển bí thuật cùng sử dụng bảo hộ toàn thân cũng ngồi trên đài sen bất động Hàn Lập nhìn thấy tình hình này thì thần sắc khẽ độc, làm quang chợt lóe trong mắt, bỗng nhiên quét mắt về phía hư không giữa Bạch Cốt và Văn Tâm Phượng. Sau khi Linh Mục ngưng thần lại thấy nơi đó tưởng như trống rỗng, không ngờ lại biến thành một thế giới với hai cực sinh diệt hoàn toàn khác biệt. chương 2381, Chuyển Luân Vương Một bên thế giới thì lửa đỏ quay cuồng, ở bên trong đó, vô số hắc khí biến thành khô lâu dương nanh múa vuốt, gào thét, bay lượn. Một bên thế giới thì tràn ngập một màu xanh biếc, bên trong đó lại là chằng chịt bóng dáng của cây cối và các loại dây leo vô số cánh bướm năm màu phất phơ lay động hai thế giới lấy một giới tuyến nào đó làm trung tâm không ngừng va chạm vào nhau như thủy triều hoặc là lửa đỏ khiến cây cối và những cánh bướm biến thành cho bụi hoặc là cây cối và dây leo biến thành khổng lồ trong biển lửa cuốn theo vô số khô lâu vào trong đó biến chúng thành chất dinh dưỡng cho bản thân mặc dù hai thế giới hoàn toàn khác nhau đó va chạm vào nhau rất dữ dội tại trung tâm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ điên cuồng chuyển động không ngừng, nhưng lại không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, dường như tất cả mọi thứ trước mắt chẳng qua chỉ là hư ảo. Thú vị thật, hai người bọn họ cũng rất lợi hại đây, cả hai vậy mà có thể sử dụng pháp môn thúc dục một ít linh vực, mặc dù chỉ là một chút da lông bên ngoài, nhưng tu sĩ đại thừa bình thường chắc chắn không thể chống lại. Kim Nhi, người đi giết con thần lằn kia, còn tên quỷ vương này cứ giao cho ta. Hai mắt hàn lập sáng ngời, sau khi tự mình lẩm bẩm hai câu liền đột nhiên ra lệnh một cách lạnh lùng, trong ánh mắt của người tí hon màu vàng bên cạnh lóe lên một tia lạnh lẽo, gật đầu, sau đó ngay lập tức cả người hóa thành một cầu vồng màu vàng kim lao thẳng tới con thần lằn hai đầu khổng lồ. Bản thân Hàn Lập thì cả người cuộn lại ngay tại chỗ, từ bên trong vô số vòng cung màu bạc lượn lờ, hắn biến thành một con lôi bằng dài hơn trăm trượng, hai cánh khẽ vỗ, lập tức có một cơn lốc lao thẳng xuống biển máu phía dưới. Ngay trong nháy mắt khi màn sáng bị vỡ, vốn văn tâm phượng và bộ xương màu trắng đang đấu pháp với nhau, Tự nhiên ngay tức khắc cả hai sẽ phát hiện được sự hiện diện của Hàn Lập và Phệ Kim trùng. Phan Tâm Phượng tất nhiên vui mừng quá đỗi, nhưng bộ xương màu trắng do Âm Ti Quỷ Vương biến thành thì trong lòng cả kinh, lại thấy Phệ Kim trùng Vương và Lôi Bằng do Hàn Lập hóa thành từ trên trời giáng xuống, tất nhiên sẽ không ngồi im như lúc trước để bó tay chờ chết. Ngọn lửa màu lục trong mắt gã sáng rực, đột nhiên gã ném chiếc bát trong tay lên trời, nhất thời vô số ký hiệu đỏ như máu từ đó tuôn ra sau một trận quay cuồng liền hóa thành một ngọn núi khổng lồ bắn thẳng tới cầu vòng do người tí hon màu vàng biến thành, rồi bao vây lại. Cùng lúc đó, từ trong biển máu bên dưới vang lên những tiếng gầm rú, sau đó, mười mấy con dao long khổng lồ màu đỏ từ biển máu lao ra, dương nanh múa vuốt, bổ nhào tới lôi bằng. Một cánh tay khác của bộ xương màu trắng bắt quyết thật nhanh, rồi điểm về phía không gian đang biến thành hai thế giới ở đằng xa. Những tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, thế giới lửa đỏ đang cùng rằng co với thế giới màu xanh biếc bất ngờ nổ tung, một vầng mặt trời khổng lồ màu đỏ máu từ trong không gian sụp đổ lan tỏa về phía đối diện, từ trong đó có vô số lửa đỏ cuốn ra. Tất cả cây cối và dây leo bên trong thế giới màu xanh biếc đều vặn vẹo mờ đi dưới sự điên cuồng tấn công bằng phương pháp tự hủy của đối phương, hơn một nửa những cánh bướm sau một hồi run rẩy đều đột nhiên nổ tung rồi hóa thành phấn vụn. Lúc này, Văn Tâm Phượng thấy thế thì trong lòng cả kinh, hai tay vội vàng bấm niệm thần chú, 10 ngón tay liên tục điểm về phía thế giới màu xanh biếc, trong lúc nhất thời cũng không thể phân tâm để cùng hàn lập phối hợp giáp công bộ xương màu trắng kia. Phốc phốc hai tiếng, hai tia ánh sáng kinh người bắn ra từ hai mắt của người tí hon màu vàng đang bị lực hút khổng lồ phát ra từ chiếc bát màu đỏ kéo ra khỏi quỹ đạo đang bay tới. Sau khi hai tia sáng va chạm với dao long, chiếc bát khổng lồ liền bị mạnh mẽ xuyên thủng ra hai cái lỗ thật lớn ở dưới đáy. Chiếc bát này hiển nhiên đã bị tổn hại nặng nề, lúc này nó quay tít một vòng rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, nhưng sau khi bị người tí hon màu vàng tiếp tục bắn ra vô số tia sáng cắt qua thì liền nổ tung thành những mảnh nhỏ. Nhưng người tí hơn màu vàng tới đây cũng chưa chịu dừng lại, nó tiếp tục thúc giục pháp quyết, tung người nhảy về phía trước, rồi cùng hai tia sáng dung hợp lại, hóa thành một chiếc cầu vồng thật lớn bắn đi, nhoáng một cái liền xuất hiện tại chỗ của con thần lằn hai đầu, sau đó liền mở đi rồi điên cuồng quấn quanh con thần lằn kia. Con thần lằn hai đầu khổng lồ biết rõ không ổn, nhưng lại bị con trồn kia kiềm chế nên căn bản không kịp tránh né, mãi tới khi bên ngoài cơ thể nó tỏa ra một màn lửa đỏ ngầu thì đã bị cầu vồng chém thành mấy đoạn. Mặc dù vậy, nhưng sức sống của con thần lằn này vô cùng mạnh mẽ, những đoạn thân thể bị cắt ra sau khi giấy ruộng một hồi liền từ chỗ bị thương tỏa ra hắc khí bao quanh như muốn tập hợp lại với nhau. Đúng lúc này, con trồn khổng lồ phía đối diện lại hóa thành một cơn gió, bổ thẳng tới bên cạnh con thần lằn khổng lồ, chân trước nhấc lên, gắt gao đè lại một đoạn thi thể, rồi há to miệng trực tiếp cắn xé. Trong sự giấy ruộng điên cuồng, đoạn thân thể của con thần lần chỉ qua vài hớp đã bị con trồn nuốt hết vào bụng, sau đó con trồn lại tiếp tục quay đầu, cực kỳ hưng phấn lao về phía một đoạn thân thể khác gần đó. Ánh sáng chợt lóe lên, người tí hon màu vàng từ trong khoảng không gần đó hiện ra, lạnh lùng nhìn một màn bên dưới, nhưng nó cũng không có ý định ra tay ngăn cản. Vì thế, chỉ sau một lúc, con thần lần hai đầu khổng lồ đã bị con trồn nhanh chóng ăn sạch ở bên kia trong nháy mắt trước khi chim đại bàng do hàn lập biến thành va vào mười mấy con dao long màu đỏ thì hai cánh của nó khẽ run lên bên ngoài cơ thể phát ra những tiếng nổ vang một cột sấm xét cực lớn từ trên người bắn ra hóa thành một cái lưới xét chụp xuống những con dao long này bộ xương trắng ngồi trên đóa sen màu đen nhìn thấy cảnh đó nhưng trong lòng không thèm để ý nếu đối phương cho rằng những con dao long này chỉ là vật biến ảo có thể dễ dàng tiêu diệt thì hoàn toàn sai lầm Biển máu bên dưới kia là do 9981 loại máu ô uế luyện chế thành, thế nên giao long do nó huyễn hóa ra tất nhiên không giống như bình thường, ngay cả nếu có kém hơn so với giao long chân chính thì trình độ đáng sợ cũng sẽ không xê xích quá xa. Nhưng bộ xương trắng chỉ vừa thoáng có những suy nghĩ như vậy trong lòng thì tiếng sét đánh trong không trung đột nhiên trở nên mãnh liệt, khiến nó không khỏi cả kinh vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mười mấy dao long màu đỏ bị những tia sét quấn quanh kia, cả đám đang kêu gào thảm thiết rồi tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt sau khi không còn bị cản trở, chim đại bàng khổng lồ liền hung hăng bổ nhào về phía trước. Ít tà thần lôi, ngọn lửa màu lục trong mắt bộ xương trắng co lại, một tay đột nhiên vỗ mạnh xuống dưới, ngay lập tức dòng sông máu bên dưới phát ra những âm thanh ầm ầm, rồi hóa thành một cơn sóng cao ngất trời cuốn đi. Mà đài sen màu đen bên dưới sau khi quay tít một vòng, lá sen điên cuồng to ra rồi dựng lên, hóa thành một quả cầu ánh sáng màu đen bao bọc xung quanh bộ xương trắng kia. Véo một cái, quả cầu ánh sáng liền chấp lên rồi biến mất vào khoảng không. Chờ đến khi chim đại bàng thả ra điện quang màu vàng đánh tan toàn bộ sóng máu thì bộ xương màu trắng sớm đã không còn thấy bóng dáng. Vị âm ti quỷ vương này xem ra cũng biết chấp thời cơ cực nhanh, ngay sau khi phát hiện nó căn bản không thể đồng thời đối kháng cùng Hàn Lập và Văn Tâm Phượng thì liền lập tức thuấn di bỏ trốn mất dạng. Mà vầng mặt trời đỏ như máu lúc trước, giờ đây không còn được chân nguyên của vị quỷ vương kia duy trì liền nhanh chóng bị Văn Tâm Phượng làm phép tiêu diệt. Lúc này, nàng ta vừa thu lại pháp thuật, trên mặt nở nụ cười. Đa tạ Hàn Huynh tương trợ, nếu không thì tiểu muội muốn cùng vị Phật cốt phương này phân thắng bại cũng không phải là chuyện nhất thời nửa khắc. Chẳng qua không thể để gã chạy thoát, phản nhất gã cũng mấy tên quỷ vương khác liên thủ thì những đạo hữu khác có thể gặp nguy hiểm. Điều này là đương nhiên, chúng ta lập tức đuổi theo. Điện quang màu vàng bên ngoài cơ thể chim đại bàng thu vào, sau khi thu lại hai cánh rồi khôi phục bộ dáng con người, hắn liền nhàn nhạt trở lời thiếu phụ. Lúc này, người tí hon màu vàng và con trồn với cái bụng tròn xoay nhoáng lên một cái đã trở lại bên cạnh hai người hàn lập. Thế nên hai người cũng không dài dòng thêm, liền lập tức mang theo linh thú của mình bay lên trời. Giờ phút này, hai người không cần phải tìm kiếm gì, liền có thể thấy rõ ràng thấy Phật Cốt Vương đang chạy về phía đỉnh núi ở giữa, cũng là đỉnh núi có màn sáng đang bị một quầng sáng màu vàng hóa thành vô số lửa ma điên cuồng đè xuống. Màn sáng hai tầng kia chỉ chống đỡ được vài cái rồi vang lên một tiếng trầm đục, liền bị ngọn lửa màu vàng xuyên thủng bên ngoài phật cốt phượng chợt lóe lên ánh sáng đen liền hạ xuống trên ngọn núi không một tiếng động phan tâm phượng và hàn lập lúc này đang bay cùng nhau hóa thành hai cái cầu vồng bắn đi sau mấy lần nhoáng lên hai người hàn lập liền hiện ra trên ngọn núi ở giữa đó ánh mắt cả hai thoáng đảo qua bên dưới cũng không khỏi khiến cả hai người ngẩn ra chỉ thấy trên ngọn núi kia không hề có dấu hiệu tranh đấu gì ngược lại giờ đây trên đó lại có một gã đàn ông trung niên mặt mũi thanh tú đang cùng bích ảnh khoanh chân ngồi đối diện nhau giữa hai người lúc này bày một cái bàn đá trắng tinh như ngọc trên bàn có để một bàn cờ hình vuông bàn cờ này lấp lánh ánh kim màu vàng phía trên có rất nhiều những con cờ hai màu trắng đen bích ảnh và gã đàn ông trung niên chăm chú nhìn bàn cờ không nói gì giống như cuộc đấu đang đến lúc quan trọng mà phật cốt phương lúc này cũng đang đứng thẳng tắp sau lưng người đàn ông trung niên một cách thành thật mặc dù trong lòng hàn lập và văn tâm phượng rất kinh ngạc nhưng dù sao cả hai đều là người đã trải qua vô số sóng gió sau khi nhìn nhau liền vẻ mặt trở lại như thường rồi từ trên cao hạ xuống, đi đến bên cạnh bích ảnh. Phệ kim trùng vương và con trồn bay sau khi lóe lên, liền nhập vào trong ống tay áo của hai người, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hai vị đạo hữu cũng tới rồi, lúc trước lão phu còn có vài phần lo lắng, nhưng giờ có thể hoàn toàn yên tâm. Bích ảnh ngẩng đầu lên nhìn hàn lập một cái, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Bích huynh, các người đây là có việc gì? hai hàng lông mày như vẽ màu đen của văn tâm phượng khẽ nhíu lại mở miệng hỏi không có gì ta và truyền luân đạo hiếu đây sau khi giao thủ một lúc phát hiện công pháp của đôi bên vậy mà khắc chế lẫn nhau trừ phi phân sinh tử thật sự nếu không thì không cách nào phân thắng bại rõ ràng vì thế bọn ta mới ước định dùng ván cờ này để quyết thắng thua tất nhiên nếu chờ cho những người khác phân thắng bại xong thì ván cờ này cũng không cần phải đi đến bước cuối cùng bích ảnh khẽ mỉm cười nói như vậy là người giết hung tư vương Gã đàn ông trung niên phía đối diện do chuyển luân vương biến thành ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, sau khi huyết quang trong con người chợt lóe lên liền chậm rãi hỏi một câu với một giọng âm trầm khác thường. Hùng tư vương xác thực là bị ta đánh chết, chẳng lẽ các hạ muốn báo thù thay cho hắn? Vẻ mặt Hàn Lập không thay đổi chút nào, chấn định phi thường trả lời. Hư, nếu là trong lúc giao đấu một trọi một bị ngươi giết chết thì điều đó chứng minh tài nghệ của bản thân hắn không bằng người, bị giết là chuyện của riêng hắn, chả có quan hệ gì với ta, gã đàn ông trung niên nhàn nhạt nói: truyền luân đạo hiếu, hàn đạo hiếu nếu đã giết được vị hung tư vương kia thì tất nhiên xem như thắng một trận. phật cốt đạo hiếu chủ động chạy ra khỏi ngọn núi của mình, tất nhiên cũng xem như bại trận. đạo hiếu có gì dị nghị chăng? bích ảnh giơ tay lên, đặt xuống bàn cờ một con cờ, khẽ mỉm cười nói: nếu bọn họ vô dụng, hai trận đầu xem như các ngươi chiến thắng. Nhưng nếu hai vị đạo hữu này và Phật Cốt Phương đã tới trước mặt bản vương thì ta không thể để cho bọn họ dễ dàng tiếp tục rời đi, làm đảo loạn những trận đấu khác được. Phải để ba người ở nguyên tại chỗ này, đợi đến khi hai ngọn núi khác cũng phân thắng bại đi. Ánh mắt chuyển luân vương sau khi nhìn bích ảnh một cái, nhàn nhạt nói. Để ba người bọn họ đều ở tại đây tốt, ta có để đại diện bọn họ đáp ứng. Sau khi bích ánh suy nghĩ một lúc, cũng thật nói ra một câu đồng ý. mươi 2382, thắng bại hai người Hàn Lập và Văn Tâm Phượng đã đáp ứng lời mời của bích ảnh mới đến tham gia cuộc chiến cường giả lần này. Mặc dù có chút kỳ quái về việc bích ảnh dứt khoát đáp ứng yêu cầu của đối phương như vậy, nhưng hai người cũng không có nhiều dị nghị, đứng yên lặng ở một bên. Đứng ở phía đối diện, trong mắt Phật Cốt Phương chấp lóe hai luồng lửa xanh biếc nhìn Hàn Lập và Văn Tâm Phượng, sau đó cũng im lặng không lên tiếng. Truyền Luân Vương vừa nghe bích ảnh đáp ứng chuyện này thì trên mặt hiện ra nụ cười, một lần nữa cúi đầu nghiên cứu cuộc cờ trước người, sau một lúc lâu mới đi một con cờ xuống bàn cờ bích ảnh thấy đối phương đi nước này thì sắc mặt ngưng trọng lại cúi đầu nhìn bàn cờ rơi vào trầm tư hàn lập thấy tình hình này thì cũng rất hứng thú nhìn về bàn cờ kết quả hắn mới thẩm đoán mấy lần đã lập tức lắc đầu hoảng sợ mặc dù hắn không thuộc loại cao cờ nhưng liếc mắt vẫn có thể nhìn ra của cờ trước mặt tuyệt đối kinh người căn bản không đoán ra cái gì bích ảnh và chuyển luân vương lực cờ rất mạnh tuyệt đối là lần đầu tiên có hai người cao cờ như thế không trách cả hai đều có lòng tin như vậy, muốn dùng thắng bại của cờ này để quyết định một chuyện trọng yếu như vậy. Hàn Lập nghĩ tới đây, không khỏi nhìn Văn Tâm Phượng đứng ở bên cạnh một cái. Chỉ thấy cô gái này giống mình, tinh quang trong đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn tới bàn cờ, nhưng lông mi dài cũng hơi nhíu lại. Kỳ lực của cô gái này hình như cũng khá cao, trong lòng Hàn Lập không nhịn được cười khổ, cứ như thế, hai người bích ảnh ở phía trước bàn đá cũng tự định giá một hồi lâu, sau đó mới hạ xuống một con cờ trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ từ nơi xa chợt truyền tới một tiếng nổ ùng ùng trên đỉnh núi bên phải màn sáng hai tầng lóe lên sau đó biến mất từ trong bay ra hai người một trước một sau hướng chỗ đám người hàn lập bắn tới lôi đạo hữu đã bại rồi Phan tâm phượng mắt liếc thấy người bay đến mặt ngọc hơi đổi hàn lập ánh mắt cũng nhìn lướt qua chỉ thấy người nọ một thân giáp y màu bạc đã trở nên tơi tả hơn nửa thân thể nhuốm máu tươi còn có vài cái đầu quái dị đen như mực cắn trên da thịt sắc mặt hắn tái nhợt dị thường. Người đuổi theo sát phía sau là một thiếu nữ 16, 17 tuổi, dung mạo xinh đẹp, kiều diễm dị thường, người khoác một bộ quần áo màu tím, bị trên trăm cái đầu quái dị vây quanh, âm phong ầm ầm đuổi sát không nghỉ. Sau mấy cái chấp động, hai người một trước một sau đã tới trên bầu trời đỉnh núi chỗ đám người Hàn Lập, vừa thấy tình hình phía dưới của đám người bích ảnh thì cũng ngẩn ra. Nam tử mặc ngân giáp hạ xuống, thiếu nữ kiều diễm kia sau khi chớp mắt vài cái cũng liền hạ xuống theo vòng vây đầu quỷ quanh thân nữ tử liền biến mất không thấy bóng dáng. Lôi huynh, không có gì đáng ngại chứ. Bích ảnh ngẩng đầu nhìn nam tử mặc ngân giáp một cái, chậm rãi hỏi. Đa tạ bích huynh quan tâm, lôi mỗ không sao. Chẳng qua vừa rồi đánh một trận, sợ để cho bích ảnh huynh phải thất vọng. Cô gái này thần thông quá mức quỷ dị, ta mặc dù đã dốc toàn lực nhưng vẫn thua đối phương một bậc, không thể phá vỡ màn sáng để trốn thoát. Nam tử mặc ngân giáp cười khổ đáp, không sao, Hàn Đạo Hữu và Văn Tiên Tử đã thắng hai trận. Tu vi của âm ti thập vương cũng phân chia cao thấp, ta vốn cũng không hy vọng năm trận toàn thắng. Trước hết lôi huynh phải chữa thương mới là quan trọng, bích ảnh ôn hòa nói, giống như không quá để ý đến thất bại của nam tử mặc ngân giáp. Cái gì, Hàn Đạo Hữu và Văn Tiên Tử đã thắng đối thủ. Chuyện này đúng là niềm vui bất ngờ, lôi mỗ cũng yên tâm một chút rồi. Vậy tại hạ trước tiên hồi phục nguyên khí đã, nam tử mặc ngân giáp kinh ngạc nhìn Hàn Lập và Văn Tâm Phượng một cái, cũng không nói thêm gì mà ở phụ cận khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, bên ngoài thân thể hắn ngân quang đại phóng, từng tia lôi điện màu bạc lượn lờ, nhanh chóng bao phủ cả thân hình hắn. Ở bên kia, trung niên nam tử và thiếu nữ xinh đẹp cũng truyền âm đôi câu, sau khi biết đại khái tình hình trận đấu vừa rồi thì nụ cười trên mặt hắn càng đậm vài phân. Truyền Luân Vương, bây giờ các ngươi cũng đã thắng một ván. Nhưng dựa theo lời ngươi nói lúc trước, hai người nhất định cũng phải ở trên ngọn núi này, không được đi quấy nhiễu chỗ tranh đấu cuối cùng bích ảnh sau khi nhìn thiếu nữ một cái thì nói yên tâm đây là chuyện hiển nhiên đúng rồi quên nói cho đạo hữu chuyện này tham chiến trên ngọn núi cuối cùng là thất khiếu vương thực lực hắn trong thập vương có thể xếp vào ba người đứng đầu hơn nữa thần thông vô cùng bá đạo ta tự nhận thần thông cũng không bằng hắn đối thủ của hắn nếu không địch lại chỉ sợ sẽ không chỉ là chuyện thất bại nói không chừng ngay cả tính mệnh cũng sẽ không còn trung niên nam tử cười một tiếng nói vị thất khiếu vương thật có thần thông lớn như vậy sao Bích mỗ cũng không quá tin đâu. Huyết sát đạo hiếu cũng có thể đứng vào hàng thập đại cường giả của linh giới chúng ta, nói không chừng, ngược lại là đồng bạn của đạo hiếu bị đánh chết đấy. Thần sắc bích ảnh hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục lại như thường. Phải không, vậy chúng ta cùng nhau đợi đi. Chuyển luân vương nghe vậy thì ha ha cười một tiếng. Cứ như thế, hai người lại tiếp tục chú tâm vào bàn cờ. Thời gian một ngày một đêm trôi qua rất nhanh, cho dù là hàn lập thì trong lòng cũng có chút than thở. Nhưng hắn cũng vẫn im lặng, bích ảnh và chuyển luân vương so cờ lâu như thế còn không thấy có dấu hiệu kiệt sức nào bây giờ mỗi nước đi của hai người cơ hồ đều tốn rất nhiều thời gian so với lúc trước đang lúc hàn lập còn cho là tình hình này sẽ còn kéo dài hơn nửa ngày nữa bích ảnh còn đang cầm một con cờ chuẩn bị bỏ vào bàn cờ thì thần sắc đột nhiên biến đổi bỗng nhiên ngừng đầu nhìn về phía ngọn núi cuối cùng trong lòng hàn lập khẽ động thần niệm cũng hướng bên đó đảo qua màn sáng trên ngọn núi cuối cùng biến mất từ trong bay ra một tên quái vật nửa người nửa bọ cạp con quái vật này nửa thân trên là một nam tử tráng niên nửa đoạn thân dưới là một thân thể bọ cạp lớn màu đỏ sẫm một tay hắn cầm quái kiếm nổi lên từng vòng sóng đen một tay xách theo một cái đầu lâu khô quát thu nhỏ lại mấy lần so với bình thường đầu lâu kia hai mắt nhắm nghiền những cơ mặt nhăn nhúm hiện rõ vẻ khó tin giống như trước khi bị chém xuống còn không tin mình sẽ đại bại mà chết đi mặc dù đầu lâu giống như xác ướp nhưng hàn lập chỉ liếc mắt đã nhận ra chính là huyết sát lúc trước lên đường cùng bọn họ Vị cương giả nổi danh hiền hách tại đại lục huyết thiên này không ngờ lại chết trong một trận đấu một chọn một với một quỷ vương. Không những hàn lập và bích ảnh thấy hết thảy mà văn tâm phượng và nam tử mặc ngân giáp cũng thấy rõ ràng đầu lâu mà quái vật kia sách trong tay, sắc mặt họ đều trở nên vô cùng khó coi. Sau mấy cái chấp động, quái vật đã xuất hiện ở bầu trời trên đỉnh đầu mọi người, thân hình trôi nổi trên không trung cũng không có ý tứ sẽ hạ xuống. Hắc hắc, xem ra thất khiếu vương cao hơn một bậc đồng bạn của các ngươi có thể kiên trì lâu như thế mới bị chém chết có thể thấy được đúng là người có đại thần thông nam tử trung niên thấy màn này thì đứng lên cười hắc hắc ta cũng không ngờ huyết sát đạo hữu sẽ bị thua mà chết nhưng cuộc chiến cường giả này bên thắng tựa hồ cũng không phải quý phương bích ảnh sau một hồi trầm ngâm mới nói ra một câu mặt không biểu tình gì không sai ngay cả khi thất khiếu vương đã chiến thắng nhưng cuộc cờ này này cũng không cần tiếp tục nữa cuộc chiến cường giả này minh giới bọn ta hai thắng ba bại, rơi vào thế hạ phong. Nam tử trung niên đẩy bàn cờ trước người ra, thản nhiên nhận thua. Căn cứ vào hiệp nghị khi trước của chúng ta, bích ảnh hai mắt híp lại, đứng lên. Tài nguyên của tiểu thế giới này chúng ta chỉ lấy bốn thành, còn dư lại tất cả thuộc về quý phương. Nhưng nếu đạo hữu đối với kết quả lần này không hài lòng lắm thì chúng ta có thể đại chiến một lần nữa, cho đến khi hoàn toàn áp chế bên kia, khi đó lại xác định xem cái tiểu thế giới này chân chính thuộc về ai cũng được. Chuyển Luân Vương khẽ cười một tiếng, không cần thiết, bổn minh có thể lấy được sáu phần tài nguyên của thế giới này là đã hài lòng rồi. Nhưng vì vậy mà huyết sát đạo hữu tử trận thì cũng thật là thiệt hại lớn. Ánh mắt bích ảnh đảo nhanh mấy cái, nhàn nhạt trả lời. Tu vi đến cảnh giới như bọn ta thì người nào không có một, hai cái thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Hai người bọn hắn nếu tới tham gia cuộc chiến cường giả này thì tất nhiên trước đó đã chuẩn bị hết thảy, có hay không chân chính chết đi chỉ là hai cách nói chuyện. Nam tử trung niên ngáp một cái, đáo, bộ dáng đối với việc hung ti vương ngã xuống cũng không để ý chút nào. Hy vọng là như thế, nhưng lần này không thể động thủ, chân chính so tài cùng với đạo hữu thật là chuyện đáng tiếc, hy vọng lần sau còn có cơ hội khác. Thân sắc trên mặt bích ảnh buông lỏng, gật đầu một cái. Vậy sao, bổn vương ngược lại rất hy vọng có thể cùng vị hàn đạo hữu này giao thủ một cái. Hắc hắc, có thể trực tiếp giết chết hung ti vương, ngay cả cơ hội trốn thoát cũng không có, có thể thấy vị Hàn Đạo hữu này thần thông cũng không dưới thất hiếu. Nam tử trung niên nghe vậy thì quay đầu nhìn Hàn Lập một cái thật sâu nói: "Tại hạ cũng là may mắn mới có thể ra tay, nhưng đạo hữu có lời quá khen như vậy thì tại hạ cũng không kham nổi." Hàn Lập cười ha ha, hời hợt trả lời: "Nếu thắng bại đã phân, mấy người chúng ta đi trước đây, sẽ lập tức an bài nhường ra khu vực tương ứng của tiểu thế giới này." Truyền Luân Vương không nói gì nữa, ngược lại đứng dậy cáo từ. Đám người Bích Ảnh cũng không giữ đối phương lại, mắt chứng kiến bốn tên âm ti quỷ vương bay ra khỏi ngọn núi, hướng Bạch Cốt Sơn không xa bay đi. Oanh, Bạch Cốt Sơn tách ra, bốn tên quỷ vương lóe lên rồi mang theo hắc khí cuồn cuộn bay vào trong quỷ vực. Xem ra những quỷ vương này thật sự sẽ giữ lời, như thế cũng tốt, Bích Mỗ đã chuẩn bị một ít hậu thủ cũng không cần phải phát động nữa. Trận chiến này đã tổn thất mất huyết sát đạo hiếu, nếu lại có đạo hiếu khác không may mắn thì cuộc chiến cường giả này thật là được ít mất nhiều. Bích ảnh thở dài một tiếng, sau đó đứng lên. Bích Huynh, đạo hữu huyết sát thật sự chết rồi sao? Bằng một thân thần thông huyết đạo kinh thiên động địa, dù cho không địch lại đối phương thì cũng dư sức tự vệ chứ. Trước kia ta từng nghe qua một tin đồn, huyết sát đạo hiếu có tu luyện được một hóa thân vô cùng kinh khủng, chẳng những dung nhan giống bản thể như lúc mà thực lực cũng không chênh lệch bao nhiêu. Văn Tâm Phương lộ ra thần sắc cổ quái, hỏi, chương 2383, Thảo Ma. Vừa nghe Văn Tâm phương hỏi như thế, trên mặt bích ảnh thoáng hiện lên vẻ ngoài ý muốn nhưng hắn cũng chỉ trầm ngâm chút rồi thở dài mà trả lời. Văn tiên tử nói không sai, kẻ ngã xuống thực sự không phải là bản thể của huyết sát đạo hữu mà là một khối hóa thân hắn luyện ra thôi. Ta cũng là sau khi tiến vào thế giới này mới nhận được tin tức trong lần thám hiểm gần đây huyết sát đạo hữu đã gặp phải chút việc ngoài ý muốn, tuy rằng bản thân bình yên vô sự nhưng nguyên khí đại thương, do thế mới phái hóa thân không kém bản thể này tới đây. Khối hóa thân này huyết sát đạo hữu đã tế luyện hơn vạn năm nhưng giờ lại ngã xuống trong quốc chiến cường giả, lão phu còn không biết trở về ăn nói làm sao với vị bạn già này đây. Chỉ là hóa thân bị hủy thì tính ra vẫn còn hơn bản thể huyết sát đạo hữu ngã xuống gấp trăm ngàn lần. Tin tưởng rằng khi trở về bích huynh đền bù tổn thất cho huyết sát đạo hữu nhiều hơn chút là có thể làm yên lòng hắn. Người đàn ông mặc giáp bạc vừa thu tia xét bạc ngoài thân lại, đứng dậy nói một câu. Lúc này đây, sắc mặt hắn đã tốt hơn trước rất nhiều. Hy vọng là như thế. Lôi huynh, người thực sự không có việc gì sao, có cần tại hạ hỗ trợ đôi chút không? Bích ảnh lắc đầu, nhìn lướt qua trên vai người đàn ông mặc giáp bạc bị mấy chiếc đầu quỷ màu đen cắn chặt lấy, hỏi với vẻ khá quan tâm. Không có việc gì, mấy cái đầu ma đầu này hiện giờ không gỡ xuống luôn được, nhưng chờ sau khi trở về ta bỏ chút thời gian là có thể dùng bổn mạng chân hỏa trực tiếp luyện hóa. Có điều một trận chiến lần này quả thực đã hao tổn mất vài món chí bảo vốn dùng để bảo vệ tính mạng. Người đàn ông mặc giáp bạc cười khổ mà nói, lôi đạo hiểu, đối thủ kia của ngươi dùng loại thần thông như thế nào mà có thể ép ngươi đến tình trạng này? Hàn Lập Hiếu kỳ bèn hỏi một câu, các thần thông khác của người con gái đó không coi vào đâu, chỉ có một loại bí thuật có thể sai khiến quỷ ảnh quả thực khiến người khác đau đầu không thôi. Những quỷ ảnh này chẳng những vô ảnh vô hình lại còn có thể sống bám trực tiếp trên người nàng này, khiến cho cơ thể cô ta lập tức triệt để biến đổi thành hư không, căn bản không thể bị bất cứ thương tổn gì, Ta dùng tất mọi bí thuật công pháp cũng không thể loại bỏ thần thông này nên mới bất đắc dĩ nhận thua bỏ chạy." Người đàn ông mặc giáp bạc nói với vẻ rất không cam lòng. "Quỷ ảnh, xem ra thứ gọi là công pháp minh giới quả thực có chỗ độc đáo riêng. Lôi huynh lần đầu đối mặt với loại thần thông quỷ dị này nên dù thua cũng là hợp tình hợp lý thôi." Phan Tâm Phượng an ủi ấm áp, người đàn ông mặc giáp bạc lắc đầu và không nói gì thêm nữa. "Thắng bại đã phân, chúng ta cùng không cần phải dừng ở lại đây nữa, lập tức trở về cứ điểm đi thôi." Tiếp đó chỉ cần lặng lặng đợi mấy ngày xem những quỷ vật này có thực hiện theo ước định hay không là được rồi. Chúng ta đi thôi, bích ảnh dặn dò mọi người một câu rồi thu bàn cờ trước người lại, bay lên không dẫn đầu quay về. Những người khác dĩ nhiên liền bay sát theo sau. Một tháng sau, tại một hồ nước cực kỳ bí ẩn, mặt hồ xanh ngắt, phẳng lặng như gương bóng rừng rẽ đôi. Một chiếc thuyền lớn màu đen từ trong bay vọt ra, sau mấy chớp mắt đã xuất hiện ở cuối chân trời, lại nhoáng lên một lần nữa thì đã biến mất không tăm hơi. Ở trên chiếc thuyền lớn màu đen đó có từng con rối cao lớn được vũ trang đầy đủ đang qua lại tuần tra. Còn ở tại sâu trong thuyền, trong một gian mật thất bố trí tầng tầng cấm chế, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên một cái bổ đoàn, cầm trong tay một thẻ ngọc màu bạc nhạt, trầm ngâm không nói gì. Ngay sau khi cuộc chiến cường giả chấm dứt không lâu, hắn đã trở về tàng kinh các của Tổng Bộ Thương Minh. Bích ảnh theo đúng giao ước giao cho hắn một môn bí thuật tiên gia. Bí thuật tiên giới nguyên cương cháo này đã được hắn chọn ra sau khi nghe qua đối phương giới thiệu sơ lược. Nếu đem so với mấy môn bí thuật tiên gia khác có tính công kích, Hàn Lập tự thấy đã có thần thông phạm thánh cùng huyền thiên trảm linh kiếm trong tay nên cũng chẳng thiếu thủ đoạn công kích. Ngược lại, tuy nguyên cương cháo nghe tên có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế lại là một pháp quyết đặc biệt thao túng thiên địa nguyên khí để hình thành phòng ngự. Dẫu không biết huy năng của nó rốt cuộc như thế nào nhưng nếu đã là bí thuật tiên giới thì khẳng định phải có chỗ độc đáo của nó duy chỉ có chút phiền phức là ánh mắt hàn lập chợt lóe hắn nâng thẻ ngọc trong tay lên giơ ngón tay điểm một cái thẻ ngọc lập tức phát ra âm thanh vù vù từng chữ màu vàng kim từ trong nhẹ nhàng lướt ra cực nhanh hình thành nên một bản kinh văn chi chít ngay trong khoảng không trước người hàn lập những chữ vàng này như ẩn như hiện vừa chớp sáng vừa có giãn bất định phảng phất có vài phần linh tính rõ ràng là kim triện văn đặc biệt của tiên giới hàn lập híp hai mắt lại sau khi nhìn bộ kinh văn này trong chốc lát mới nhướng mày lắc đầu Tuy rằng phần lớn những kim truyện văn này hắn đều biết nhưng khi tổ hợp lại với nhau lại vô cùng tối nghĩa, phỏng chừng phải rất lâu mới hiểu triệt để được, không phải là chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Hàn lập trong lòng như vậy nên ngón tay lại điểm lên thẻ ngọc. Bụp, kinh văn màu vàng mờ dần, rồi thoáng cái biến mất giữa không chung. Hàn lập nghĩ về chuyện gì đó, lại đảo tay một cái. Một cuộn thẻ ngọc đỏ thấm hiện ra trong tay hắn, lấy tay vuốt ve thẻ ngọc này hai cái, gương mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Cuộn thẻ ngọc này chính là thứ ngày đó hắn lấy được trong số truyền thừa và trọng bảo của thiên đỉnh chân nhân trong thiên đỉnh cung. Vốn hắn chỉ muốn phục chế để xem qua pháp quyết ghi bên trong, kết quả do cảm kích việc hắn giúp đỡ đoạt bảo nên băng phách đã lấy thẻ ngọc này giao luôn cho hắn. Trong thẻ ngọc cũng có ghi lại một pháp quyết cao thâm, chính là môn bí thuật tinh luyện sức mạnh sấm xét năm xưa của thiên đỉnh chân nhân. Bản thân Hàn Lập đã có được thần thông sức mạnh sấm xét cao cấp nhất như ích tà thần lôi nên pháp quyết này đối với hắn xem như vừa khéo dùng thích hợp so với tiên thuật nguyên cương cháo thì tìm hiểu pháp quyết này dễ hơn nhiều. Hàn lập đặt thẻ ngọc lên chán, lại bắt đầu lẳng lặng tìm hiểu khám phá. Qua thời gian một hơn năm, hắn đã hiểu được phân nửa pháp quyết này, phỏng chừng lại qua nửa năm nữa là có thể hiểu thấu đáo môn công pháp này. Đến lúc đó là có thể bắt đầu tinh luyện ích tà thần lôi rồi. Nghĩ như vậy, Hàn lập lại ngưng thần quét thần niệm vào trong thẻ ngọc, đồng thời hai mắt từ từ khép lại, tiếp tục tìm hiểu tiếp. Chiếc thuyền lớn màu đen nhằm theo một hướng đã định sẵn, một đường chạy như bay mà đi. Cùng một thời gian đó, trong đại điện dưới một cái hồ lớn, Bích Ảnh đang ngồi trên ghế, vẻ mặt do so dự cân nhắc chuyện gì. Trước mặt hắn có bốn trưởng lão thương minh ăn mặc khác nhau. Phan Tâm Phượng cũng ở trong số đó, nàng đang chậm rãi nói. Nói như vậy, động tác lần này của bọn huyết cốt môn rất nhanh, mới đó mà đã khóa chặt tên hung ma kia. Đúng thế, nghe nói mấy môn phái lớn do huyết cốt môn cầm đầu đã tập hợp 12 tên đại thừa dự định bố trí một tòa khốn ma đại trận trước đường đi của tên hung ma kia, sau đó nghĩ cách dụ hắn vào trong, rồi đồng loạt ra tay loại trừ. Thế nhưng không biết xuất phát từ mục đích gì mà bọn hắn lại đưa thiếp mời đến cho lão phu, đặc biệt mời ta đến xem cuộc chiến hàng ma lần này. Phải rồi, nghe nói còn mời cả hà đại tiên sinh của Lạc Thiên Cốc và Linh Vân Phu Nhân của Vạn Cổ Sơn. Bích ảnh nói mà không đổi sắc, hư, còn có thể có mục đích gì. Gần đây các đại tông huyết đạo này mang lòng kiên kỵ không nhỏ với chúng ta, quá nửa là muốn nhân cuộc chiến này bày tỏ ít thực lực với bổn minh. Không thì quân trưởng lão đã qua đó rồi thì còn cần gì phải tự mình đến mời bích huynh qua một chuyến. Một lão giả áo lục hừ một tiếng rồi nói, nhưng bất kể thế nào thì các đại tông huyết đạo như huyết cốt môn cũng là thế lực hàng đầu của đại lục này, chúng ta cũng không thể từ chối chuyện này. Một huynh, Lạc Thiên Cốc và Vạn Cổ Sơn đã phản ứng với chuyện này như thế nào? Phan Tâm Phượng nhíu mày hỏi, căn cứ tin tức tìm hiểu được hiện giờ, hà đại tiên sinh và vạn linh phu nhân đã đáp ứng đến xem cuộc chiến rồi lão già áo lục trả lời dứt khoát một khi hai vị này đã nhận lời thì lão phu cũng không tiện từ chối nếu không thể diện của bổn minh trong mắt người khác sẽ hạ thấp được rồi an bài thử truyền tống trận đi mấy ngày nữa ta liền xuất phát đi qua xem một chuyến ta cũng khá tò mò rốt cuộc vị hung ma huyết tế vô số sinh linh này có thủ đoạn thông thiên gì mà dám làm ra loại chuyện khiến nhân thần cùng phẫn nộ này bích ảnh tự cân nhắc trong chốc lát rốt cuộc vỗ tay ghế mà nói, nếu Bích huynh đã có quyết định thì chúng ta cũng không tiện khuyên can. Nhưng để ngừa vạn nhất, Bích huynh còn phải cẩn thận nhiều thêm chút. Văn Tâm Phượng khẽ gật đầu xong lại khá ngưng trọng nhắc nhở một câu. Yên tâm, mấy thủ đoạn bảo vệ tính mạng mà ta vốn chuẩn bị cho cuộc chiến cường giả cũng chưa dùng trong đại chiến trước đó. Nên dù ở bên kia gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa cũng thừa sức thoát thân. Bích Hành mỉm cười trả lời, nghe thấy Bích Hành nói như thế, bọn Văn Tâm Phượng mới hoàn toàn an lòng. Tiếp đó, sau khi Bích Ảnh cùng mấy vị trưởng lão trong Minh tiếp tục bàn bạc việc sử dụng tài nguyên trong tiểu thế giới, những người khác bèn lần lượt từ biệt lui ra khỏi đại điện. Chỉ còn lại một mình Bích Ảnh ngồi lặng lặng trên ghế. Có điều vẻ tươi cười trên khuôn mặt hắn đã thu lại không thấy nữa, ngược lại sắc mặt thoáng cái trở nên tối sầm do dự không quyết. Thiên cơ toái đã xuất hiện thì đại kiếp nạn cách không xa mới đúng. Vốn tưởng rằng nhất định có quan hệ với Âm Ti thập vương nhưng ta đã từ trong cuộc chiến cường giả toàn thân trở ra rồi là do đại kiếp nạn chưa tới hay vì lần đó đã cẩn thận chú ý nên cứ thế hóa giải được đại kiếp nạn này rồi. Bích ảnh ngẩng cao đầu nhìn lên không chung, thì thao tự nói mấy tiếng, rồi lại lâm vào trầm ngâm. Nửa tháng sau, Hàn Lập lại hiện ra trong một đống đá vụn, nhìn một đám rối đang cẩn thận dọn dẹp một tòa tế đàn bị chôn sâu dưới mặt đất. Cùng lúc đó, Bích ảnh dẫn theo mấy vệ sĩ thương minh cũng đã xuất hiện trong một tòa thành cực lớn nào đó trên huyết thiên đại lục. Mà tại một dãy núi cách tòa thành này không xa, Lục Dực và Băng Phượng đang trốn trong lòng một ngọn núi nhỏ, ngồi xếp bằng đối mặt trên hai cái bổ đoàn, khôi phục nguyên khí. Trong đó, cứ cách một đoạn thời gian Lục Dực lại móc trong ngực ra một bình nhỏ, nhỏ vào miệng vài giọt linh dịch không biết tên, sau đó nhắm hai mắt lại, lẳng lặng luyện hóa dược lực. Tuy nhìn hai người có vẻ nguyên vẹn không tổn hao gì nhưng vẻ uể oải trên mặt thì bất kỳ ai cũng có thể liếc mắt một cái là nhìn ra. Cũng khó trách hai người có biểu lộ như vậy vì bất kể là ai bị một gã đại địch mạnh đến mức không thể nào chống cự liên tiếp truy đuổi trong một thời gian dài như thế thì dù là chân nguyên hay tinh thần đều có cảm giác khó chịu cực lớn. Lục dực đạo hữu người cảm thấy cứ tiếp như vậy chúng ta còn có thể kiên trì bao lâu? Băng phượng bỗng chừng đôi mắt đẹp ra hỏi một câu, chương 2384, mai phục, ta cũng không nghĩ tới một tên chân tiên lại sẽ như chó điên bám đuổi theo chúng ta không bỏ như thế. Nhưng người cứ yên tâm, trừ khi linh dịch bị sử dụng hết, nếu không, hắn cũng vô phương làm được gì hai người chúng ta lục rực nghe vậy thì mở mắt lộ vẻ oán hận nói đó cũng bởi vì những lời ngươi nói trước đây đã khiêu khích không ít khiến cho hắn hận ngươi thấu xương nên giờ mới truy sát chúng ta không buông tha băng phượng hừ một tiếng nói ngươi biết cái gì nếu ta không chọc tức khiến hắn tâm thần thất thường thì ngay từ đầu làm gì có cơ hội thi triển bí thuật để nới rộng khoảng cách chuyện này nếu thật sự không được chúng ta chỉ còn cách rời bỏ đại lục này quay trở lại phong nguyên rồi mới tính tiếp ta không tin rằng hắn lại sẽ nhất quyết bám đuổi theo chúng ta đến đại lục khác lục rực lạnh lùng nói rời khỏi huyết thiên ý kiến đó không tệ người kia thân là chân tiên nếu đã giáng xuống huyết thiên đại lục thì hắn là có chuyện quan trọng bên người một khi chúng ta trốn về được phong nguyên đại lục nói không chừng hắn sẽ không nhất định truy đuổi theo băng phượng nghe vậy đôi mắt đẹp ánh lên nếu được như thế tự nhiên quá tốt rồi lục rực âm trầm vật đầu thế là sau khi tạm nghỉ hơn nửa ngày, hai người không dám tiếp tục ở lại trong lòng núi, mà nhanh chóng không hóa thành hai đạo cầu vòng lao ra khỏi ngọn tiểu sơn, chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Nhưng ngay lúc này, khi độn quang của hai người vừa xoay chuyển trên không trung, đột nhiên từ bốn phía, không gian dao động, rồi bốn bóng người nhàn nhạt chợt lóe hiện ra, cũng tản ra khí tức cực kỳ khủng bố. Hai người lục rực cả kinh, liền thu lại độn quang, hiện thân đình bộ giữa bầu trời, nhìn bốn người kia dò xét. Chỉ thấy, bốn người này gồm hai nam hai nữ trang phục khác nhau nhưng người nào cũng có tu vi đại thừa bốn vị đạo hữu có ý gì đây là cố ý vì tại hạ mà đến lục rực sau khi nhìn rõ liền nhíu hai mắt quát hỏi đạo hữu là lục rực phải không nếu đúng là thế thì bốn người bọn ta đúng là vì đạo hữu mà đến gã đàn ông mặt xanh vận trường bào màu huyết hồng nói với vẻ quỷ dị ồ các vị nhận biết ta à ta tự hỏi mình có từng đắc tội với vị đạo hữu cùng giai nào ở huyết thiên chưa vậy thân sắc của lục dực hơi động, nhưng lời nói vẫn lạnh như băng. Đạo hữu không nên hiểu lầm, bọn ta tới đây thực sự không phải để gây phiền toái với đạo hữu, mà là muốn mời lục dực đạo hữu giúp một việc nhỏ mà thôi. Gã mặt xanh nhếch mép như cười mà như không cười, trả lời. Giúp đỡ, nhờ người giúp đỡ mà bộ dạng như thế sao? Nếu ta không đáp ứng thì thế nào? Lục dực vì bị người khác đuổi giết giáo giết bấy lâu, khiến nội tâm vốn đã chất chứa oán hờn, nay lại thấy bốn tên đại thừa huyết thiên xuất hiện với bộ dáng bất thiện, Rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa, lộ vẻ bạo ngược, hung quang lóe sáng, quát: "Nếu những người này không thể cho hắn một câu trả lời thuyết phục, nói không chừng hắn sẽ lập tức xuống tay lôi đình." Dù gì đi nữa, với độn thuật cường đại của hắn, cho dù không thể địch lại liên thủ của bốn người đối phương thì hắn vẫn có thể dễ dàng mang theo Băng Phượng Đào Tẩu. Lục Dực Đạo Hữu không cần tức giận, việc bọn ta nhờ Đạo Hữu giúp đỡ, chẳng những đối với bọn ta là một cái lợi lớn, mà đối với chính Đạo Hữu cũng là một cái đại ân có phải lục dược đạo hữu đang bị người khác một mực đuổi giết hay không? Gã mặt xanh, thần sắc vẫn bình thản, lại còn hỏi ngược lại như đã sớm tính trước. Ý ngươi là gì? Lục dược chấn động tâm thần, vẻ dữ tợn trên mặt lập tức tan biến. Rất đơn giản, việc bọn ta nhờ đạo hữu chính là dẫn dụ người đang một mực đuổi giết ngươi đến một nơi đặc thù. Chỉ cần hắn dám đuổi tới nơi đấy, tự nhiên là có đi không về. Đây chẳng phải là một việc cùng có lợi hay sao? Gã mặt xanh nói tỉnh queo, các ngươi muốn mai phục hắn. Lục Dược Trấn kinh thốt, đúng vậy, chính là ý đó, nhưng để làm được chuyện này, vẫn còn cần sự phối hợp của hai người đạo hữu. Gã mặt xanh thản nhiên thừa nhận, băng phượng đứng một bên, nghe những lời nói này không khỏi bị kinh ngạc vô cùng. Người có biết lai lịch người đang đuổi giết chúng ta như thế nào hay không? Chỉ bằng vào sức của bốn người các ngươi, Lục Dược Kinh Nhi bất định một lát rồi bật cười lạnh nói. Ai nói tham dự việc này chỉ có bốn người chúng ta. Hắc hắc, mặc kệ lai lịch của người nọ ra sao, nếu đã dám huyết tế hàng tỷ sinh linh ở huyết thiên chúng ta, thì cho dù hắn có là chân tiên dáng thế, cũng đừng nghĩ đến chuyện còn sống để ly khai huyết thiên đại lục. Gã mặt xanh lộ vẻ ngạo nghễ nói, hạc hạc, tốt, tốt lắm, đã có những lời vừa rồi của đạo hiếu, việc giúp đỡ này ta đáp ứng. Lục rực sau khi nghe xong, bật cười lớn, rồi cũng nhận lời hỗ trợ. Gã mặt xanh tuy thấy thái độ của lục rực có chút quái dị, nhưng nếu đối phương đã nhận lời trợ giúp, hắn hiển nhiên cũng lời suy nghĩ chuyện dư thừa. Lúc này, tay áo dương lên, một khối ngọc giản bay ra hướng phía đối diện bay đến thật nhanh. Bên trong có ghi lại địa điểm chuẩn xác để dẫn dụ tên hung ma kia. Chỉ cần hắn đến được nơi đó, chắn chắc hắn sẽ mười phần chết cả mười, không một phần sống. Ta tin tưởng lục dược đạo hữu sẽ không khiến chúng ta thất vọng chứ. Gã mặt xanh lộ vẻ thâm ý, nói, yên tâm đi, coi như cũng vì chính mạng nhỏ của mình, ta sẽ không làm hỏng việc này đâu. Lục dược khôi phục lại vẻ chấn định thường ngày, tiếp lấy ngọc giản, trả lời bình tĩnh tốt lắm vậy bọn ta xin chúc trước cho đạo hữu mã đáo thành công bốn người chúng ta còn có có chuyện quan trọng sẽ đi trước một bước gã mặt xanh gật gù ôm quyền nói không gian giao động bốn gã đại thừa cũng y như lúc xuất hiện liền tan biến mất ngay tại chỗ lục dực thì lẳng lặng ở chỗ cũ bất động thần sắc tràn đầy vẻ suy nghĩ lục dực, người thực muốn đi làm chim mồi băng phượng đột một cất tiếng hỏi chỉ cần có thể gạt bỏ được mối đại họa này dù cho có phải làm chim mồi thì cũng đáng chứ sao nếu so với việc phải mạo hiểm lớn để quay về phong nguyên thì còn thấy đáng tin cậy hơn một chút đó. Lục Dược chậm rãi trả lời, nhưng, đối phương một hơi chém giết ba tên đại thừa, chuyện đó ngươi không phải không thấy tận mắt. Chỉ bằng vào những đại thừa kia, chẳng lẽ có thể tiêu diệt được tên niên từ tiên giới. Băng Phương lộ rõ lòng nghi ngờ, ngươi cũng nghe bọn chúng nói đó cho dù có là chân tiên dáng thế, cũng đừng nghĩ đến chuyện còn sống để ly khai huyết thiên đại lục. Nếu bọn chúng đã dám khoác lác đến vậy, hẳn có lẽ cũng đã chuẩn bị không ít hậu thủ, chẳng qua chỉ là tuyệt đối không thể nghĩ đến đối phương thật sự là một chân tiên mà thôi. Như vậy cũng hay, dám xem ta như chim mồi hở, cứ để bọn chúng lưỡng bại câu thương đi. Khóe miệng của lục rực nhếch lên một nụ cười diễu cợt, nói. Nhưng nếu tên điên từ tiên giới kia thoát được ra khỏi mai phục thì làm sao? Chuyện dẫn dụ hắn vào lồng, không có khả năng hắn không nhận biết được. Đến lúc đó, nếu hắn nổi giận, chỉ sợ sẽ không giống như hiện tại nữa truy đuổi nghĩ ngừng giống như mèo vần chuột một khi hắn toàn lực ứng phó mà nói chỉ sợ tình hình của chúng ta nếu so sánh với hiện giờ e sẽ còn tệ hơn nữa băng phượng một lát rồi băn khoăn nói ra việc này ta cũng nghĩ qua rồi cho dù tên niên kia có là chân tiên thì cũng là một tên chân tiên bị phong ấn hơn phân nửa lực lượng nếu bị nhiều đại thừa như vậy suốt kỳ bất ý ám toán cứ xem như hắn có thực lực thông thiên có thể chém giết sông ra khỏi trùng vây thì chắc chắn cũng phải bị đại thương nguyên khí. Lúc ấy, dù chỉ tính dưỡng thì hắn cũng cần không biết bao nhiêu thời gian, đâu còn có thể bận tâm đến việc đuổi giết chúng ta. Cho nên, lúc này đây, có tâm tính vô tâm, phải nói rằng đây chính là cơ hội tuyệt hảo để chúng ta thoát khỏi bị đuổi giết. Dù có phải mạo hiểm chút ít, thì cũng tuyệt đối đáng giá để thử một lần đó. Trên mặt lục rực lộ vẻ cười lạnh nói, lần này, băng phượng tựa như bị lục rực thuyết phục triệt để, hơi nghĩ ngợi chút, cuối cùng cũng gật đầu. Tốt, ngươi đã không ý kiến vậy để ta xem qua nơi chuẩn bị mai phục của bọn chúng là ở đâu lục rực vừa nói vừa đem ngọc giản đặt lên chán vận thần niềm quét vào trong đi thôi ta đã biết rõ địa điểm rồi tên điên tiên giới kia chắc cũng sẽ nhanh chóng đuổi theo tới đây ngay ngay lúc lấy ngọc giản ra khỏi chán lục rực không chút do so dự nói nhanh cũng dẫn đầu bay lên không hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay đi băng phượng thở dài một hơi rồi cũng xoay mình trực tiếp hóa thành một con băng phượng óng ánh đuổi theo cách đó không biết bao xa trên bầu trời một thanh niên gầy gò vận áo đen đang khống chế một đám mây diễm lệ không nhanh không chậm cũng hướng cùng phương hướng này bay tới cùng thời gian đó Hàn lập đứng trước tế đàn vừa mới hoàn tất thi pháp hắn mở hai mắt thần tình kinh hỉ dị thường tìm được rồi tòa tế đàn này hiển thị tọa độ cửa vào của tiểu linh giới Hàn tiền bối việc này thật không Chu quả Nhi đang đứng bên cạnh phối hợp thi pháp nghe vậy lập tức tinh thần phấn khích lên đúng vậy không uổng công ta hao tốn thời gian dài như thế cuối cùng cũng không uổng phí một phen bận bịu hàn lập tươi cười trả lời vừa nói vừa giải trừ pháp quyết phía trên tế đàn vốn đang có một màn sáng giống như một cái mâm cực lớn lơ lửng trên không lập tức lóe lên tán loạn tan biến mất hàn tiền bối nếu như đã biết chỗ cửa vào chúng ta phải chăng sẽ ngay lập tức đến nơi đấy chu quả nhi hưng phấn hỏi đừng hoảng dựa theo địa đồ huyết thiên thì cửa vào tiểu linh thiên không phải ở trên huyết thiên đại lục mà là ở một đáy biển sâu cách đại lục tương đối xa hàn lập thoáng nhớ lại bản đồ toàn bộ huyết thiên đại lục sau khi so sánh với tọa độ mới lấy được thì nhướng mày nói cái gì ở tận dưới đáy biển à cửa vào này e rằng sẽ không dễ tìm kiếm nha chu quả nhi nghe nói như thế thì lập tức ngơ ngác yên tâm đi đối với chuyện thế này ta vốn đã có liệu định trước hoa thạch đến lúc đó hẳn phải cần ngươi xuất lực nhiều đó hàn lập mỉm cười quay đầu hướng hoa thạch lão tổ đang đứng khoanh tay bên cạnh mà phân phó. Hàn sư yên tâm, đối với đệ tử mà nói, thế giới dưới nước cũng giống như lục địa mà thôi, việc tìm kiếm cửa vào sinh giao cho đệ tử làm. Hoa thạch lão tổ cung kính trả lời, hàn lập nghe xong hài lòng gật đầu, lúc này, hắn liền vận hào quang bên ngoài thân cuốn qua, mang theo hai người phóng lên trời. Mấy cái chấp động liền đã về trên thuyền lớn, một lát sau, chiếc thuyền lớn màu đen trong tiếng vù vù liền kích bắn vụt đi. Bảy ngày sau, trong một sa mạc cực kỳ bí ẩn, một nam tử mang mặt nạ, hai tay để sau lưng, đứng trên một cồn cát, lạnh lùng nhìn lên không trung. Mà ở bên dưới cồn cát, đã sớm bị người ta thi pháp đào bới trống rỗng. Hàng mấy vạn đệ tử tinh nhuệ huyết đạo đang đứng dày đặc lít nhít ở nơi đó. Một âm thanh dù nhỏ xíu cũng không phát ra, nơi các đệ tử đứng, một tòa siêu cấp pháp trận gần như bao phủ non nửa sa mạc sớm đã được minh ấn hoàn tất. Bên trong rõ ràng được khảm hàng mấy ngàn viên cực phẩm linh thạch lại còn có một đám các đệ tử đặc thù tay nâng trận bàn, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở lân cận các nơi mắt trận. Còn ở trên không, thoạt nhìn như mây đen vạn dặm che phủ bầu trời là một tòa siêu cấp quang trận khác cũng đã hoàn thành từ lâu, nhưng được một cấm chế vô hình cực kỳ huyền diệu nào đó che đậy nghiêm ngặt chặt chẽ. Bên trong tòa siêu cấp quang trận này, hơn 10 người đại thừa huyết thiên cũng đang thành thành thật thật chờ đợi cái gì đó. Chương 2385, Thiên địa lưỡng trận. Thời gian cứ trôi qua từng chút một, trong sa mạc ngoại trừ từng trận gió nóng cuốn qua thì bốn phía đều không thấy có điều gì khác thường. Sao đến bây giờ còn chưa tới? Không lẽ tiểu tử kia đánh bài lùi, giữa đường lại chuồn đi mất? Để tránh bị hung ma kia phát hiện nên chúng ta mới không phái thêm nhân thủ âm thầm giám thị hai người này. Trong quang trận, một gã đại hán có bộ lông dài màu đỏ rốt cục có chút không chịu nổi, truyền âm cho lão giả mập mạp bên cạnh một câu. Sa kỳ huynh yên tâm đi, chúng ta đã bố trí cạm bẫy này thì tất nhiên là có đủ 10 phần nắm chắc. Tuy rằng không biết tại sao hung ma kia lại đuổi theo hai người này mãi không buông trong thời gian dài như vậy, nhưng theo điều tra từ trước cho thấy, hung ma này hoàn toàn không hề có ý tứ buông tha một chút nào. Chỉ cần tên gọi là Lục Dực có chút thông minh thì chuyện dẫn dụ hung ma đến đây không có vấn đề gì cả. Lão già béo cười ôn hòa, cũng truyền âm trả lời. Nghe đạo hữu nói như vậy thì ta cũng an tâm, nhưng cũng phải nói lại, hung ma kia chẳng lẽ lợi hại đến như vậy. Hiện tại lúc này đây ngoại trừ 12 tồn tại đại thừa chúng ta lại thiết lập thiên địa lưỡng cực đại trận, còn vận dụng chấn tông chi bảo của huyết cốt môn là hoàng phong đồ. Nói như vậy, chỉ bằng bảo vật này cùng thiên địa đại trận lập tức có thể đem người sống sờ sờ trước mặt luyện hóa, hà tất còn phải để chúng ta xuất thủ. Đại hán có bộ lông đỏ gật gật đầu, lại có vài phần tò mò hỏi lại. Chuyện này lão phu cũng không rõ lắm, nhưng nếu chủ sự đạo hữu đã trịnh trọng như vậy, nhất định là có đạo lý riêng. Không kể những thứ khác, chỉ cần việc hung ma này lấy sức một người lại có thể hạ sát ba vị đạo hữu đại thừa khác, lại không hề kiêng kỵ huyết tế hàng tỷ sinh linh trên đại lục này, hoàn toàn có tư cách để cho chúng ta đối đãi như vậy rồi. Lão giả béo suy nghĩ một chút rồi nói, ta còn có một chút tò mò về lai lịch của người nọ, không hiểu hắn chui ra từ chỗ nào. Chẳng lẽ trước kia hắn một mực tiềm ẩn khổ tu ở một nơi nào đó, hay là từ giới diện khác buông xuống hoặc cường giả vượt giới qua đây đại hắn có bộ lông đỏ như nghĩ tới cái gì, lại hỏi một câu. Chuyện này thì không cần phải suy nghĩ nhiều, mặc kệ lai lịch người nọ ra sao, đã làm ra những việc thiên nộ nhân oán thế này, mấy đại tông môn chúng ta tuyệt không thể để tên này còn sống mà lưu lại trên thế gian. Nếu không mấy tông môn chúng ta làm sao còn mặt mũi mà ở tại huyết thiên nữa lão giả béo vừa sờ cái cầm có chút to mọng vừa cười hắc hắc nói. Điều này cũng đúng, bất quá nghe nói hách liên thương minh bích ảnh, vạn cổ Sơn Linh Vân Phu Nhân cùng với lạc thiên cốc Hà Đại Tiên Sinh cũng được mời đến chứng kiến đại chiến diệt ma lần này nếu mà ba người bọn hắn chịu ra tay thì hung ma kia tuyệt đối không thể may mắn trốn thoát sau khi đại hán có bộ lông đỏ trước mắt một cái bỗng nhiên thở dài một tiếng hắc hắc lấy thân phận ba người này thì làm sao có chuyện liên thủ đối địch được hơn nữa còn có chúng ta ở đây thì làm sao mà bọn hắn có cơ hội xuất thủ được chứ mặt lão giả béo lộ ra một tia quỷ dị trả lời đại hán có bộ lông đỏ nghe vậy gật đầu một cái trên mặt lộ ra vài nét đăm chiêu cùng lúc ấy trong đại sảnh của một tòa tháp cao ánh vàng rực rỡ ở một đại thành cách sa mạc không biết bao xa, có bốn gã lão tổ đại thừa khí tức khác nhau đứng chung một chỗ, đang nhìn tới một quầng sáng nghịt mù ở trung tâm. Trong quầng sáng không ngừng biến hóa ra các loại cảnh tượng, phản chiếu rõ ràng từng ngõ ngách trên sa mạc. Trong bốn gã đại thừa có một lão giả mặc lục bào, rõ ràng chính là bích ảnh. Ba người kia, một gã trung niên nam tử mặc nho bào, một trung niên phụ nhân mặc y phục năm màu sặc sỡ, cùng với một gã đại hán mắt ưng, tướng mạo đường đường, mặc huyết sắc trường bào. Bốn người đều yên lặng nhìn cảnh tượng trong quầng sáng, thân sắc bình tĩnh dị thường, không hề có ý nói chuyện với nhau chút nào. Nửa ngày sau, sát biên giới sa mạc vang lên một tiếng xé gió, một đạo tinh quang nhoáng lên rồi hiện ra, tốc độ khủng bố cũng gần như là thuấn di, sau khi chớp lên một cái thì lao thẳng vào trong sa mạc. Gần như theo sát phía sau, một đoàn đám mây bảy màu cũng chợt lóe hiện ra ở chân trời, từ trong đó chuyển ra âm thanh nam tử lạnh như băng. Ngươi lần này thật sự đã chọc giận ta, ta bắt đầu chán chơi cái trò mèo vờn chuột này rồi, ngay hôm nay chấm dứt cái trò này đi." Vừa dứt lời, trong đám mây bảy mày vang lên tiếng gầm rú, lại hóa thành một đạo hồ quang bảy màu đuổi sát theo. Hai người một chạy một đuổi, chỉ trong thời gian cạn chén trà đã chạy qua gần nửa khu vực sa mạc, đi gần tới nơi trung tâm. Tinh quang phía đằng trước chợt tắt, trong hàn quang hiện ra một con rết tuyết trắng tám cánh cùng một nữ tử tướng mạo rất đẹp mặc cung trang màu bạc. Con rết khổng lồ xoay người một vòng tại chỗ, lập tức biến thành một gã thanh niên mặt khắc kim ngân linh văn mặc áo bảo trắng. Sắc mặt thanh niên tái nhợt dị thường, trong nháy mắt khi vừa hiện thân lập tức quay người nhìn lại phía sau. Chỉ thấy trong hư không phía sau vang lên một tiếng sét đánh, một đạo lôi đình hiện ra bắn thẳng đến nơi hai người dừng lại. Hai mắt lục rực co rút lại, thân mình lui lại theo bản năng, hàn quang sau lưng chợt lóe, tám cánh trong suốt lại xuất hiện, hóa thành con rết khổng lồ tiếp tục bỏ chạy. Đúng lúc này, trong thiên địa bỗng nhiên ầm ầm vang lên tiếng long trời lở đất, cả vùng đất run lên, một cỗ hấp lực vô hình ùn ùn tuôn ra từ phía dưới mặt đất. Lôi đình bảy màu sau khi run lên một cái, lập tức bị cỗ lực lượng này xuất kỳ bất ý định thân ở giữa không trung, hiện ra một gã thanh niên ốm yếu mặc hắc bào. Đúng là vị chân tiên hàng thế mã lương kia, từ trong sa mạc phía dưới, đủ mọi cột sáng nhiều màu sắc rậm rạp xuyên thủng từ trong cắt tuôn ra, thẳng hướng lên chín tầng mây. Cả vùng đất rung chuyển, một tòa siêu cấp pháp trận, chỉ bằng mắt không thể nhìn tới tận cùng từ từ nhô ra từ dưới đất, bên trong âm thanh suy suy vừa vang lên, vô số đệ tử huyết đạo hiện ra, lập tức kết thành một cái trận thế huyền diệu, bắt đầu lẩm bẩm thúc dục pháp khí trong tay xuất động điều khiển siêu cấp pháp trận. Trên bầu trời bỗng nhiên sáng ngời, một tầng vô hình cấm chế giống như lụa mỏng chợt lóe lên rồi tắt, một tòa quang trận bao phủ cả không trung thật lớn nhất thời hiện ra. Hướng xuống phía dưới từ từ đè xuống, một cỗ dao động kinh người lúc này tràn ngập cả trong hư không hắc bào thanh niên bị định thân giữa hai tòa pháp trận to lớn, nhìn từ xa lại cũng chẳng khác gì một con kiến bình thường. Lúc này, không chung trong quang trận nhoáng lên vài bóng người, 12 gã lão tổ đại thừa huyết đạo bay vọt ra, sau khi mơ hồ một cái, xuất hiện ở xung quanh hắc bào thanh niên. Toàn bộ đứng cách xa nhau, không ngừng lạnh lùng quan sát. Hắc bào thanh niên bị định thân ở giữa không chung, gặp phải cảnh tượng kinh hoàng này lại không có một chút kinh hãi, ngược lại sắc mặt âm trầm dị thường nhìn quét qua bốn phía, bên ngoài thân bộc phát ra ánh sáng, một tiếng xé rách chói tai chuyển đến, thân hình liền lập tức khôi phục bình thường. Lá gan của các ngươi quả không nhỏ, dám lập cảm bẫy mai phục ta, lại xuất động nhiều nhân thủ như vậy, xem ra là muốn cho ta vẫn lạc tại nơi này rồi. Hắc bào thanh niên đối mặt với thiên địa lưỡng trận cùng nhiều đại thừa như vậy, lại cười lạnh một tiếng nói. Hừ, các hạ dám huyết tế hơn tỷ sinh linh ở đại lục của chúng ta, hẳn là cũng đoán trước được là sẽ có ngày hôm nay một gã đại thừa được huyết khí bao quanh, hừ một tiếng nói ta cũng đoán trước được vài phần, nhưng thật sự không ngờ tới là các ngươi lại cấu kết cùng hai người bọn chúng. Cũng tốt, trò chơi đuổi giết này đến nay cũng đã chơi chán rồi, chút nữa sau khi giết hết tất cả các ngươi, ta sẽ tiêu diệt hai đứa chúng nó. Hắc bào thanh niên liếc mắt một cái nhìn lục rực đang lặng yên thối lui ra xa, thản nhiên nói. Khẩu khí thật lớn, xem ra hắn chưa thấy quan tài chưa rơi lệ rồi, không cần phải nói năng vô nghĩa với hung ma này nữa, động thủ. Một lão giả chân trần áo đen, hai mắt khẽ đảo quát lớn một tiếng. Vừa dứt lời, tay áo lão này run lên, trên người vang lên tiếng thanh minh, lúc này mười mấy thanh phi kiếm huyết sắc từ trên người bay ra. Những đại thừa khác thấy vậy, cũng bấm niệm pháp quyết, tuôn ra các loại bảo vật. Cùng lúc đó, khu vực không trung hai hòa đại trận vang lên tiếng ông ông, vô số phù văn tuôn ra đồng thời chuyển động đi lên. Trên bầu trời, sau khi từng trận quang hà ngưng tụ lại, rõ ràng tạo thành một mặt quang kính thật lớn che khuất cả bầu trời bên ngoài mặt kính là một phiến màu bạc mơ hồ nhưng sau một tiếng nổ vang lập tức vô số sợi chỉ bạc bắn xuống như mưa trên mặt đất ở bên trong pháp trận từng đoàn bạch quang bay ra đem vô số bóng người nháy mắt bao phủ vào trong đó bỗng nhiên ngưng tụ lại biến ảo thành một chữ phong cực kỳ lớn chữ phong vừa mới thành hình hắc bào thanh niên cảm thấy bốn phía hư không chấn động một cỗ pháp tác giao động lấy nơi này làm trung tâm cuốn thẳng tới hắc bào thanh niên đối mặt với tình hình như thế khóe miệng lại nhếch lên nở nụ cười ngay sau đó, từ trên người này bộc phát ra một cỗ khí thức cực kỳ kinh khủng, đồng thời bên ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện từng sợi xiềng xích màu tử kim, tất cả chợt lóe phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Tất cả mọi nơi trong sa mạc đều trở nên ảm đạm, tất cả thiên địa nguyên khí đều như cái phễu dũng mãnh điên cuồng lao tới một điểm. Chỗ biên giới sa mạc, một gã nam tử đeo mặt nạ chẳng biết xuất hiện ở giữa không trung từ lúc nào, chính là huyết cốt môn thái thượng trưởng lão Tiêu Minh. Hắn vốn dĩ đang chắp tay sau lưng đứng ở giữa không trung, nhưng sau khi khí thức hủy thiên diệt địa ở phía xa kia bộc phát ra, sắc mặt lập tức biến đổi. Thiên địa đại trận vậy mà cũng không thể khống chế nổi người này, xem ra không sử dụng kiện bảo vật kia thật đúng là không được. Tiêu Minh dùng thần niệm cảm ứng dao động bạo liệt ở phía xa, có chút ngưng trọng thì thào hai tiếng. Trong nháy mắt khi vừa dứt lời, hắn hé miệng phun ra một quyển trục ánh vàng rực rỡ. Quyển trục này quay tít một vòng ở trước người rồi đứng thẳng mở ra một cách từ từ, hiển lộ ra một bộ bản đồ địa hình sa mạc. Bản đồ này hiện rõ hình dạng trên sa mạc giống y như đúc sa mạc phía dưới. Tiêu Minh lại không nói một lời, dùng một ngón tay điểm một cái lên bản đồ trước mắt, nhất thời làm cho nó run lên, sa mạc trong quyển trục vốn dĩ đang như vật chết bình thường lại chuyển động như sống lại. Mà khớp với điều này, dưới tác dụng của một cổ lực lượng quỷ dị, mặt ngoài hạt cát ở sa mạc phía dưới cũng bắt đầu điên cuồng bốc lên theo quy luật nào đó. Phong khởi, pháp quyết trong tay Tiêu Minh biến đổi, nhìn vào quyển trục trước mắt rồi khẽ quát một tiếng nhất thời chỗ biên giới sa mạc trong bản đồ sau một trận vặn vẹo mơ hồ từng luồng hoàng vụ nhàn nhạt, nhạt hiện ra cũng bắt đầu từ từ thổi tung lên cùng lúc ấy phía trước tiêu minh đồng thời giao động từng đoàn từng đoàn hoàng vụ minh mông trống rỗng hiện ra cũng chỉ trong giây lát đã hóa thành từng cơn lốc cao đến tận trời càng ngày càng nhiều sắp thành một hàng đứng gần nhau bức tường gió màu vàng rực rỡ không thể nhìn tới đỉnh vậy mà đã được tạo thành mà đồng dạng một màn như vậy ở chỗ biên giới khắp sa mạc cũng tuôn trào ra đi, tay áo tiêu minh run lên, không chút do dự thúc dục pháp quyết. Nhất thời tất cả tường gió nổi lên tiếng gào rít, từ bốn phương tám hướng lao thẳng vào trong sa mạc, bám theo nó là trận trận cắt bụi, hơn nữa càng thổi càng lớn. chương 2386, tuyệt thế hung uy. Nhìn từ trên không trung xuống phía dưới, vách tường cuồng phong màu vàng đã biến thành một cái màn sáng cuồn cuộn, đem toàn bộ cả sa mạc bao phủ trọn vẹn bên trong. Tiêu Minh ở cách xa đó thì khoanh chân ngồi xuống, hai mắt từ từ khép lại, trong tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, bắt đầu lặng lẽ thôi động quyển trục trước mặt mình. Bên trong tòa tháp cao màu vàng, tất cả cảnh tượng bên trong quầng sáng cũng đều biến thành bão cát vàng ống, rốt cuộc không còn thấy rõ tình hình bên trong sa mạc nữa. Phụ nhân mặc hà y năm màu trông thấy tình hình như vậy, đôi lông mày khẽ nhíu, cuối cùng mở miệng. Ngọc Huynh, bảo vật tiêu minh đạo hữu sử dụng có phải là chấn tông chi bảo của huyết cốt môn hoàng phong đồ? Nghe danh bảo vật này đã lâu, cho dù ở trong linh giới huyền thiên chi bảo thì cũng bài danh không thấp, hiện giờ thi triển thần thông lại có thể trực tiếp che lấp cả quan thiên kính ở bên ngoài, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ có điều không hiểu tại sao hắn lại đem bảo vật này sử dụng sớm như vậy, có phải là hơi sớm quá hay không? Tiêu Minh đạo hữu phải chăng là có phần cẩn thận quá mức rồi? Hắc hắc, bảo vật trong tay tiêu đạo hữu đó quả thực là hoàng phong đồ đỉnh đỉnh đại danh. Vật ấy bình thường được cung phụng ở trong tổ sư nội đường của huyết cốt môn, chỉ khi gặp phải cường địch mới có thể được mấy vị trưởng lão trong môn đem ra, tạm thời giao cho một người lấy đối phó với địch nhân. Nhưng thật ra từ trước đó đã bố trí bảo vật này thật tốt rồi, vị trí của hung ma trên sa mạc kia kỳ thực chính là do bảo vật này biến ảo mà thành, hiện giờ chỉ là chính thức phát động nó mà thôi. Về phần tiêu đạo hiếu có cẩn thận quá mức hay không, thì ngược lại, bổn tỏa cảm thấy có thể quyết đoán thúc giục bảo vật này, đúng là một kế sách rất ổn thỏa. Dù sao thì một thân thần thông của hung ma kia cũng không phải là nhỏ, hiện tại bị thiên địa lưỡng trận cùng hoàng phong đồ đồng thời vây khốn, có lẽ vậy mới thực sự là chắc chắn. Bích Huynh, người cảm thấy thế nào? Gì, sắc mặt của Bích Huynh có vẻ không tốt cho lắm, hẳn là có tâm sự gì hay sao? Đại hán mắt ưng mặc huyết bào sau khi giải thích hai câu, bỗng nhiên kỳ quái nhìn Bích ảnh hỏi. Lúc này cặp mắt của Bích ảnh đang gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng vào quần sáng trước mặt, sắc mặt đúng là đặc biệt khó coi, nghe lão giả mắt ưng nói như vậy, mới thu hồi ánh mắt, miễn cưỡng cười khẽ trả lời. Không có gì, chỉ là không biết tại sao vừa rồi khi tại hạ nhìn thấy diện mạo của hung ma kia, tự nhiên lập tức có một cảm giác kinh hồn bạt vía. Gì, có chuyện như vậy sao? Tu vi đến cảnh giới như chúng ta, đối với một vài nguy hiểm tự nhiên là có thể cảm ứng thấy được. Hà Đạo Hiếu, Linh Vân Phu Nhân, trong lòng hai người các người có cảm ứng được điểm báo tương tự hay không? Lão giả mắt ưng nghe thấy vậy lập tức biến sắc, vội vàng ngưng trọng hỏi hai người kia. Thiếp thân không có, tại hạ cũng không có cảm ứng tương tự, có thể là Bích Huynh cảm ứng sai lầm rồi. Nhào bào nam tử liếc mắt nhìn Bích ảnh một cái, mỉm cười nói. Hừ, bất kể có phải là cảm ứng sai hay không, tại hạ đều không có ý định lưu lại nơi này nữa, lão phu muốn lập tức lên đường trở về. Trận chiến này vô luận kết quả cuối cùng là như thế nào, đến lúc đó Ngọc Huynh cho bổn minh một tin tức là được rồi. Hoàn toàn ngoài dự đoán của ba người, cơ bắp trên mặt Bích ảnh co giật vài cái, đột nhiên nói ra những lời từ biệt. Cử động này làm những người khác giật mình thất thần ngẩn người ra. Ha ha, cử động này của Bích Huynh có phải là đã quá lo lắng vô cớ rồi hay không? Nếu thật sự có nguy hiểm gì buông xuống, bốn người chúng ta tham gia thì còn có thể xảy ra chuyện gì nữa? Không bằng chờ sau khi trận chiến này kết thúc, lại. Lão giả mắt ưng cười ha ha, lập tức mở miệng khuyên bảo, nhưng vào lúc này, cảnh tượng bên trong quầng sáng bên cạnh bóng phát ra ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ vô số kim quang trói mắt xuyên thủng bức màn cuồng phong bắn ra thoáng cái đã đem toàn bộ quần sáng biến thành một màu vàng rực rỡ đây là không hay rồi quan thiên kính sắp nổ tung lập tức sau khi mọi người kinh ngạc lão giả mắt ưng thất thanh một tiếng quần sáng run lên nhất thời hóa thành một đoàn ánh sáng vàng rồi nổ tung thành hai mảnh thực sự một cỗ chấn động vô hình cuồn cuộn cuốn tới bốn phương tám hướng bốn gã đại thừa hoặc tay áo run lên hoặc trước người lóe lên một luồng ánh sáng Lập tức đánh tan luồng chấn động đang cuốn tới trước người. Nhưng khi bọn hắn nhìn vào nơi mà quầng sáng vừa nổ tung, rõ ràng chỉ còn lại một mặt cổ kính tàn phiến, sắc mặt ai nấy đều trở nên không tốt. Chuyện gì xảy ra vậy, quan thiên kính vậy mà lại bị nổ tung? Ngọc huynh, bảo vật này là do ngươi đã từng tế luyện qua, nên chắc ngươi phải biết nguyên do chứ. Sau khi thần sắc linh vân phu nhân thay đổi vài lần mới hỏi, có thể cách không ảnh hưởng làm cho quan thiên kính nổ tung? xem ra bên kia thật sự xảy ra vấn đề lớn rồi lão giả mắt ưng nhìn chăm chú vào cổ kính bị tàn phá trên mặt tâm tình bất định lại trả lời có vài phần mông lung bảo vật này đúng là do hắn hao tốn một cái giá rất lớn mới đem tới tay được có thể quan sát trực tiếp tình hình của địa phương cách xa bên ngoài ức vạn dặm xem như là một kiện dị bảo cực kỳ hữu dụng không ngờ rằng hôm nay lại bị phá hủy một cách đơn giản như vậy tự nhiên trong lòng cảm thấy cực kỳ tiếc nuối theo như cảnh tượng trước khi quan thiên kính bị phá hủy giống như là ở bên trong hoàng phong đồ có một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ viễn siêu mức chịu đựng của nó bộc phát ra, mới tạo thành loại tình huống trước mắt này. Chẳng lẽ dự cảm của bích ảnh đạo hữu lại là thật hay sao? Hà Đại Tiên sinh lập tức nhướng mày, hoàng phong đồ chính là huyền thiên chi bảo, ngoài ra còn có thiên địa lưỡng trận, lại thêm 12 vị đại thừa hỗ trợ, vậy mà vẫn không thể nào khống chế được tình hình bên kia sao? Hùng ma kia rốt cuộc đã thi triển ra loại thần thông gì mà lại có thể làm ra trình độ như vậy? Linh Vân phu nhân cũng thì thào vài tiếng, sắc mặt bích ảnh thì cực kỳ âm lệ đang thập phần trầm lặng đứng yên tại chỗ cũ. Không việc gì, đợi ta phát ra tin tức hỏi tiêu minh đạo hữu xem rốt cuộc bên kia đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng lão giả mắt ưng cũng tìm ra được cách ứng đối, thần sắc khẽ buông lỏng nói. Vừa dứt lời, một tay hắn vừa chuyển động, trong tay lập tức xuất hiện một trận bàn trắng tinh như ngọc, một ngón tay nhanh chóng điểm tới phía trên trận bàn, một mảnh văn tự màu bạc tức khắc lóe lên hiện ra lại lập tức biến mất không còn tăm hơi gì nữa. Sau đó, hai mắt lão giả mắt ưng không ngừng nhìn chăm chú vào trận bàn. Ước chừng thời gian cạn một tách trà, sau khi trên trận bàn vẫn đều không có một chút nào cảm ứng, sắc mặt của lão giả cũng dần dần trở nên âm trầm. Hắn thu lại trận bàn đang cầm trên tay, quay lại nhìn những người khác nói. Xem ra, thật sự đã xảy ra chuyện rồi, ngay cả tiêu minh đạo hữu chỉ ở phụ cận đấy mà tựa hồ cùng không thể liên lạc được. Nếu đúng là như vậy, chúng ta ở bên này không thể không chuẩn bị trước một chút. Nếu như những đạo hữu khác ngã xuống trong tay hung ma kia, rất có thể hắn sẽ trực tiếp tìm đến nơi này. Dù sao lúc trước bích ảnh đạo hữu đúng là có cảm ứng được một chút điểm báo, xem tình hình lúc này thì 9 phần 10 là ứng nghiệm trên người hung ma kia. Hà Đại Tiên sinh thở dài một hơi, ngưng trọng nói. Bích ảnh đạo hữu, đến lúc này, người còn dự định đi trước một bước. Lão giả mắt ưng gật gật, lại quay đầu hỏi bích ảnh một câu ta không có ý định đi nữa. Ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu hung ma này thật sự là kiếp số ứng trong trong mệnh ta, cho dù có thể tránh được nhất thời, cũng trốn không được cả đời. Chỉ còn cách hết sức mình đối kháng với kiếp nạn này, may ra mới còn có thể có một đường sinh cơ. Trong mắt bích ảnh lóe lên hàn quang, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Tốt, tuy rằng nơi đây chỉ có bốn gã đại thừa chúng ta, nhưng mà trong thành còn có hơn 10 vạn đệ tử cùng chấn thành đại trận có thể để cho chúng ta đem ra sử dụng, chưa hẳn là đã không có lực đánh một trận hung ma kia trải qua một trận chiến lúc trước, chắc chắn cũng không phải là hoàn toàn bình yên vô sự. Lão giả mắt ưng cũng là người quyết đoán dị thường, lúc này cũng vỗ tay một cái nói. Hà Đại Tiên sinh cùng Linh Vân Phu Nhân cũng biết giờ phút này không phải là thời điểm thoát thân, nếu không rất có thể sẽ bị cường địch nhìn chằm chằm vào rồi tiêu diệt từng người một, tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì khác. Đương nhiên nguyên nhân chính khiến cho cả bốn người vẫn ở lại mà không tránh né, vẫn là vì họ rất tự tin vào thực lực của chính mình. Tuy rằng đều là tồn tại đại thừa, nhưng mà thực lực của bốn người họ đều cực kỳ mạnh mẽ, đám 12 người kia xa xa cũng không thể nào sánh bằng được. Bốn người cùng nhau liên thủ, tự hỏi cũng có thể diệt sát 12 tên đại thừa kia đến vài lần mất. Vì thế, đám người bích ảnh cùng nhau rời khỏi đại sảnh, bắt đầu kêu gọi đám đệ tử dưới quyền, cùng với những người liên quan khác đều trở nên bận rộn. Cùng một thời gian, nguyên bản chỗ sa mạc lúc nãy, giờ phút này triệt để hóa thành thế giới kim sắc hỏa diễm. Từng tòa núi lửa màu vàng cao hơn ngàn trượng, đột một mọc lên từ phía dưới mặt đất, nghiền nát pháp trận khổng lồ, hơn nữa thỉnh thoảng còn phụt lên từng đám hỏa vân màu vàng. Ở dưới chân núi lửa, mơ hồ có thể thấy vô số cỗ thi thể không trọn vẹn bị đốt cháy đen. Quang trận trên bầu trời vốn biến thành một mặt cửa kính, giờ phút này lại bị một tầng hàn băng màu xanh đậm phong ấn ở trong đó, phảng phất giống như vật chết, hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Tại trung tâm chỗ tập trung nhiều nhất núi lửa vàng rực, một thân ảnh cự nhân màu vàng cao ngàn trượng đang sừng sững đứng giữa giữa trời đất. Cự nhân toàn thân trải rộng linh văn màu vàng, nhìn lên dung mạo thì hoàn toàn giống với thanh niên áo đen lúc trước, chỉ là con mắt một bên tỏa ra ngọn lửa cuồn cuộn màu vàng, một bên thì phát ra hàn khí màu lam nhạt. Một cánh tay cực lớn của cự nhân dơ lên cao, rõ ràng là đang nắm chặt một con cóc lớn đỏ như máu. Thân hình của con huyết thiềm này đều bị xé nát, khi tức toàn thân suy yếu cùng cực, bộ dạng chỉ còn hoi thở thoi thóp mà một bàn tay cực lớn khác của cự nhân đang đặt tại cái đầu không trọn vẹn của huyết thiềm, Kim Hà nhẹ nhẹ bay ra từ đó, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Qua một khoảng thời gian, cự nhân màu vàng đột nhiên hừ một tiếng. Cũng tính là có vài phần bổn sự, có thể khóa lại phân nửa nguyên thần không cho ta xâm nhập, nhưng điều tra được thế này cũng đã là đầy đủ rồi. Rất tốt, huyết đạo tông môn, hách liên thương minh, những tu giả cường đại nhất huyết thiên này cũng đã tụ tập lại một chỗ cùng nhau, đúng lúc để cho ta một mẻ hốt gọn, cũng tránh cho sau này bị phiền toái. Vừa dứt lời, bầu trời phía trên cự nhân màu vàng vang lên một tiếng sét đánh, bốn phía trong hư không hồ quang điện màu tím vàng vừa hiện, hóa thành vô số sợi xích màu tử kim lao đến quấn xung quanh người cự nhân, sau đó tất cả lóe lên chui vào trong người cự nhân không còn bóng dáng. Cự nhân màu vàng kêu lên một tiếng đau đớn, đại thủ khẽ buông, huyết thiềm bỗng chốc bị ngọn lửa màu vàng bao vây hóa thành cho tàn, tiếp theo thân hình hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, trong khoảnh khắc liền khôi phục lại bộ dáng thanh niên áo đen phốc phốc hai tiếng, thanh niên áo đen há miệng phun ra hai luồng huyết dịch màu vàng, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng xám, hắn khẽ trao mày. Lúc này, tất cả núi lửa rực rỡ phía dưới đều trở nên hư ảo rồi biến mất không còn chút nào nữa. Thanh niên áo đen vỗ nhẹ một tay lên đỉnh đầu, thoáng cái từ đỉnh đầu bay ra một đạo phù lục màu vàng, sau khi chấp động một cái thì rơi vào trong tay hắn. Toàn lực biến thân thi triển một lần linh vực thần thông, quả nhiên là ăn không tiêu. May mắn là lúc trước huyết tế đã có thu hoạch rất lớn, lại thêm tổ sư ban cho kim phẩm thế thân tiên phù nếu không với giới lực cách giới này chỉ sợ trong nháy mắt khi ta biến thân thì đã trực tiếp ép ta đến nổ tung rồi chỗ phù còn lại đủ để biến thân thi triển linh vực thêm hai lần nữa đủ để đem bọn sâu kiến kia quét dọn thật sạch sẽ hắc hắc có kết cục của những người này chắc hẳn linh giới này sẽ không còn ai dám nhúng tay vào ngăn cản đại kế hoạch của ta bất quá hai con kiến hôi kia lại chạy trốn quá nhanh ta vừa mới biến thân mà bọn chúng đã chạy trốn mất dạng rồi nhưng ta đã gieo hạt giống chân hồn ở trên người chúng, làm sao có thể dễ dàng chạy thoát khỏi bàn tay ta. Thanh niên áo đen vuốt ve phù lục màu vàng trên bàn tay một hồi, trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc thầm nghĩ. chương 2387, tình cờ gặp trên biển. Nửa ngày sau, tại thành lớn của đám người bích ảnh, diễn ra một cuộc đại chiến vô tiền khoáng hậu kéo dài gần một ngày một đêm. Ảnh hưởng còn lại sau cuộc đại chiến, lấy tòa thành làm trung tâm thì bán kính mấy vạn dặm xung quanh tất cả đều biến thành cho bụi. Vài ngày sau, một tin tức được truyền ra làm khiếp sợ cả huyết thiên đại lục. Cường giả đại thừa của mấy đại tông môn do huyết cốt môn cầm đầu, vậy mà tất cả đều đã ngã xuống trong trận chiến diệt ma. Chỉ còn vạn cổ sơn linh vân phu nhân thoát ra được, nhưng thân chịu trọng thương, gần như suýt nữa bị đánh rớt xuống khỏi cảnh giới đại thừa. Mà vị cường giả đại thừa này vừa trốn về sao huyệt ở vạn cổ sơn, lập tức đem tất cả cấm chế đại trận mở ra, cũng tuyên bố phong bế vạn cổ sơn vạn năm, sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì phát sinh trên đại lục nữa. Trong lúc nhất thời, cả huyết thiên đại lục lòng người đều bàng hoàng, những siêu cấp thế lực khác cùng với cường giả đại thừa còn lại, tất cả đều không có phản ứng gì. Mà sau đó không lâu, lại truyền ra một tin tức, một quốc gia nhân loại trung đẳng cùng với mấy tiểu tông môn xung quanh đều bị huyết tế. Nhưng tất cả chuyện này Hàn Lập không hay biết một chút nào. Vì lúc này hắn đã sớm thông qua truyền tống trận đi tới một hòn đảo cách huyết thiên đại lục tương đối xa lại mang theo Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch lão tổ ngồi trên Mặc Linh Thánh thuyền bay khỏi đảo nhỏ, xâm nhập vào trong biển rộng mênh mông. Hải thú cường đại trong biển rất nhiều, vượt xa so với hoang thú trên đất liền, một ít hải thú cường đại thần thông to lớn, thậm chí ngay cả cường giả đại thừa tình cờ gặp phải cũng đều phải tránh lui ba thước. Nhưng trên Mặc Linh Thánh thuyền có trở nhiều khôi lối cường đại như vậy, hải thú bình thường đụng tới hơn phân nửa là có đến mà không có về. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên cũng đụng phải một hai hải thú cường đại dị thường tồn tại trong biển nhưng sau khi Hàn Lập tự mình thi triển thần thông, cũng đều hoảng sợ mà chạy trốn chết. Nửa năm qua nhanh, Mạc Linh Thánh thuyền một đường bình yên vô sự xâm nhập vào biển rộng không biết đã bao xa. Vào một ngày, thời điểm Mạc Linh Thánh thuyền đang theo gió vượt sóng lao đi vun vút ở tầng trời thấp, phía trước truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, một trận chấn động kịch liệt cuồn cuộn kéo đến. Hoa Thạch lão tổ đang đứng ở mũi tàu chỉ huy khôi lỗi khống chế Mạc Linh Thánh thuyền đi về phía trước, sau khi cảm ứng được cường độ chấn động này mặt mày biến sắc, Lập tức hóa thành một đạo kinh hồng bay thẳng vào trong khoang thuyền. Một lát sau, Hàn Lập mang theo Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch lão tổ không chút hoang mang từ trong đó đi ra. Có cường giả đại thừa tranh đấu ở phía trước, ân, xem cường độ chấn động như thế này đúng là do tranh đấu giữa cấp độ đại thừa trở lên sinh ra. Để thánh thuyền bay qua đó, nhìn xem là tồn tại gì đang tranh đấu ở phía trước. Hai mắt Hàn Lập híp lại, sau khi liếc mắt nhìn mặt biển phương xa một cái, không lưỡng lự phân phó một tiếng. "Vâng, Hàn sư." Hoa thạch lão tổ đáp ứng một tiếng, lập tức thúc giục khôi lỗi điều khiển mạc linh thánh thuyền. Nhất thời mạc linh thánh thuyền run lên, sau khi thay đổi phương hướng, độn tốc nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần lao thẳng về phía ấy. Theo hướng mạc linh thánh thuyền đi tới nhanh như chớp, phía trước truyền đến tiếng nổ cùng chấn động phát ra càng kịch liệt thêm vài phần. Phía trước mạc linh thánh thuyền mơ hồ xuất hiện một tiểu đảo, rốt cục có thể thấy rõ ràng trên không đảo nhỏ từng đoàn từng đoàn vòng ánh sáng chấp động không ngừng, tản mát ra chấn động khủng bố, gần như làm mặt biển trống rỗng xung quanh thấp xuống vài chục trường. Mà tòa đảo nhỏ kia sớm bị phá hoại hoàn toàn, bề ngoài tất cả các nơi sớm bị thứ gì đó càn quét không còn. Làm cho cả hòn đảo thoạt nhìn bằng phẳng khác thường. Hàn lập đứng ở mũi tàu hai mắt nhíu lại, liếc mắt một cái thấy rõ ràng tình hình phía trước. Ở bên trong vòng ánh sáng vang lên từng tiếng bạo liệt, rõ ràng có ba con hải thú hình thể khổng lồ dữ tợn đang vây công một con dao long màu bạc. Một hải thú là hải mã nhưng lớn gấp trăm lần bình thường, tiếp theo là một con rùa lớn màu xanh biếc cuối cùng là một con bạch tuộc to như một ngọn núi khí tức của cả ba con hải thú đều cực kỳ cuồng bạo hoặc miệng phun từng đoàn từng đoàn lôi hỏa hoặc dùng thân hình cứng rắn sông ngang đánh thẳng hoặc huy động xúc tu điên cuồng vũ động vây quanh dao long màu bạc tấn công liên tiếp không ngừng thực lực của cả ba con hải thú gần như tiếp cận với tồn tại đại thừa bình thường nhưng cơ thể sớm cũng đã bị đầy thương tích trên mai của con rùa lớn đã bị vỡ thủng thành từng lỗ to từ đó chảy ra từng dòng máu xanh trên người con bạch tuộc thì nhiều chỗ bị cháy đen, hơn nữa có vài xúc tu đã không cánh mà bay. Chỉ có thân hình con hải mã là có vẻ không bị tổn thương gì, nhưng nửa người lại bị một vòng tròn ánh vàng rực rỡ khóa lại làm cho nó trong lúc di chuyển có phần chậm chạp hơn nhiều so với hai con hải thú kia. Tình hình con dao long bị ba con hải thú vây công lại càng thêm thê thảm, chẳng những cái đuôi và một cái chân trước không thấy bóng dáng, phải bạc trên cơ thể gần như bị bung ra hết hoàn toàn, hai con người không hiểu bị sao mà phun ra máu tươi liên tục, nhưng cho dù như vậy con dao long màu bạc này vẫn bay lượn ở giữa, bốn phía hư không ngân hà vẫn quay cuồng nhanh chóng, từ giữa phát ra tiếng giống kinh người, miễn cưỡng vẫn có thể ngăn cản ba con hải thú điên cuồng tấn công. Ánh mắt hàn lập chấp lên một cái nhìn thẳng vào bụng con dao long màu bạc. Ở nơi đó rõ ràng có một con thú nhỏ màu tím nằm cuộn tròn một chỗ, hai cái móng vuốt gắt gao bám lấy một khối vẩy bạc trên bụng dao long không buông, nhưng thân thể cũng không nhúc nhích một chút nào, không hiểu là còn sống hay đã chết. Hàn Lập vừa nhìn thấy con thú nhỏ màu tím, trong nháy mắt đồng tử hơi co rụt lại, cảm giác như là có chút quen thuộc lạ thường, không khỏi có vài phần trầm ngâm. Với thể tích to lớn của Mạc Linh Thánh Thuyền, cộng thêm với việc bay thẳng đến không thèm che giấu một chút nào, tất nhiên là không thể qua mắt được ba con hải thú cùng với dao long màu bạc. Nhưng giờ phút này đang là thời điểm tranh đấu sinh tử của cả bốn con thú, rõ ràng là biết có người ngoài tiến đến nhưng lại không thể dừng lại được, ngược lại lại càng thêm hung hãn, cuộc chiến càng trở nên khốc liệt. Giao long màu bạc lấy một địch ba, ngay cả phóng ra ngân quang huyền diệu dị thường, nhưng rõ ràng vẫn ở thế hạ phong, tình hình vạn phần nguy hiểm. Sau khi mặc linh thánh thuyền chấp động vài cái, gần như lao thẳng vào giữa cuộc chiến, Hàn Lập mới thản nhiên nói một tiếng dừng tay. Âm thanh Hàn Lập cũng không lớn, nhưng vừa mới truyền vào trong tay bốn thú phía trước, lại giống như xét đánh giữa trời quang. Thân hình của cả bốn con thú run lên, không hẹn mà cùng thu lại thần thông, loạn choạng lui lại về phía sau. Ba con hải thú mắt thấy chuẩn bị đắc thủ, lại bị người ngoài ngăn cản, tự nhiên giận dữ cực kỳ, không hẹn mà cùng hung hăng chừng mắt nhìn thẳng vào hàn lập bên này, đồng thời ba cổ khí tức kinh khủng ngưng tụ lại, giống như ba tòa cự sơn đổ ập lên cự thuyền. Hàn lập thấy vậy thì hừ nhẹ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng kim quang chợt lóe, nhất thời một pháp tướng ba đầu sáu tay cao ngàn trượng lập tức hiện ra. Sáu con mắt của pháp tướng màu vàng như thiên thần này vừa mới mở, một cỗ khí tức khủng bố từ trên thân hàn lập theo đó tuôn ra, Linh áp so với ba cổ khí tức cộng dồn lại kia còn mạnh hơn gấp mấy lần. Oanh oanh vài tiếng, sau khi bốn cổ khí tức va chạm cùng nhau, ba con hải thú đối diện lúc này một tiếng hừ lạnh cũng không thể phát ra, bay thẳng ra ngoài một hơi hơn trăm trượng, thần tình hoảng sợ rồi thân hình mới có thể đứng vững lại được. Các hạ là ai, vì sao phải quản chuyện bọn ta? Chúng ta chính là trưởng lão trấn hải cung, nếu đắc tội bổn cung, cho dù các hạ pháp lực thông thiên, sau này ở trong biển cũng nửa bước khó đi hải mã thú ánh mắt xoay chuyển sau đó miệng nói ra tiếng người. Ý tứ trong lời nói hơi có vài phần uy hiếp đối với Hàn Lập. Trấn Hải Cung, chưa từng nghe nói qua, cút cho ta, nếu không ta không ngại thu thêm ra cốt ba đầu cường đại hải thú các người dùng để làm tài liệu luyện khí Hàn Lập trên mặt không chút biểu tình, lạnh lùng nói. Ba con hải thú nghe vậy tự nhiên kinh sợ cực kỳ, nhưng vừa mới đối mặt với linh áp khổng lồ của Hàn Lập lúc nãy, sau khi liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay người lại, tức tốc biến mất vào trong lòng biển không còn bóng dáng. Tại hạ đồ rảo, đa tạ ơn trợ giúp của đạo hữu Giao Long màu bạc sau khi xoay tròn một cái, liền biến thành một nam tử mặc áo bảo màu bạc, sắc mặt tái nhợt, hai mắt còn có vết máu, bên cạnh còn mang theo một nữ đồng mặc áo màu tím, ở chỗ cũng rất xa nhẹ nhàng thi lễ với Hàn Lập. Giao Long màu bạc mặc dù kiêu ngạo vô cùng, nhưng vừa rồi sau khi chứng kiến qua thần thông của Hàn Lập, cũng âm thầm kinh hãi, không dám có chút đắc tội. Đồ rảo, quả nhiên tại hạ không có nhận lầm người, thật sự là đạo hữu rồi. Gì? Tại hạ cũng thấy các hạ có vài phần quen mặt, hay là trước kia đã từng gặp qua đạo hiếu. Giao long màu bạc biến thành nam tử mặc áo bào màu bạc nghe vậy cả kinh, sau khi hai mắt lại cẩn thận hơi đánh giá hàn lập, không khỏi có vài phần chần chờ. Theo lý thuyết bằng thực lực cường đại đối phương, nếu mình gặp qua tuyệt đối sẽ ghi nhớ trong lòng, sao có thể chỉ có ấn tượng mơ hồ như vậy. Phụ thân đại nhân, hắn là người kia, lúc trước kia ta bị người xấu bắt đi, ở trên đấu giá hội gặp được ca ca kia có khí thức của mụ mụ, Nữ đồng áo tím bên cạnh, sau khi cái mũi người ngửi vài cái, bỗng nhiên bắt lấy ống tay áo bảo màu bạc của nam tử, dồn dập nói: "Nam tử này chính là đồ giảo năm đó đại náo qua Vân Thành đấu giá hội đại thừa kỳ nhân diện giao, nữ đồng còn lại này là dòng hậu duệ chính biến thành tiểu thú bị người bắt đến đấu giá hội." Nhà đầu này mới chỉ liếc một cái mà đã nhận ra ta được rồi, Hàn Lập nhìn nữ đồng áo tím, khẽ nở nụ cười. "Cái gì? Là ngươi? Nhân diện giao nghe vậy?" rốt cục nhớ lại ngày đó từng có gặp qua một tu sĩ luyện hư có khuôn mặt giống hệt hàn lập có pháp lực sâu không lường được lúc này, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể tin được. Hàn mẫu cũng không nghĩ tới đến chỗ này lại có thể gặp lại được đồ đạo hiếu. Ta cùng đạo hiếu tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng miễn cưỡng cũng tính là đã quen biết rồi. Vốn dĩ với thân phận đạo hiếu, tại sao bộ dạng lại trông có vẻ chật vật như vậy? Ta không biết người cùng Trấn Hải Cung có ân oán gì, ba hải thú kia tuy rằng có vẻ lợi hại, nhưng vẫn chưa chân chính tiến vào đại thừa cảnh giới theo lý thuyết hẳn là không làm gì được đạo hữu mới phải hàn lập thu lại vẻ mặt tươi cười chậm rãi hỏi nếu là lúc tại hạ còn hoàn hảo không bị tổn hao gì tự nhiên sẽ không coi ba gã chân hải cung trưởng lão vào đâu nhưng lúc trước trong khi chạy trốn ta trùng ám toán vào một gã đại địch hiện tại không thể thi triển thần thông cấp đại thừa chỉ có thể sử dụng bản mạng thần thông cùng thân thể mới đối phó với địch được nhân diện giao thở dài một hơi thu lại vẻ mặt kinh ngạc mà thay vào đó lại nở nụ cười khổ thì ra là thế, nếu đạo hữu không ngại thì có thể cho ta xem qua nội thương bên trong cơ thể của ngươi. Hàn lập gật gật đầu, nhưng bỗng nhiên hỏi một câu. Việc này, nhân diện giao nghe vậy, không khỏi trần chờ một chút. Ha ha, tại hạ vừa rồi nói như vậy có chút thất lễ. Bất quá đạo hữu có thể tự mình từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, nhưng chỉ sợ lệnh ái không cách nào chống đỡ được thêm bao lâu hàn lập bất động thanh sắc, ánh mắt đảo qua nữ đồng áo tím bên cạnh, lại nói ra một lời làm cho nhân diện giao cả kinh chương 2388, Trấn Hải Cung. Đạo hữu quả là tuệ nhãn như thần, vậy mà lại nhìn ra được tiểu nữ có phần không ổn. Trên đường cùng ta trốn chạy, nó bị kẻ thù của ta dùng bí thuật độc môn đánh một trường, tuy rằng hơn phân nửa công kích đã bị ta chặn lại, nhưng phần còn lại vẫn đánh trúng cơ thể nó. Đạo hữu thần thông quảng đại, có thể nhìn ra vấn đề trên cơ thể nó, liệu có cách điều trị được cho tiểu nữ hay không? Nhân diện giao rốt cuộc cũng bất chấp tất cả, cấp bách nói chẳng lẽ đạo hữu không tự mình điều trị cho nó được hay sao hàn lập hỏi lại một câu bí thuật độc môn của kẻ thù của ta lại cùng với thần thông của ta khắc chế lẫn nhau nếu tại hạ mà xuất thủ thì chỉ sợ tình hình của tiểu nữ càng khó mà cứu vãn nổi nếu đạo hữu chịu ra tay tương trợ đồ mỗ cả đời vô cùng cảm kích đô rào cười gượng nói tình hình nội thương trong cơ thể của lệnh ái đối với ta mà nói thực sự không phải là vấn đề khó giải quyết thậm chí tại hạ còn có thể làm cho đạo hữu một lần nữa khôi phục lại thần thông đại thừa kỳ chẳng qua tại hạ cũng có một điều kiện muốn trao đổi với đạo hữu. Hàn lập sờ sờ cầm, bình tĩnh nói, Hàn huynh có yêu cầu gì, cứ việc nói là được. Chỉ cần tại hạ có thể làm được thì tuyệt sẽ không nói hai lời. Nhân diện giao đầu tiên biến sắc nhưng ngay lập tức thở nhẹ một hơi rồi nói. Đồ huynh không cần phải căng thẳng như vậy, điều kiện của tại hạ cũng không phải là khó khăn gì, chỉ là hy vọng đạo hữu có thể tìm giúp ta một địa phương ở sâu trong đáy biển mà thôi. Hàn lập khẽ cười nói, chỉ có như vậy thôi sao, Đồ giảo nghe vậy chợt ngơ ngác một hồi, thần sắc vì vậy thả lỏng hơn rất nhiều. Ha ha, đạo Hiếu cho rằng tại hạ sẽ nói ra điều kiện như thế nào. Hàn lập mỉm cười, à, là do đồ mỗ đã đa tâm rồi. Lấy thần thông mà đạo hữu vừa bày ra lúc nãy, cho dù là tại thời điểm toàn thịnh thì tại hạ cũng chưa chắc đã phải là đối thủ. Chưa kể với tình cảnh của tại hạ bây giờ thì đạo hữu càng không cần phải nói lời lừa gạt làm gì. Tốt, nếu chỉ là điều kiện như lời này thì tại hạ hoàn toàn đáp ứng nhân diện giao lập tức mở lời đáp ứng đã như vậy thì mời đạo hữu cùng lệnh ái lên phi thuyền hàn mỗ lập tức thi pháp giúp hai người khôi phục lại như ban đầu hàn lập gật đầu nói không cần suy nghĩ nhân diện giao nhìn phi thuyền màu đen cực kỳ khổng lồ lại không trần trừ một chút nào nữa lập tức cảm ơn một tiếng rồi mang theo nữ đồng áo tím nhẹ nhàng bay lên trên thuyền sau khi hàn lập phân phó một tiếng mặc linh thánh thuyền lập tức quay trở lại lộ tuyến ban đầu run lên một cái rồi phá không bay đi ngày hôm sau Nhân diện giao vẻ mặt đầy cảm kích đang trò chuyện với Hàn Lập ở đại sảnh bên trong khoang thuyền, nữ đồng áo tím thì thần sắc đã tốt hơn rất nhiều đứng ngay đằng sau. Hoa Thạch lão tổ cùng Chu Quả Nhi cũng cùng kính đứng ở một bên. Thần thông của đạo hữu quả nhiên là cao thâm khó dò, ta cứ tưởng rằng muốn thương thế của ta cùng tiểu nữ khỏi hẳn thì phải mất đến vài tháng thời gian, không thể ngờ được là Hàn huynh chỉ cần một đêm mà đã hoàn tất việc này. Hiện tại nếu Trấn Hải cung còn phái thêm người đến, một mình ta cũng có thể giết hết bọn chúng nhân diện giao mừng rỡ nói với hàn lập chỉ là một chút tài mọn cũng không tính là cái gì trái lại trấn hải cung là thế lực như thế nào vậy những hải thú kia tuy không là cái gì trước mặt chúng ta nhưng mà nếu là một số tu giả cảnh giới hợp thể kỳ thì cũng khó mà ngăn cản được hết hàn lập sơ sơ cầm hỏi trấn hải cung kia chính là một thế lực có lãnh vực rất lớn ngoài biển do kẻ thù lớn nhất của ta sáng lập ra ngoại trừ hắn là cung chủ ra thì còn có hai gã đại thừa cung chủ khác nữa trưởng lão trong cung thì có hơn trăm đều là các loại hải thú cường đại như chúng ta thấy lúc trước, về phần hải thú cấp bậc phổ thông thì không có cách nào đếm cho hết được. Nhân diện giao nghe thấy Hàn Lập hỏi, sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn đem chân tướng nói rõ ràng. À, thế lực của Trấn hải cung này quả thực là không hề nhỏ một chút nào, tu vi của đạo hữu giảm sút như vậy nhưng vì sao đại thừa trong cung lại không có tự mình truy sát. Hàn Lập gật đầu, lại hỏi, đồ mỗ có cửu án cùng với Trấn hải cung, nhưng lại giao hảo rất tốt với thế lực lớn nhất của hải vực khác là thanh giao điện tại hạ sau khi sử dụng bí thuật đào thoát khỏi tay kẻ thù liền phát ra tin tức cầu cứu viện may nhờ có tin này nên hảo hữu của ta mới tấn công đại quy mô trấn hải cung kịp thời đối đầu ngăn chặn hai tên đại thừa cung chủ còn lại vậy nên ta mới có thể trốn thoát được đến bây giờ chẳng qua đường đi đến thanh giao điện đã bị hải thú của trấn hải cung phong tỏa triệt để nên ta mới phải chạy trốn tới tận nơi này nhân diện giao thản nhiên trả lời hóa ra là còn có ẩn khúc như vậy, thanh giao điện kia lấy danh nghĩa là thanh giao, chẳng lẽ thủ lĩnh trong đó chính là cường giả của thanh giao nhất tộc? Hàn lập hấp háy con mắt, hỏi, Hàn đạo hữu đoán không sai, hai vị điện chủ thanh giao điện đích thực là hai vị đại thừa của thanh giao nhất tộc, lại cũng là sinh tử chi giao của tại hạ. Mặc dù trong điện chỉ có hai vị đại thừa, nhưng mà thần thông của bọn họ thì không phải là cả ba cung chủ của Trấn Hải Cung có thể so sánh bằng được, còn lại tổng thể lực lượng của cả hai bên là sàn sàn gần bằng nhau. Đúng rồi, ngày đó lúc ở tại Vân Thành, Hàn Đạo Hiếu chẳng qua mới chỉ là cảnh giới luyện hư, mới chỉ không gặp trong một khoảng thời gian ngắn mà đã tiến giai cảnh giới đại thừa, tốc độ tiến giai quá nhanh làm người ta khó có thể tin được. Tư chất của Đạo Hiếu cao tuyệt, chỉ sợ chỉ có các vị tiền bối thời kỳ viễn cổ mới có thể so sánh được với Đạo Hiếu. Đồ rào than thở nói, trong lòng đối với sự việc Hàn lập tiến giai cảnh giới đại thừa đến giờ vẫn còn cực kỳ khiếp sợ. Mấy năm nay Hàn mỗ gặp được vài cái đại cơ duyên, vậy nên mới tiến cấp được đến cảnh giới hiện tại nhanh như vậy. Bàn về căn cơ thâm hậu thì làm sao có thể so sánh được với một vị đại thừa như đồ huynh chứ? Hàn lập khách khí nói, đạo hữu quá khiêm tốn rồi, đúng rồi, hàn đạo hữu muốn đổ mỗ trợ giúp tìm kiếm chỗ nào. Không phải mạnh miệng chứ, tại hạ cho dù không thể nói là nắm rõ từng tất hải vực trong lòng bàn tay, nhưng một số ít các khu vực đặc thù thì cũng đều đã đi qua vài lần rồi. Đồ rào thần sắc nghiêm lại, cuối cùng nhắc đến chuyện này tại hạ chỉ muốn tìm đến một tọa độ trong đáy biển mà thôi, còn như vị trí cụ thể. Hoa thạch, người tới đây nói qua cho đồ đạo hữu nghe đi. Hoa thạch là linh thú trong nước đã tu luyện thành công, thông qua lời nói của hắn hy vọng có thể làm cho đạo hữu hiểu, hiểu rõ thêm vài phần. Hàn lập quay đầu mở miệng phân phó cho hoa thạch một tiếng. Vâng, đồ tiền bối. Kỳ thật tọa độ trong đáy biển mà chúng ta muốn tìm chính là một manh mối mà trong thượng cổ tế đàn đã chỉ rõ, vị trí đặc thù cụ thể là. Hoa thạch sau khi đáp ứng một tiếng, Cung kính đi ra, lập tức giải thích một cách cực kỳ kỹ càng. Mặc dù thông qua thượng cổ tế đàn biết được đại khái tọa độ nhập khẩu tiểu linh thiên, nhưng mà vì thế giới dưới đáy biển cực kỳ khổng lồ, chỉ cần một chút sai lầm cũng có thể sai biệt cả vạn dặm. Cho dù có hoa thạch lão tổ tinh thông thần thông thủy thuộc tính này giúp đỡ, nhưng muốn tìm chính xác được nơi nhập khẩu cũng không phải là một chuyện đơn giản. Cho nên lúc trước khi Hàn Lập gặp được vị đại thừa nhân diện giao xuất thân từ hải vực này, lập tức không chút nào do dự giúp đỡ một phen. Có hắn giúp đỡ, tin tưởng rằng tìm được tọa độ chính xác không phải là một việc quá khó khăn. Cho nên cái gọi là Trấn Hải Cung kia chẳng qua cũng chỉ có ba gã đại thừa, cho dù mạnh hơn một chút so với cùng giai, đắc tội thì đắc tội chứ sao. Lấy thần thông của Hàn Lập bây giờ tất nhiên cũng không coi là gì trong mắt cả. Trải qua một phen bàn luận giữa đồ rảo và hoa thạch, rất nhanh hai người đã xác định được nơi nhập khẩu vào tiểu linh thiên ở trong đáy biển. Sau khi mặc linh thánh thuyền bùng sáng lên, độn tốc lập tức tăng lên gấp mấy lần, đi thẳng tới địa điểm kia hai tháng sau, phía trên bầu trời của một mảnh hải vực đầy dãy đá san hô, cự thuyền màu đen dừng lại tại chỗ không hề nhúc nhích. Mấy ngàn chung, cao dao khôi lỗi phân bố khắp xung quanh cả hải vực để qua lại dò xét. Tại chỗ sâu dưới đáy biển, rất nhiều ma tinh khôi lỗi không biết đang tìm kiếm cái gì ở khắp nơi. Hoa thạch lão tổ, đồ dảo cũng gia nhập vào bên trong những đám khôi lỗi này, đồng dạng không ngừng dùng thần niệm để tìm kiếm cái gì đó. Hàn lập ngồi xếp bằng ngay trên lối vào khoang thuyền, lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Chu Quả Nhi thành thành thật thật đứng ở một bên, nhưng thỉnh thoảng lại ngó đầu nhìn xung quanh đáy biển, tất nhiên là không thể thoát khỏi được con mắt của Hàn Lập. Con bé nhà đầu này gấp gáp cái khỉ gì, đây chính là địa điểm mà hai người bọn họ tính toán cảm thấy chính xác nhất, dù cho kết quả ra sao thì cũng chỉ cần một chút thời gian là tin tức sẽ về đến đây thôi. Hàn Lập vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng nhàn nhạt nói một câu. "Hàn Tiền Bối, Quả Nhi chỉ lo lắng là lần này vẫn hoài công vô ích mà thôi." Hai vị tiền bối cùng nói nơi phía trước rất nắm chắc nhưng chỉ sợ lại chẳng thu hoạch được gì cả chu quả nhi thè cái lưỡi nhỏ nhắn nói thầm trả lời hải vực rộng lớn như thế này thế giới đáy biển lại vô cùng phức tạp tính sai vài lần cũng là chuyện bình thường thôi nhưng ta có một ít dự cảm có lẽ lần này sẽ có được một ít thu hoạch hàn lập mỉm cười trả lời tiền bối pháp lực thông thiên trong lòng nếu đã cảm ứng được chút gì đó có lẽ là không sai được đâu chu quả nhi nghe vậy trong lòng lập tức vui vẻ chẳng qua trước đó ở tại đây còn cần phải đuổi bớt đi một ít khách không mời mà tới mới được. Hàn lập hai mắt nhíu lại, đột nhiên nhìn nhìn về một phương hướng nào đó. Cùng lúc đó, trên mặt biển bên ngoài trăm vạn dặm, chẳng biết từ khi nào bất ngờ xuất hiện vô số hải thú hình thù kỳ quái, lớn thì giống hệt quả núi cao, nhỏ thì cũng cỡ vài trượng, nhiều chi chít không kể được, cơ hồ phân bố chật kín từng tắc địa phương trong phạm vi cả trăm dặm. Mà đứng trên lưng một con rùa lớn đang ở vị trí tiên phong là một gã nam tử dâu dài đầu đội ngọc quan, mặt không chút biểu tình chỉ huy đoàn quân hải thú cuồn cuộn lao đến hướng mặc linh thánh thuyền phía sau con rùa lớn một chút là một đầu hải mã thú cự đại cùng một cùng một con bạch tuộc màu xanh đậm đang chia ra làm hai bên trái phải xít sao đi theo quả nhiên người kia vẫn ở địa phương phía trước cách đây không xa hư dám can đảm nhúng tay vào sự tình của bản cung đúng là đã chán sống rồi bắt đầu chuẩn bị vạn thú đại trận ta muốn dùng trận pháp này vây chết vị đại thừa lục địa kia ở bên trong lão già dâu dài sắc mặt cực kỳ tức giận, đột nhiên ra lệnh một tiếng. Từ trong đội quân hải thú ở phía sau vang lên một tiếng kèn lệnh thật dài, đàn hải thú giấy lên một trận, lập tức không ngừng biến đổi phương vị trong toàn thể đội ngũ. Chỉ sau khoảnh khắc, mặc dù bên trong đoàn hải thú còn chút rối rắm, nhưng có một tòa pháp trận cực kỳ huyền diệu đang mơ hồ được hình thành. Đại quân hải thú khổng lồ như vậy, tất nhiên là rất nhanh đã kinh động tới đám khôi lỗi giáp sĩ đang tuần tra ở xung quanh, lập tức chúng hùng hùng hổ hổ, hổ lao tới đón đầu. Đứng lại, chủ nhân của chúng ta đang làm việc ở phía trước, tất cả người ngoài đều không được tiến tới, trái lời giết không tha. Vài chục khôi lỗi này mới chỉ chặn đầu đoàn quân hải thú tiên phong, khôi lỗi giáp bà cầm đầu lạnh tanh quát một tiếng. Chỉ có vài tên khôi lỗi mà dám ngông nghênh, đúng là muốn chết. Sắc mặt tên nam tử đang đứng trên lưng rùa trầm xuống. Cơ hồ ngay lập tức khi hắn vừa dứt lời, hơn chục con hải thú khí tức cường đại đồng thời mở miệng, từng đạo quang mang cùng từng đoàn lôi hỏa bắn mạnh ra chỉ sau vài cái chấp động, lập tức đem tất cả số khôi lỗi này phá hủy thành từng mảnh vụn trong tiếng nổ vang trời. chương 2389, Tiểu Linh Thiên Nam tử dâu dài lại vung tay lên, đại quân hải thú ở phía sau lúc này như ông vỡ tổ tiếp tục dũng mãnh lao tới phía trước. Nhưng vào lúc này, vùng hư không xung quanh bỗng nhiên trở nên chấn động, một đạo tinh quang không chút dấu hiệu báo trước bắn thẳng đến. Sau một cái chấp động đã gần như thuấn di xuất hiện gần nam tử dâu dài, hóa thành một đạo kiếm quang mịt mờ chém xuống. Nam tử dâu dài cả kinh, nhưng ngay lập tức đã lấy lại được sự bình tĩnh, mở miệng phun ra một viên cầu ánh sáng màu tím. Vừa xuất hiện, viên cầu lập tức đón gió phóng đại thành một cự thuẫn, mặt ngoài trải rộng tầng tầng hoa văn màu tím. Đồng thời tay hắn bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân vang một tiếng phốc, một màn nước màu xanh lam bất chợt hiện lên bao phủ toàn bộ thân thể hắn lại bên trong. Phốc phốc hai tiếng, cự thuẫn cùng màn nước vừa mới tiếp xúc với tinh quang lập tức vỡ tan giống như tờ giấy dễ dàng bị xé vụn vậy ngay khi mặt mũi nam tử dâu dài vừa mới tràn đầy hoảng sợ thì tinh quang như thiểm điện đã chuyển động vòng quanh hông của hắn chém hắn thành hai mảnh phanh một tiếng hai đoạn thân hình của nam tử dâu dài vừa mới tách ra nổ tung lên trong nháy mắt đã hóa thành vô số bọt nước vô số các bọt nước này bắn đi chi chít bốn phương tám hướng lúc này tinh quang thu lại một tiểu nhân màu vàng óng ánh chỉ cao hơn một thước từ từ hiện ra ngón tay kim đồng côi nhẹ vào trong hư không mơ hồ bắn ra một đạo kiếm khí vô hình nhanh chóng cuộn lấy một cái bong bóng nước bong bóng kia quay tròn một vòng lập tức biến ảo thành một tiểu nhân có dung nhan giống hệt nam tử dâu dài kia mặc dù hắn cũng sở hữu vài kiện dị bảo hộ thân phi thường xuất sắc bên ngoài thân nhưng gặp phải kiếm khí sắc bén tấn công không ngừng tất cả bảo vật đều ầm ầm nổ tung tiểu nhân sau khi hết thảm một tiếng rồi cũng bị màn kiếm quang tiêu diệt từ lúc tinh quang xuất hiện cho đến khi nam tử dâu dài bị tiêu diệt cũng chỉ là trong một cái nháy mắt khiến cho con rùa khổng lồ dưới chân nam tử dâu dài cùng với đại quân hải thú đều không kịp phản ứng được gì, đợi khi chúng nó hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra thì tất cả đều trở nên vô cùng hoảng sợ. Trong đó hơn 10 đầu hải thú có khí thức cường đại nhất sau khi gầm lên một tiếng, mặt biển cuồn cuộn nổi sóng, linh quang gai nhọn chợt hiện, đủ loại công kích như mưa không ngừng bắn thẳng đến Kim Đồng. Kim Đồng thấy tình hình như vậy, hàn quang trong mắt lóe lên, thân hình mơ hồ một cái lập tức biến ra vô số hư ảnh đầy trời, cả một mảnh kiếm khí vô hình từ trên cao bắn thẳng xuống, không những phá vỡ hết tất cả công kích vừa rồi mà còn thuận đà chém thẳng xuống đại quân hải thú. Những kiếm khí vô hình này vô cùng sắc bén, ngay cả tồn tại đại thừa cũng không dám trực diện chống đỡ, vậy nên tất nhiên là đám hải thú bình thường hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chỉ thấy kiếm ảnh không ngừng chấp động chém từng mảng đại quân hải thú, vô số tàn thi cùng máu huyết của hải thú trôi lềnh bềnh trên mặt biển. Cuối cùng thì đám hải thú cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi không biết sau khi ai đó phát ra một tiếng kêu thê lương đám hải thú còn lại lập tức giải tán bỏ chạy thuộc mạng tới bốn phương tám hướng hư ảnh tiểu nhân đầy trời thoáng cái lại tụ thành một thể hóa thành bản thể kim đồng sau khi lạnh lùng liếc mắt nhìn về phương hướng đám hải thú trốn chạy thì quơ nhẹ một tay vào mặt biển một cái túi chữ vật từ chỗ nam tử dâu dài lúc nãy vẫn lạc bay lên chấp động một cái đã nằm trên bàn tay nhỏ bé của kim đồng kim đồng chỉ cúi đầu nhìn thoáng qua rồi lập tức cơ thể trở nên mơ hồ biến mất cùng lúc đó trên mạc linh thánh thuyền hàn lập thu lại lam quang trong hai mắt miệng thì thào một tiếng tốt lắm khách nhân không mời mà tới đã đuổi đi được hiện tại có thể an tâm yên tĩnh chờ tin tức rồi chu quả nhi đứng ở phía sau nghe thấy lời của hàn lập ánh mắt chấp chấp không ngừng bộ dáng rõ ràng là vẫn chưa hiểu được gì cả khoảng thời gian tiếp theo hàn lập lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần nửa ngày sau thời điểm ánh sáng trên bầu trời bắt đầu trở nên ảm đạm đột nhiên có một cái phủ lục từ dưới biển bay lên Hàn Lập mở hai mắt, một bàn tay vỗ nhẹ vào hư không bắt lấy tấm phù lục. Phanh một tiếng, tấm phù lục bỗng nổ tung hóa thành một quả cầu lửa đỏ chót, đồng thời một cỗ tin tức trực tiếp truyền vào trong thần niệm của Hàn Lập, rất nhanh đã làm cho khuôn mặt Hàn Lập vui mừng rạng rỡ. Tiền bối, chẳng lẽ là, Chu Quả Nhi thấy vậy, nhịn không được hỏi, đúng vậy, rốt cuộc tìm được một chỗ có thể là vị trí cửa vào. Đi, chúng ta điều khiển thuyền trực tiếp đi đến đó. Hàn Lập đứng dậy, vừa cười ha hả vừa nói. Chu Quả Nhi nghe thấy vậy, vẻ mặt cũng cực kỳ vui mừng. Hàn lập thúc dục pháp lực khởi động cự thuyền, lập tức thân thuyền phát ra một tầng quang mang màu đen, chậm rãi chìm dần vào trong mặt biển. Sau nửa canh giờ, tại một nơi bí ẩn nào đó trong đáy biển có đủ loài thực vật nhiều màu sắc, hàng trăm con khôi lỗi đều cùng tụ tập lại trước một cự thạch màu đỏ thẫm. Hoa Thạch lão tổ cùng đồ dảo đứng phía trước đám khôi lỗi, đang cùng nhau chỉ trỏ vào cự thạch phía đối diện. Nước biển từ xa bỗng nhiên cuộn lên, con thuyền màu đen giống huyệt ma thần dưới đáy biển đang băng băng bay đến, chỉ mấy cái chớp động đã đến bên trên cự thạch đỏ thấm. Hàn Lập đang đứng mũi ở tàu một tay bấm pháp quyết, quang mang trên cự thuyền đại phóng, con thuyền theo đó cũng phóng đại hơn rất nhiều, che lấp một khu vực rộng đến vài dặm, khiến cho tất cả nước biển xung quanh bị đẩy hết ra bên ngoài quang mang. Hàn sư, Hàn đạo hữu, Hoa Thạch lão tổ cùng nhân diện giao thấy vậy cùng tiến đến chào một tiếng. Nơi này đúng là tọa độ mà các ngươi đã tìm được thân hình hàn lập mơ hồ một cái, lập tức biến mất trên cự thuyền, trực tiếp xuất hiện bên cạnh cự thạch đỏ thấm, hai mắt nhìn thẳng đánh giá vật này. Thưa vâng, trải qua việc đệ tử cùng đồ tiền bối liên tục đo lường tính toán, có lẽ là không sai. Hơn nữa chúng ta xác thực cũng cảm ứng được không gian chấn động từ nơi này để lộ ra. Hoa thạch lão tổ cung kính nói, hoa thạch đạo hữu nói rất đúng, ta cũng đã bảy tám phần nắm chắc có thể khẳng định nơi đây chính là cửa vào mà Hàn Huynh đang muốn tìm. Đồ rào cũng thập phần tự tin nói. Được rồi, làm phiền đồ huynh rồi, nếu đã như vậy, trước hết để ta xem qua rồi hãng nói tiếp. Quả nhi, người tới đây một chút, Hàn Lập gật gật đầu, quay đầu gọi Chu Quả Nhi đang còn ở trên thuyền. Chu Quả Nhi thấy vậy, vội vàng phi thân xuống, đến bên cạnh Hàn Lập. Người theo ta đi vào thử một lần, xem nơi này có phải đúng là cửa vào tiểu linh thiên hay không. Nếu đúng thì hoa thạch mang thánh thuyền cùng với đám khôi lỗi theo vào sau. Hàn Lập căn dặn một tiếng nói, vâng, tiền bối, tuân mệnh, Hàn Sư, Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch Lão Tổ, Đồng Thanh đáp ứng một tiếng. Đồ giảo mặc dù cảm thấy động của Hàn lập tác hơi có chút mạo hiểm, nhưng nghĩ đến việc lúc trước hắn biểu hiện ra pháp lực kinh người, sau một chút trần trừ cũng không nói ra những lời khuyên can. Tiếp theo, chỉ thấy ngoài thân Hàn lập sáng lên một cái, bao bọc Chu Quả Nhi vào bên trong, hóa thành quang cầu màu vàng sông thẳng vào trong cự thạch đỏ thấm. Chỉ thấy cự thạch trông có vẻ rất bình thường, sau khi mặt ngoài mơ hồ vặn vẹo một cái, Thân hình của Hàn Lập và Chu Quả Nhi đã trực tiếp chui vào trong đó. Bên ngoài chỉ còn lại có Hoa Thạch lão tổ, Đồ Giảo cùng một đám khôi lỗi vẫn còn yên tĩnh chờ đợi. Tiếp theo, Hàn Lập mang theo Chu Quả Nhi xông vào bên trong cửa thạch màu đỏ thẫm, độn quang tức khắc ngưng lại, thân hình giống như gặp phải cấm chế nào đó làm cho vô cùng ngưng trệ lại, đồng thời nguyên bản ở bên ngoài chỉ thấy không gian chấn động yếu ớt bỗng nhiên lại mãnh liệt vô cùng, phía trước cách đó không xa tức thì xuất hiện một viên cầu ánh sáng bảy màu, đang không ngừng chuyển động sau khi thần niệm của Hàn Lập khẽ quét qua quầng sáng bảy màu, tinh thần lập tức chấn động, sau khi hét lớn một tiếng, thân hình biên cuồng biến to lên, thoáng một phát biến thành kim mao cử viên cao hơn 10 trường. Thân hình hắn vốn đang bị ngưng trệ, lập tức khôi phục lại vẻ linh động như trước kia, bàn tay khổng lồ chụp lấy chu quả nhi, từng bước một đi về phía quầng sáng bảy màu. Phốc một tiếng, cự viên sau khi đi thẳng vào trong quầng sáng, lập tức cả người quỷ dị lai động rồi biến mất không thấy. Tại một giới diện khác, một chỗ trong rừng rậm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Một cây tùng xanh biếc cực lớn, đột nhiên ngoài thân bị vô số kim mang xuyên thủng, thân cây run lên rồi nổ tung thành từng mảnh nhỏ, ở chỗ cũng chỉ còn lại một cái hố đất sâu đến vài trượng. Phía trên hố đất hơn 10 trượng, một quầng sáng bảy màu đang chuyển động quay tròn không ngừng, sau khi bên trong chấn động một cái, từ đó thoáng cái xuất hiện hai đạo nhân ảnh bay ra. Một nam một nữ, khôi phục nguyên hình đúng là Hàn Lập cùng Chu Quả Nhi. Hàn Lập chẳng qua chỉ đánh giá xung quanh bằng đôi mắt, Lập tức nhướng mày. Linh khí ở đây so với linh giới quả thật kém hơn rất nhiều. Quả Nhi, đây đúng là Tiểu Linh Thiên rồi. Thưa Hàn Tiền Bối, tùy vãn bối cảm thấy nồng độ linh khí rất giống, nhưng cứ để ta kiểm tra cẩn thận lại xem có sai không đã. Chu Quả Nhi cũng quan sát mọi nơi xung quanh một lần, phấn khích nói. Nàng chụp tay một cái, trong tay lập tức xuất hiện một cái pháp khí trông như một tấm khăn lụa. Nàng đem khăn lụa ném lên trước người, ngón tay nhanh chóng điểm chỉ vài cái lên phía trên lập tức một mảnh xương mù tuôn ra phía trước, hiển hiện ra một cái bản đồ cực kỳ rõ ràng. Bí thuật của ta linh nghiệm rồi, chắc chắn đây đúng là tiểu linh thiên, để cho ta xem lại vị trí hiện tại bây giờ, ồ, hóa ra là bên trong tiểu linh thiên lục hải. Chu quả nhi vốn vốn đang cực kỳ vui vẻ trả lời, nhưng sau khi nhìn kỹ lại địa đồ bên trên tấm khăn lụa, lại thấp giọng hô nhẹ một tiếng, bộ dáng hoàn toàn ngoài ý muốn. Mặc kệ đây là địa phương nào, nếu chắc chắn là tiểu linh thiên, vậy là được rồi. Người trước tiên cứ ở nguyên nơi này, ta quay lại đón bọn hoa thạch tới đây. Đi qua thông đạo này khó hơn dự tính trước kia rất nhiều, chỉ bằng một mình hoa thạch thì sẽ phải chịu không ít khổ sở. Hàn lập gật gật đầu, phân phó một câu, Chu quả nhi nghe vậy, tự nhiên không người đồng ý. Vì vậy thân hình hàn lập mơ hồ một cái, lại lần nữa bay vào trong quầng sáng bảy màu. Chỉ trong thời gian cạn tách trà, hư không trên hố đất lại tiếp tục chấn động, mặc linh thánh thuyền đã thu nhỏ lại nhiều lần bay ra từ trong đó. Con thuyền vừa mới bay ra, lập tức đón gió khôi phục lại bộ dáng to như ngọn núi, Hàn Lập cùng Hoa Thạch lão tổ thì đều đang đứng ở trên mũi thuyền. Về phần cha con đồ rảo, ở cửa vào thông đạo lúc trước cũng đã cảm tạ Hàn Lập thêm một lần rồi cùng nhau rời đi. Chu Quả Nhi thấy vậy, vẻ mặt cực kỳ vui mừng bay lên trên. "Tốt rồi, Quả Nhi ngươi có thể nói chuyện Lục Hải là như thế nào rồi? Mặt khác, cũng nói cho ta biết trước kia ngươi ở nơi nào. Lần này ta tiến vào Tiểu Linh Thiên" Cốt cũng chỉ để cùng với mẹ của ngươi hảo hảo nói chuyện một lần. Hàn Lập mỉm cười nhìn Chu Quả Nhi nói, "Lục Hải là địa phương của người Lục Linh tộc, mà Lục Linh tộc thì là dị tộc cường đại nhất tiểu linh thiên, cũng là tử địch của tiểu linh thiên nhân tộc chúng ta. Về phần địa phương sinh sống của Quả Nhi trước kia tất nhiên là nơi nhân tộc tập trung rồi, vừa vặn là một chỗ trái ngược hoàn toàn so với Lục Hải này, cực kỳ xa xôi." Chu Quả Nhi có vài phần phiền muộn trả lời. Chương 2390, Lục Linh tộc, Lục Linh tộc chẳng lẽ là chủng loại dị tộc sinh ra đã có hai cánh trong suốt và làn da xanh biếc hai mắt Hàn Lập nhíu lại hỏi ơ làm sao tiền bối biết được Chu Quả Nhi nghe vậy liền cảm thấy kinh ngạc bởi vì có không ít dị tộc loại này đang kéo tới chỗ chúng ta có lẽ lúc trước Mặc Linh Thánh thuyền tiến vào giới này gây ra chấn động quá lớn bị tộc nhân Lục Linh tộc phát hiện ra Hàn Lập nhàn nhạt trả lời thì ra là thế tiền bối cẩn thận một chút Lục Linh tộc là dị tộc cường đại nhất tiểu linh thiên mặc dù linh khí của giới này thiếu thốn nên không thể sinh ra cường giả đại thừa nhưng lại có thể câu thông phụ thể với cổ thụ tổ linh nào đó gần giống với chân linh uy năng cũng lớn không kém đại thừa bình thường chu quả nhi vội vàng nhắc nhở cổ thụ tổ linh nghe cũng có chút ghi tứ chẳng qua bây giờ cũng không phải là lúc để dây dưa với bọn họ nếu những tộc nhân lục linh tộc này thức thời một chút thì ta cũng không thèm để ý tới nhưng nếu chúng không biết thân phận mà lại tiến đến cản đường ta cũng sẽ không quan tâm mà cho chúng biết mặt cái thông đạo ra vào này cũng không thể để cho người khác biết được, trước tiên ta bày ra một cấm chế che giấu nơi này vào đã. Hàn lập gật đầu, trong mắt chấp lên một tia hàn quang nói. Tiếp theo tay áo của hắn dương lên, chi chít trận kỳ bay ra từ trong cổ tay áo, hóa thành đủ mọi viên cầu ánh sáng lóe lên rồi chờ tắt, lập tức biến mất vào trong hư không xung quanh. Hàn lập một tay bấm pháp quyết, điểm vài cái vào hư không xung quanh quầng sáng bảy màu. Tức thì một mảnh ngũ sắc phù văn hiện ra, sau khi sen lẫn chấp động, hóa thành một màn ánh sáng nhàn nhạt, nhạt che phủ kín xung quanh quầng sáng bảy màu. Phanh một tiếng, quầng sáng bảy màu sau khi mơ hồ một cái, lập tức cùng với màn sáng nhạt nhạt kia biến mất trong hư không. Không gian chấn động vốn dĩ lúc trước còn có thể mơ hồ cảm ứng được thì giờ đây đã hoàn toàn bị ngăn cách. Tiếp theo, miệng hàn lập lại niệm vài tiếng, pháp quyết trong tay biến hóa, một cánh tay lại phất ra phía trước. Một mảnh hào quang mịt mờ màu xanh từ trong tay áo cuồn cuộn bay ra, ngưng tụ hóa thành một cái phù văn to như cái đấu sau đó nổ tung vang lên một tiếng trầm đục. Vô số lục ti từ trong đó tản ra, một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Cự tùng xanh ngắt đã biến thành mảnh vụn kia, lại rất nhanh biến ảo thành với tốc độ lấy mắt thường cũng thấy được, thậm chí ngay cả cái hố trên mặt đất cũng nhanh chóng được lấp đầy. Chỉ sau thời gian vài cái hô hấp, cự tùng cùng chu vi hố đất xung quanh tất cả đều đã trở lại như cũ như chưa từng có gì xảy ra vậy. Thần niệm của Hàn lập lại đảo qua một lần, sau khi cảm thấy không còn điều gì sai sót, mới lộ ra vẻ thỏa mãn, nhưng sau đó bàn tay lại vỗ nhẹ vào hư không ở phía khác. Oanh, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa, một tòa núi nhỏ cách đó mấy chục dặm đột nhiên bị một cỗ cự lực khổng lồ ép xuống san phẳng. Mà lấy tiểu sơn làm trung tâm, trong phạm vi gần một dặm trên mặt đất sinh ra một trường ấn khổng lồ sâu tới vài chục trường, mỗi một đường vân tay đều có thể thấy rõ. Đi thôi, lúc này Hàn Lập mới mỉm cười phân phó một tiếng, vì thế cự thuyền ầm vang lên một tiếng, Phá Không bay đi tới một phương hướng nào đó, sau vài cái chớp động liền biến mất khỏi chân trời. Một thời gian ngắn sau, ở một phương hướng khác có vài cái linh quang chớp động, mấy đạo cầu vòng trói mắt phá không bay tới, sau khi lượn vòng ở khu vực xung quanh mới đột nhiên dừng lại trên tiểu sơn bị san phẳng kia, độn quang thu lại hiện ra nhân ảnh ba gã sau lưng có cặp ánh trong suốt như cánh ve. Cả ba người đều vừa cao vừa gầy, bất kể là tóc hay làn da đều là màu xanh nhạt, nhưng mơ hồ vẫn nhận ra được là hai nam một nữ ba người cùng nhìn xuống trưởng ấn phía dưới thân sắc trên mặt ai nấy đều cực kỳ nghiêm trọng Thốc ảnh người thấy thế nào một gã nam tử lục linh tộc dáng vóc khôi ngô hơn người đột nhiên quay sang hỏi nữ tử bên cạnh một câu rất cường đại ba người chúng ta không thể nào làm được chuyện này người kia so với hai người khác dung nhan thanh tú hơn nhiều rõ ràng là nữ tử lục linh tộc lông mày nhíu chặt trả lời hư đâu phải chỉ là không làm được thực lực của người này chỉ sợ ràng cường đại hơn cả ba chúng ta rất nhiều một gã nam tử khác gương mặt hơi dài thì hừ lạnh một tiếng nói cứ nhìn vào hình dạng của trưởng ấn này thì biết rõ ràng là cường giả nhân tộc lưu lại nhưng mà trong nhân tộc lại có tồn tại cường đại như thế này sao trên mặt nữ tử lại thoáng qua vài tia nghi hoặc trước kia trong nhân tộc cường đại nhất cũng chỉ có thiên môn sơn thiết quân tán nhân nhưng tu vi cũng chỉ mạnh hơn chúng ta một bậc mà thôi chẳng lẽ là trong nhân tộc có cường giả mới xuất hiện nam tử khôi ngô lục linh tộc sau khi trầm ngâm một lúc trả lời Tiểu Linh Thiên chỉ lớn có như vậy, trong nhân tộc xuất hiện cường giả bậc này thì làm sao lại không nghe được một chút tin tức gì chứ? Kỳ quái hơn nữa chính là, không cần biết lai lịch của người này ra sao nhưng tại sao lại xuất hiện ở trung tâm Lục Hải. Nam tử mặt dài lạnh lùng nói, một điểm này quả thật là kỳ quái, sợ rằng chỉ có hỏi chủ nhân của trưởng ấn thì mới có thể biết được chân tướng. Trong mắt nữ tử hiện lên vẻ tàn khốc trả lời, hỏi hắn, các ngươi nói người nhân tộc này lưu lại trưởng ấn là có ý gì chứ? Nam tử khôi ngô sờ sờ cầm, như có điều gì suy nghĩ hỏi lại một câu. Còn có thể có ý gì nữa, rõ ràng là đe dọa cho chúng ta biết khó mà lui. Nhưng hắn nghĩ Lục Hải là nơi nào chứ, cho dù người này đúng là một gã đại thừa nhân tộc, cũng phải để lại cho chúng ta một cái công đạo mới được. Nam tử mặt dài giữ tợn cười một tiếng rồi nói, điều này là đương nhiên, bằng không nếu việc này truyền ra bên ngoài thì chư tộc đều nghĩ Lục Hải trở thành sân sau của bọn chúng. Nhưng còn không gian chấn động lúc đầu thì là việc gì? Chẳng lẽ cường giả nhân tộc này lại vận dụng không gian bí thuật gì nên mới có thể coi nhẹ cấm chế tộc ta bố trí, trực tiếp truyền tống đến nơi này?" Nữ tử lại chậm rãi hỏi, "Ta cũng cảm ứng được không gian chấn động, nhưng vừa rồi xem xét lại một phen, cũng không phát hiện ra dấu vết không gian chấn động nào ở phụ cận nữa, xem ra là bị cường giả nhân tộc kia xóa hết đi rồi." Nam tử mặt dài nói không cần suy nghĩ, "Bất kể làm cách nào mà nhân tộc này lại vào được tận đây, chỉ cần bắt lấy hắn thì không lâu sau sẽ rõ." Hắc hắc có khi hắn xâm nhập vào trọng địa của lục linh tộc chúng ta lần này đối với tộc ta lại là một chuyện tốt. Bằng không nếu gặp phải cường địch này ở bên ngoài, chỉ sợ khó mà thuận lợi triệu hoán ra được cổ thụ tổ linh." Nam tử Khôi Ngô đột nhiên cười nói, "Quả thực là như thế, đã như vậy còn chờ cái gì nữa, mau đuổi theo." Lấy thần thông to lớn của đối phương, tộc nhân khác cho dù nhờ vào lực của Lục Hải chỉ sợ cũng không ngăn cản được lâu đâu." Nữ tử gật gật đầu đồng ý nói, hai gã nam tử lục linh tộc khác tất nhiên là cũng không có điều gì phản đối. Ba người lại hiện lên độn quang, lần nữa hóa thành ba đạo cầu vòng phá không bay đi, phương hướng chính là nơi mà cự thuyền biến mất. Bên kia, mặc linh thánh thuyền vẫn đang bay ẩm ẩm phía trước. Nhưng mà ở phụ cận, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện cả ngàn lục linh tộc nhân, đang thao túng đủ loại pháp khí từ xa công kích tới. Trên cự thuyền cũng tuôn ra một loạt ma tinh khôi lỗi, cũng bắn ra hàng loạt các loại cột sáng cùng với lôi hỏa phản kích, bộ dáng đánh nhau sôi sục ngất trời với đám tộc nhân lục linh tộc này. Nhưng tu vi cao nhất trong đám lục linh tộc, chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới luyện hư mà thôi, tất cả công kích tới cự thuyền, đều bị một tầng màn sáng màu đen hấp thụ không còn chút nào. Mà công kích của đám khôi lỗi lên những người lục linh tộc này, đa số đều bị một tầng hư ảnh lá màu xanh ngăn trở lại. Song phương trông có vẻ đôi công hung mãnh dị thường, nhưng thực sự lại chẳng xuất hiện bao nhiêu thương vong, cũng chẳng có một chút ảnh hưởng gì tới cự thuyền. Đột nhiên, Gần nửa số người lục linh tộc bỗng nhiên tụ tập lại cùng một chỗ, xếp thành một trận hình cổ quái, đồng thời tay bấm pháp quyết, trong miệng cùng niệm một loại chú ngữ. Oanh, một tiếng, vô số cây lớn ở phía dưới chấp lên hào quang màu xanh mịt mờ, mỗi cây đều hiện ra một hư ảnh hình lá màu xanh, rất nhanh đã tụ lại bên trên hơn trăm người lục linh tộc, ngưng tụ lại thành một hư ảnh cự lá to đến vài mẫu, sau khi chấp lên một cái lập tức xuất hiện phía trên cự thuyền, hào quang đại phóng lao thẳng xuống phía dưới bộ dáng như muốn cuốn chặt lấy mặc linh thánh thuyền nhưng ngay lập tức cự thuyền chợt chấn động một cự thủ lóng lánh khổng lồ bay vụt ra xòe ra năm ngón tay chụp thẳng lên phía trên một tiếng vỡ giòn tan vang lên hư ảnh lá cây khổng lồ sau khi lay động một cái lập tức bị cự thủ khổng lồ màu xanh bắt lấy nó như một vật sống ngọ nguậy dãy ruộa không ngừng nhưng năm ngón tay của cự thủ khổng lồ như năm cái móc câu nắm chặt hư ảnh lá cây khổng lồ trong lòng bàn tay hoàn toàn không cho nó có chút cơ hội đào thoát hơn trăm lục linh tộc nhân kia đều trở nên kinh hoàng, lập tức chú ngữ trong miệng trở nên khẩn trương, đồng thời đem toàn bộ pháp lực bản thân chút mạnh vào cửa thuyền trên không. Vốn dĩ hư ảnh lá cây khổng lồ còn hơi mờ nhạt, thoáng chốc lóe lên lục quang rồi trở nên giống như thực thể, đồng thời một cỗ khí tức cường đại tỏa ra từ trên đó, lại một lần nữa giảng co với cự thủ khổng lồ. Chút tài mọn, một âm thanh nhàn nhạt của nam tử truyền ra từ bên trong cự thuyền, cự thủ màu xanh bỗng nhiên tăng mạnh lực, một cỗ thần lực không thể tin được theo năm ngón tay truyền ra phanh một tiếng, hư ảnh cự lá màu xanh bị bàn tay cường ngạnh bóp nát. Dưới tác dụng của lực cắn trả, mấy trăm người lục linh tộc sắc mặt tái nhợt, miệng phun ra một đống máu tươi. Một ít người pháp lực còn yếu hơn thì lập tức rơi thẳng từ trên không xuống. Lúc này, một hư ảnh bỗng lóe lên trên đầu cự thuyền, Hàn Lập không một tiếng động hiện ra. Ánh mắt của hắn quét qua chỗ đám người lục linh tộc, mặt không cảm xúc nói một câu: "Vốn dĩ là muốn tha cho các ngươi một con đường sống." nhưng đã không biết điều vậy nên đành phải tiến các người đi vậy. Vừa dứt lời, hai tay Hàn Lập khẽ trà sát, một viên cầu lôi điện màu vàng ầm vang một tiếng hiện ra, vừa điên cuồng lớn lên vừa bay lên trên trời cao. Kim quang trói mắt, tiếng sấm rung trời. Trong nháy mắt, lôi cầu liền biến thành các loại lầu các lớn nhỏ mặt ngoài ánh vàng rực rỡ, vô số kim hồ lượn lờ chấp động, đồng thời một cỗ khí tức khủng bố gần như muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ tuôn ra. Đám người lục linh tộc gặp tình hình này tất cả đều cực kỳ kinh hoàng, trong đó một gã cầm đầu không chút do dự quát to một tiếng lui lại, tức thì tất cả lục linh tộc nhân ảo ảo xoay người bỏ chạy về phía xa. Nhưng Hàn Lập đã xuất ra thần thông, làm sao lại có thể để họ dễ dàng rời đi như thế, trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo, một ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, tức thì một đạo pháp quyết chấp lên rồi nhập vào trong lôi cầu cực lớn kia. Lập tức, lôi cầu vang lên một tiếng nổ tung, xét đánh ngập trời, vô số hồ quang màu vàng bắn đi bốn phương tám hướng xung quanh chương 2391, cổ thụ tổ linh. Sau một loạt tiếng nổ vang, những kẻ lục linh tộc này đồng loạt hóa thành cho bụi. Gần ngàn dị tộc trong nháy mắt chỉ còn hơn 10 người sống sót. Những kẻ lục linh tộc còn lại trông thấy tình cảnh này tất cả đều bị dọa đến hồn phi phách tán, lúc này họ mới biết, đối thủ trên con thuyền trước mắt này không phải là loại tồn tại mà họ có thể đối phó được, kẻ nào cũng quay đầu chạy thục mạng. Hàn lập lạnh lùng nhìn cảnh những lục linh tộc nhân còn sót lại chạy trốn, cũng không có ý định đuổi cùng giết tận, vốn là đang muốn quay vào khoang thuyền thì đột nhiên tiếng xé gió từ phía chân trời vang lên, từ trên không ba đạo ánh sáng chói mắt bắn nhanh tới. Hai mắt hàn lập khẽ nhíu lại nhưng cũng không có bất kỳ hành động nào, chỉ lặng lặng đứng ở phía mũi thuyền nhìn tới hướng ba đạo độn quang đang phi tới. Chỉ một lát sau, ba đạo độn quang thu lại biến thành ba cường giả lục linh tộc, một nữ hai nam. Ba người nhìn thấy cảnh lực lượng tinh nhuệ của tộc mình trong nháy mắt bị thương và tiêu diệt nhiều như vậy cũng cảm thấy vừa sợ vừa giận. Bọn họ mặc dù dự đoán đối phương thần thông quảng đại, những tộc nhân kia không có khả năng cản trở nổi đối phương, nhưng dựa vào sự trợ giúp của lực lượng từ lục hải, ít ra cũng không thể có nhiều thương vong như vậy, việc chỉ có hơn 10 người chạy thoát hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Dù sao thì từ lúc thương lượng rồi vội vã đuổi theo cho đến giờ, cùng lắm là mới chỉ vừa hết thời gian uống cạn chén trà. Cho đến khi ba cường giả lục linh tộc chuyển sang nhìn về phía Hàn Lập, cả ba không khỏi giật mình cả kinh cùng xoay lại nhìn nhau đều đồng thời thấy trong mắt đồng bạn một chút thần sắc hoảng sợ. Thực sự là đại thừa, đây quả thật là đại thừa tu sĩ. Hàn lập khẽ liếc mắt nhìn qua ba người đã nhận ra đó chỉ là những kẻ còn ở cảnh giới hợp thể trung hậu kỳ, căn bản không cần quá xem trọng. Nhân tộc thật sự xuất hiện một tu sĩ đại thừa, xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Với tu vi hiện tại của tiền bối không cảm thấy việc ra tay như thế với hậu bối có chút ỉ lớn hiếp nhỏ hay sao? Một tên lục linh tộc hít một hơi thật sâu, vẻ mặt giận dữ hỏi Hàn Lập. Kỷ lớn hiếp nhỏ, bọn chúng dám cả gan cản trở công chuyện của ta, nếu ta dễ dàng bỏ qua chỉ sợ các đạo hữu khác biết chuyện này sẽ cười nhạo ta mất. Còn về tên của ta thì các ngươi cũng không cần biết. Các hạ là từ giới diện khác tới sao? Nam tử khôi ngô dường như nghe được trong lời nói của Hàn Lập một chút thông tin, khuôn mặt thoáng kinh ngạc hỏi lại. Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Hàn Lập bâng quơ đáp lời. Nếu các hạ thật sự là từ giới diện khác đến, để tìm hiểu thêm thông tin về lối vào tiểu linh thiên, có lẽ chúng ta phải giữ đạo hữu lại ít hôm tại lục hải này. Ánh mắt của nam tử cao gầy chợt lóe lên, khẽ nói. Chỉ là ba gã hợp thể mà cũng dám ở trước mặt ta khoác lác như vậy, các người nghĩ rằng chỉ cần dựa vào cách ký phụ của thụ tổ linh là có thể sao? Hàn lập khẽ nhếch mép cười hỏi, các hạ biết rõ cổ thụ tổ linh, xem ra đạo hữu không phải là ngẫu nhiên đi tới nơi này rồi. Nam tử khôi ngô dường như nghĩ ra điều gì, đồng tử co lại. Hàn lập cười hắc hắc hai tiếng, cũng không có ý tứ nói thêm điều gì hai vị đạo hiếu, xem ra không còn cách nào khác, chỉ còn cách gọi đến tổ linh rồi. Vì lối ra của tộc chúng ta, bằng cách nào đi nữa chúng ta cũng phải bắt giữ người này lại, và lấy ba địch một, phần thắng của chúng ta chắc chắc sẽ tăng thêm một ít. Nữ tử lục linh tộc ánh mắt trở nên tàn khốc gần giọng Hai nam tử đi cùng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Bản thân họ đã trải qua hàng loạt trận chiến, đối với uy lực của cổ thụ tổ linh ba người dường như đã mê muội đến hồ đồ, nghĩ rằng cho dù đối phương là một đại thừa từ giới diện khác đến cũng có lòng tin rất lớn sau đó ba người đồng thời nâng cánh tay trái lên ống tay áo che phủ trên người tức thời vỡ vụn trên cánh tay của mỗi người đều có những hình vẽ cây cổ thụ trông rất sống động mỗi một hình vẽ đều không giống nhau một hình cây cổ thụ xanh ngắt cành lá tươi tốt dày đặc một hình vẽ cổ thụ cao lớn toàn thân màu sáng bạc hình vẽ cổ thụ cuối cùng có đủ mọi màu sắc rất rực rỡ đầu cành nở đầy các loại hoa đặc sắc với đủ loại kích cỡ tổ linh hiện thân Ba cường giả lục linh tộc một tay đồng thời bấm pháp quyết, khẽ quát lên một tiếng, lập tức ba luồng sáng xanh trên cánh tay lấp lánh chuyển động, đặc biệt mỗi hình vẽ đều hiện ra một ảo ảnh thân cây cao khoảng một thước. Ở phía dưới rừng rậm, thiên địa nguyên khí đột nhiên chuyển động, vô số sợi tơ màu lục từ trong cây cối bay ra, sau đó chúng như thủy triều, ảo ạt hướng tới hình vẽ trên cánh tay ba cường giả lục linh tộc, cuối cùng ba ảo ảnh cổ thụ bay vọt ra khỏi cánh tay của ba người. Trong nháy mắt, Ba ảo ảnh cổ thụ mặt ngoài lấp lánh sắc xanh hiện ra rồi không ngừng lớn dần lên, cuối cùng hóa thành những cự mộc to lớn hàng trăm trượng cao vút trời. Bóng dáng ba cường giả lục linh tộc đã không còn thấy ở chỗ cũ. Ba thân cự mộc, sau khi ánh sáng xung quanh thu lại đã hiện ra ba khuôn mặt. Nhìn rõ ngũ quan khuôn mặt từng người, rõ ràng là ba tu sĩ lục linh tộc, hai nam một nữ, vừa biến mất lúc trước. Đây là cổ thụ tổ linh sao? Quả thật rất thú vị, mộc linh khí rất tinh thuần. Hàn lập cảm giác ba cự mục phát ra khí thức cường đại, khuôn mặt tỏ ra vài phần kinh ngạc. Lúc này, ba thân cự mục mơ hồ vặn vẹo một hồi, sau lại biến hóa thành ba hình dáng to lớn khác nhau. Một cự nhân đầu đầy tóc xanh dài chấm vai, trên người mặt một bộ mộc giáp màu xanh, hai tay chống không. Một cự nhân dáng người hơi thon thả, sau lưng mọc thêm ảo ảnh một đôi cánh phát sáng lung linh, trong tay nắm một thanh kiếm lớn dài màu xanh. Cuối cùng là một cự nhân cao lớn nhất, mặc một bộ giáp bạc hình dáng như một cái gai đâm ngược lên, Hai tay cũng nắm một thanh chùy lớn màu bạc. Lúc này, ba cự nhân vừa mới biến hóa xong, cự nhân tóc dài ông ông nói liền: "Nếu các hạ nguyện ý thúc thủ chịu trói thì còn kịp. Chúng ta chỉ muốn đạo hữu tạm thời ở lại mấy ngày, nói rõ về chỗ cửa ra vào của giới này thì sau đó có thể tự do rời khỏi. Nếu không đợi đến lúc Tổ Linh đã động thủ, chúng ta cũng không có cách nào khống chế hành động của Tổ Linh đâu, chẳng may đạo hữu vẫn lạc dưới quyền cước của Tổ Linh thì hối hận cũng không kịp." Khẩu khí thật lớn, cho dù các ngươi dựa vào một chút ngoại lực tiến tới cảnh giới đại thừa thì trong mắt ta cũng không đáng một xu tuy nhiên loại bí thuật ký phụ của các ngươi lại khiến ta có chút hứng thú chờ sau khi bắt được các ngươi sẽ nghiên cứu thật kỹ một phen cùng hắn đôi co làm gì nhân tộc vốn với lục linh nhất tộc chúng ta là đối địch của nhau nếu hắn cho rằng mình là đại thừa thì có thể xem thường chúng ta vậy cứ để hắn biết một chút về sự đáng sợ của cổ thụ tổ linh đi cự nhân dáng người thon thả có vẻ nôn nóng tức giận khẽ quát lên Tiếng quát vừa ra khỏi miệng, ba cự nhân đồng thời im lặng, bước nhanh một bước, nhắm mặc Linh Thánh thuyền đi tới. Hàn Lập đang đứng trước mũi thuyền thấy vậy, chân đạp vào hư không. Ầm, um, ầm, um, tiếng nổ vang lên đã đi tới trước mặt ba cự nhân, tay áo run lên đồng thời nở nụ cười nhạo báng. Tiếng sét đánh vang lên, trong tay áo ánh sáng lóe lên bắn ra một tia sét nhỏ màu bạc, tia xét thu lại hóa thành một đạo sĩ trẻ, mặt không biểu cảm, đứng cạnh Hàn Lập. Giải huynh công pháp của huynh vừa khéo khắc chế ba thân cổ thụ tổ linh này, vậy thì giao cho huynh ứng phó là được rồi, tốt nhất là bắt sống một trong ba người bọn họ. Hàn lập phân phó một tiếng, Cương giả mộc thuộc tính, rất tốt, mình ta là đủ rồi. Giải đạo nhân ánh mắt khẽ quét qua ba cự nhân, hơi gật đầu một chút, sau đó một chân dẫm mạnh. Oanh, bên ngoài thân giải đạo nhân lập tức xuất hiện vô số tia xét điện màu bạc đồng thời xông lên nhắm vào ba cự nhân, thân hình cũng đón gió biến lớn, hóa thành một con cua vàng lớn vài mẫu hai càng một lớn một nhỏ. Hai càng khổng lồ dơ lên phía trước thăm dò, đột nhiên bắn ra một đạo tia sét màu bạc, chỉ sau một cái chớp động liền xuất hiện tại chỗ cự nhân thân hình thon thả. Bầu trời phía trên cự nhân cao lớn và cự nhân tóc dài chấn động, hai ảo ảnh cự ngao cùng một mảng sét màu bạc cùng đè xuống dưới. Ba gã cổ thủ tổ linh biến thành cự nhân tự nhiên cả kinh. Bọn họ thật sự không ngờ đối phương lại triệu hồi ra một kẻ không những động thủ dứt khoát mà còn có thần thông lôi thuộc tính, loại công pháp mà bọn họ kiêng kỵ nhất cả ba dùng mình, đồng thời thi triển thần thông ngăn chặn. Cánh tay cao lớn của cự nhân vừa chuyển động, hai cự chùy màu bạc trong tay thoáng cái đã biến hóa ra vô số ảo ảnh hướng tới hư ảnh cự ngao đang đè tới đánh xuống. Hai tay cự nhân tóc dài đang thi triển pháp quyết, ánh sáng bên ngoài một giáp màu xanh không ngừng lóe lên hóa ra vô số dây leo thật dài, đan dệt khắp không trung rồi biến thành một tấm lưới rộng lớn hướng tới cự ngao trên đầu mình như muốn bao bọc lại. Về phần cự nhân thon thả đang đối mặt với cột xét màu bạc, khuôn mặt tràn đầy vẻ tập trung, đem lưỡi dao lớn trong tay đặt ngang trước người. ngay lập tức, bề ngoài lưỡi dao vặn vẹo biến hóa thành một lá chắn màu lục thật lớn, mặt ngoài khắc sâu vô số linh văn, đem nó che chắn trước thân mình. tại chỗ ba cự nhân truyền ra từng tiếng nổ kinh thiên động địa, từng đạo tia xét màu bạc cùng lúc hiện ra rồi hóa thành từng đoàn điện quang nổ tung lên. lúc này hoàng kim giải gầm nhẹ một tiếng, vỏ cứng sau lưng đột nhiên nổi lên vô số lôi văn màu bạc rồi nhanh chóng tụ lại biến hóa ra một lôi trận thật lớn. lôi trận này chỉ quay tròn một vòng rồi nổ vang. Lập tức chui vào hư không không thấy bóng dáng. Ngay lập tức, ba thân cự nhân trên bầu trời đồng thời chấn động kịch liệt, bên trong lôi trận thật lớn vô số tia sét đang chuyển động không ngừng bắn vào họ. Thân hình hoàng kim giải chấp lên, cũng vô thanh vô tức xuất hiện trên không, sau đó lăn một vòng rồi biến mất vào trong lôi trận. Âm, um, ầm, um, âm thanh vừa vang lên, lôi trận lớn từ từ hạ xuống dưới. Lúc này phía dưới truyền ra những tiếng giống đầy hoảng sợ của ba cự nhân một cỗ khí thức cuồng bạo sông lên nhưng vừa mới tiếp xúc với lôi trận đã bị hàng loạt lôi điện còn kinh khủng hơn trước trực tiếp xé rách thành từng mảng. Ngay tức khắc, lôi trận biến thành một đám mây xét bao phủ hết ba thân cự nhân rồi thu vào bên trong. Từng tiếng xét đánh nổi lên, ba cự nhân liên tục thét lên những âm thanh đau đớn, ngoài ra còn mơ hồ trông thấy từng đoàn tia sáng ở bên trong không ngừng nổ tung. Hàn Lập trông thấy mọi sự xảy ra, mỉm cười không chút do dự quay người hướng tới khoang thuyền đi tới giải đạo nhân ngay cả ma giới tam đại thủy tổ đều có vài phần kiêng rè thì ba gã ngụy đại thừa làm sao có thể chống đỡ lâu nổi đấy là chưa nói đến công pháp của cả hai bên khắc chế lẫn nhau vì thế hàn lập chỉ nhìn qua khúc đầu giao chiến đã yên tâm trở về thuyền mình quả nhiên sau một thời gian cạn chung trà bên ngoài đại sảnh trên khoang thuyền có tiếng bước chân vang lên giải đạo nhân vẻ mặt như thường từng bước đi vào hàn lập đang ngồi trong đại sảnh yên lặng tìm hiểu những pháp quyết lúc trước khẽ ngẩng đầu lên nhìn đạo nhân rồi cười hỏi một câu huynh đã chém giết hết tất cả bọn họ đương nhiên là không hàn huynh chẳng phải đã bảo ta để lại một kẻ còn sống hay sao giải đạo nhân khẽ đáp tay áo giơ lên một cái bình nhỏ màu bạc bay ra một tay hàn lập hướng tới hư không điểm một cái rồi chộp lấy bình nhỏ thần niệm xuyên qua vách bình hướng tới bên trong quét qua chỉ thấy trong bình mơ hồ có một nguyên anh héo rút cao khoảng vài tấc nhìn dung nhan thì đúng là nam tử lục linh tộc có gương mặt gầy hàn lập gật gật đầu lộ ra vẻ mặt hài lòng cũng không hỏi kết cục của hai cường giả lục linh tộc còn lại, ánh sáng trong tay lóe lên thu bình nhỏ vào trong vòng chữ vật. Sau đó ma linh thánh thuyền run lên rồi lại hướng tới phía tới bắn nhanh đi. Từ lúc đó, lục linh tộc không có thêm người nào dám tới ngăn cản hành trình của con thuyền nữa.